sao tự nhiên lại quyết định đính hôn vậy? Tần Lạc hiếu kỳ hỏi. Ngày trước đã bao giờ nghe em nói đến đâu, chẳng có tí gì gọi là dự báo trước cả. Em cũng không ngờ là nó lại đến một cách đột ngột như vậy. Vương Cửu Cửu nói, nhà Dương Phụ và nhà em có quan hệ rất mật thiết, lần trước em đã nói với anh rồi, nhà em chỉ có mỗi một mình em, nên ông em rất xem trọng anh ta. Gạch dưới mặc dù nhìn anh ta đáng ghét, nhưng đúng là cũng có chút năng lực. Rất được lòng mấy vị trưởng bối ở khu quân đội Lan Châu. Anh ta đột nhiên quay về thủ đô cầu hôn, thì vương gia tất nhiên là bằng lòng rồi. Vì dù gì thì trong mắt mọi người trong nhà, môn đăng hộ đối vẫn rất quan trọng. Nếu cả hai nhà đều ủng hộ anh ta thì tiền đồ của anh ta cũng sẽ không ngừng thăng tiến. Gạch dưới đến cả ông em cũng thấy việc này rất ổn, cha em và những người khác cũng đều gật đầu đồng ý, ngoài mẹ em ra thì chẳng có ai ủng hộ em cả. Vương Cửu Cửu như vừa nhớ ra điều gì đó, đôi bàn tay đặt dưới mặt nước bỗng nhiên bóp chặt vào đùi Tần Lạc một cái, Tần Lạc đau quá, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Anh không đồng ý mà, Tần Lạc tủi thân nói. Anh có biết mọi người vì sao lại vội vàng gả em cho Dương Phụ đến vậy không? Vì tất cả mọi người đều biết là em thích anh, biết là em mặt dày theo đuổi anh như thế nào, còn anh thì lại có vợ chưa cưới, không thể lấy em được. Vì thế mà mọi người muốn em cưới sớm để từ bỏ luôn cái tâm tư này đi. Cái này không phải là lỗi của anh. Tần Lạc không ngờ lại là nguyên nhân này, liền gật đầu nói, đúng là lỗi của anh. Cha em quay về hỏi ý kiến em nhưng em từ chối ngay lập tức, sau đó ông em còn đích thân gọi điện đến hỏi về việc này, thì em thấy việc này có phần không ổn. Đến cả ông nội phải đứng ra can thiệp rồi, thì cô dì chú bác sao lại không ăn tươi nuốt sống em luôn được cơ chứ? Nên em đã vội vàng thu dọn hành lý bỏ chạy liền một mạch đến Vân Điền. Sau đó cảm thấy Vân Điền cũng không an toàn, nên đã đến thôn này, lần trước đã đến đây một lần rồi nên cũng không còn cảm thấy gì là lạ lẫm nữa. Tần Lạc nói, cũng may mà không gặp chuyện gì, nếu không thì quả là nguy hiểm. Có thể xảy ra được chuyện gì chứ? Vương Cửu Cửu hì hì cười nói, ở đây thoải mái, dễ chịu lắm, chim kêu lảnh lót, hoa thơm ngát trời, không khí thanh bình yên ả. Ngày nào em cũng nhìn thấy những con vật bé nhỏ hay những viên đá hoặc những loài hoa mà ngày trước chưa nhìn thấy bao giờ. Thậm chí em còn nghĩ, nếu bọn họ ép em phải cưới Dương Phụ thì em sẽ cả đời ở đây, chẳng có gì là không tốt cả. Anh lo cho sự an toàn của em mà thôi, một thân một mình, lại là con gái nữa, sống giữa núi non thế này, nhỡ có xảy ra chuyện gì thì sao? Tần Lạc nói, xảy ra chuyện gì chứ? Người ở đây hiền hậu, đơn thuần hơn người thành phố nhiều. Hơn nữa bọn họ đặc biệt rất biết ơn người khác. Chúng ta chỉ cần đối tốt với bọn họ một chút thôi là bọn họ sẽ cố gắng hết sức để đền đáp lại, bọn họ chỉ có thể bảo vệ em thôi chứ không bao giờ hại em đâu. Tần Lạc cười nói, em nói cũng có lý. Bọn họ còn nói em là Bồ Tát tái thế nữa là. Anh cười cái gì, chẳng lẽ anh không thấy bổn tiểu thư đây không giống với Bồ Tát hay sao? Vương Cửu Cửu tức giận nói. Giống thì cũng giống đấy. Nhưng không biết Bồ Tát liệu có mặc đồ lót ngâm mình trong suối nước nóng thế này không nữa. Tần Lạc nói. Anh muốn chết hả? Vương Cửu Cửu bị Tần Lạc đùa vậy thì ải đưa tay nhéo vào đùi hắn một cái đau điếng. Tần Lạc cũng muốn nhéo lại nàng một cái, nhưng bàn tay hắn bất giác lại đưa lên trên, muốn sờ mó vào ngực nàng. Cũng may mà hắn giác ngộ sớm nên đã kịp thời vội vàng thu tay về. Bàn tay thu về nhanh chóng khiến cho làn nước bị khuấy động lên. Vương Cửu Cửu phát giác ra thì lại nhéo vào đùi Tần Lạc thêm một cái nữa. Không có cách nào làm cho người nhà em thay đổi chủ ý sao? Tần Lạc hỏi. Có chứ. Cách gì? Tần Lạc xúc động hỏi. Anh cưới em đi, Vương Cửu Cửu giảo hoạt nói. Em biết là anh không đồng ý mà. Vương Cửu Cửu thở dài một tiếng rồi lại nói tiếp, em cũng không muốn làm khó dễ cho anh. Em đã nghĩ ra cách để từ chối đám cưới này rồi. Cách gì vậy? Tần Lạc cảm thấy có phần bị đè nén, không biết nên nói thế nào cho phải. Ông nội muốn có đám cưới này là bởi vì muốn có người nối dõi quyền thế của vương gia. Nếu em mà không muốn gả cho Dương Phụ thì em phải gánh vác trách nhiệm này thôi. Toàn thân Vương Cửu Cửu mềm nhũn ra, tựa hẳn vào người Tần Lạc, khẽ nói tiếp, thực ra mà nói thì làm một nữ quân nhân cũng không tồi chút nào. Ngày sau mà anh còn dám ăn hiếp em thì em sẽ bắn chết anh. Em làm quân nhân chỉ là để phản kích anh sao? Tần Lạc trêu đùa nói, sau đó giơ tay ôm lấy bờ vai của Vương Cửu Cửu. Đây là hành động thân mật mà hắn chủ động muốn có với Vương Cửu Cửu, tựa như nếu làm vậy thì mới có thể nói rõ ra được nỗi đau, tình thương và cả sự day dứt, áy náy trong lòng mình cho nàng không bằng vậy. Không, Vương Cửu Cửu lắc đầu đáp,
Em mà làm quân nhân thì có thể bảo vệ cho anh. Anh đâu cần em phải bảo vệ anh đâu, Tần Lạc cười nói. Nếu anh chỉ muốn làm một bác sĩ thì đúng là chẳng cần đến sự bảo vệ của em. Vương Cửu Cửu nói, nhưng những việc mà anh cần làm hiện giờ đã vượt qua phạm trù của một bác sĩ. Anh lập ra công hội trung y, đánh bại Hàn Y, dạng danh Paris, mặc dù nghe thì có vẻ ghê gớm đấy, nhưng những nguy hiểm ở bên trong anh có biết không? Đừng nghĩ là không có ai nói xấu anh ở trong nước, chỉ là có bộ trưởng Thái Công Dân đứng đằng sau nên những lời nói đó mới bị nhấn chìm đó. Về sau anh còn phải làm rất nhiều việc khác nữa, thậm chí còn có thể liên quan đến cả chuyện buôn bán, nếu sau này Thái Bộ trưởng không giúp anh nữa thì sao? Hoặc nếu Thái Bộ trưởng không ngồi ở cái ghế đó nữa thì sao? Anh sẽ phải làm thế nào đây? Cho dù có là như thế thì cũng không thể hy sinh em vì anh được chứ? Tần Lạc cố chấp nói, nếu em từ chối Dương Phụ thật thì đợi vài năm nữa gặp được người đàn ông mà em thích, ông em chắc cũng sẽ không nói gì đâu. Vương Cửu Cửu quay ra nhìn Tần Lạc, cả bộ ngực của nàng đều áp sát vào người hắn, nói, anh vẫn bên cạnh thế thì em làm sao mà thích được người khác. Em cũng đã từng nghĩ đến chuyện từ bỏ anh, nhưng không thể kiên trì được đến ngày thứ ba, việc đó quả là khó khăn vô cùng. Không theo đuổi được thì coi như là chết, còn từ bỏ thì chẳng khác gì sống không bằng chết. Thấy Tần Lạc định nói điều gì đó, Vương Cửu Cửu giơ tay lên khép đôi môi của hắn lại, nói, cũng không phải chỉ là vì anh, mà là vì cả bản thân em nữa. Ai bảo em là phụ nữ chứ? Sinh ra là người nhà họ Vương, thì cũng phải gánh vác phần trách nhiệm thuộc về mình. Hơn nữa, vị nữ bí thư của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc cả đời không lấy chồng chính là thần tượng của em, trước khi quen anh, em đã muốn giống bà ấy. Bây giờ có cơ hội rồi thì nên nắm lấy, cũng chẳng có gì là không tốt cả. Tần Lạc không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Vương Cửu Cửu. Hắn biết, bất luận giờ đây hắn có an ủi hay khuyên nhủ gì thì đều là dư thừa mà thôi. Nàng không cần những thứ đó. Nàng là một cô gái rất có chủ kiến. Mấy ngày ở nơi rừng sâu núi thẳm này, hắn cũng đủ hiểu nàng muốn gì rồi. Anh không hiếu kỳ muốn biết em tặng anh quà gì sao? Vương Cửu Cửu cảm nhận thấy cánh tay của Tần Lạc siết chặt vào mình, nhẹ nhàng hỏi. Gì vậy? Tần Lạc hỏi, còn cần quà gì nữa? Có thể tìm được nàng, có thể ôm nàng vào lòng như thế này đã là món quà quý giá nhất trên thế giới này rồi. Em... Vương Cửu Cửu thì thầm bên tai Tần Lạc. Cái gì thế? Tần Lạc không nghe rõ, liền hỏi lại. Thân thể của em, Vương Cửu Cửu nói, mặc dù nàng đã chuẩn bị dở trò lưu manh với hắn, nhưng sự việc đến nước này rồi thì lại ngại ngùng, hai má đỏ bừng lên, lan dần xuống cổ rồi lan tiếp ra toàn thân. Như thế làm sao được? Tần Lạc nói, trời biết, nói ra được những lời này cần đến một dũng khí ghê gớm thế nào. Đôi khi cự tuyệt còn khó khăn hơn nhiều so với tiếp nhận. Đặc biệt là nói lời từ chối trong lúc này. Sao lại không được, Vương Cửu Cửu cắn vào tai Tần Lạc nói. Em còn là gái còn trinh đó. Nếu em mà làm quân nhân, trong lúc huấn luyện em làm rách màng trinh thì làm thế nào? Thấy Tần Lạc ngẩn người ra, không động đậy gì thì Vương Cửu Cửu nói tiếp. Em biết là em không tranh được với chị ấy, em cũng không muốn tranh giành làm gì. Em yêu anh, nên em muốn trao cho anh lần đầu của em, có thể anh cho là làm thế này chẳng là gì cả. Có thể còn khiến cho anh càng thêm áy náy, hổ thẹn hơn. Em cũng thế, hổ thẹn với chị ấy, hổ thẹn với anh. Em đã chí công vô tư như vậy rồi mà anh cũng không thể cho phép em được ích kỷ một lần sao? Nhớ sau này em gặp được người đàn ông mà em thích thì sao? Nhớ sau này em gặp được người đàn ông mà em cần ở trong doanh trại quân đội thì sao? Người đàn ông mà em muốn là anh, Vương Cửu Cửu hùng hổ nói. Anh mà còn đẩn em ra ngoài nữa là em sẽ cắn đứt tai anh đấy. Tần Lạc cũng cảm thấy cứ từ chối người ta mãi thế cũng làm tổn thương lòng tự tôn của một cô gái quá. Cũng giống như một người đàn ông, nếu tỏ tình với một người con gái mà không thành thì cũng cảm thấy bối rối vô cùng, không hiểu Vương Cửu Cửu làm thế nào mà lại có thể kiên trì được đến bây giờ. Trong một năm trở lại đây, nàng đã thử không biết bao nhiêu lần, và cũng không biết bao nhiêu lần thất bại, vậy mà nàng vẫn kiên trì đến tận giờ phút này đây, có lẽ đúng là giống như nàng nói, quên đi còn khó khăn hơn là sự lựa chọn bây giờ của nàng. Tần Lạc tự hỏi mình thì thấy mình chắc chắn là không thể làm được như thế, có lẽ hắn làm đến lần thứ ba mà không thành công thì sẽ từ bỏ. Nghĩ đến đây thì hắn không còn cố kìm chế lòng mình nữa, liền tách hai chân mình ra rồi nói, nào em đến đây đi. Mông em đau lắm, không đứng dậy được, Vương Cửu Cửu nói. Tần Lạc cũng không thể để cho người bị thương quá dùng sức, hắn liền đứng lên, sau đó quay người đối diện với Vương Cửu Cửu, thân thể bắt đầu đè dần lên nàng.
tất cả mọi thứ đều đến một cách hài hòa tự nhiên, hai người chẳng có gì gọi là lạ lẫm với nhau cả, như thể một đôi vợ chồng đã lấy nhau nhiều năm rồi vậy. Tần Lạc cởi bỏ nội y của Vương Cửu Cửu ra, không kịp vứt lên bờ mà cứ để mặc nó nổi lềnh bềnh trên mặt nước, tựa như có một đóa hoa màu hồng vừa mới nở rộ trên mặt nước vậy. Cách cả một năm trời lại một lần nữa sờ lên cặp vú mềm mại, dẻo dai kia, thì không khỏi rên lên một tiếng. Vẫn là người con gái ấy, vẫn là bộ ngực ấy, nhưng có một cái không giống với ngày trước, đó là khi xưa là ở trong đống tuyết, còn bây giờ thì lại là ở dưới ánh sáng mặt trời. Tần Lạc bất giác cảm thán một câu, tại sao lần nào cũng là chiến đấu ở ngoài trời thế này nhỉ? Chương 678, Hoa cũng phải ghen tị. Vương Cửu Cửu dù gì thì cũng là một cô gái vẫn còn trinh tiết, nên vừa bị Tần Lạc khiêu khích cái là toàn thân nàng đã mềm ra như sợi bún rồi, cổ nàng dựa vào bờ hồ, vốn nàng định cong người ra sau, nhưng không hiểu sao bộ ngực của nàng lại nhướn ra đằng trước. Một làn da trắng nõn hồng hào, một bộ dạng thẹn thùng e ấp. Em đã chuẩn bị xong chưa? Tần Lạc hỏi, hắn đã cảm nhận được thân thể của Vương Cửu Cửu hoàn toàn ở trong trạng thái thả lỏng rồi. Hai tay nàng ôm chặt lấy hắn như muốn nhập luôn thân thể của hai người làm một vậy. Vương Cửu Cửu gật đầu đáp, hai mắt nàng lờ đờ, nửa nhắm nửa mở nói, nghe nói sẽ rất đau. Anh sẽ cẩn thận, Tần Lạc nói. Vương Cửu Cửu đột nhiên mở to đôi mắt đen láy ra nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, nói, em mà không cảm thấy thích thì anh cũng đừng hòng đòi thoải mái. Thấy mặt Tần Lạc lại đần thối ra thì Vương Cửu Cửu cười thầm đắc ý. Nàng dạng hai chân ra, nói, vào đi. Tần Lạc liền xả thân xông vào, hai người hợp làm một thể trong tiếng kêu đau đớn của Vương Cửu Cửu. Trong anh có em, trong em cùng có anh, trở thành trạng thái hòa hợp tự nhiên nhất của thiên địa âm dương. Vương Cửu Cửu là con cái trong gia đình quân nhân, nên không được nuông chiều từ bé như những hoàng tử công chúa khác, từ nhỏ đã bầm chỗ nọ tím chỗ kia rồi. Vì vậy mà nàng có thể chịu đựng được cảnh máu chảy đầu rơi, nhưng lại không thể chịu được cái màng trong cơ thể mình bị rách. Chỗ rách này khiến cho miệng nàng kêu lên không ngớt, toàn thân co cứng lại, hai chân kẹp chặt lấy eo của Tần Lạc, không để cho hắn được động đậy nữa. Chân dài cũng có cái lợi của nó, nàng dùng chân cặp hết lấy eo hắn rồi mà vẫn còn thừa ra một đoạn, đung đua trên mặt nước, trông giống như hai con cá chép trắng bị gọt sạch phây vậy. Không được nhúc nhích, chúng ta nói chuyện một chút, Vương Cửu Cửu cau mày lại nói. Cái cảm giác này chẳng giống với biểu hiện lên tiên của các diễn viên trong những bộ phim Âu Mỹ hay Hàn Nhật mà nàng và Trương Nghi Y vẫn thường lén lút xem chút nào. Mặc dù nàng không được thoải mái, nhưng cũng không yêu cầu Tần Lạc phải rút cái đó ra. Thế là hai người cứ thế mà dính chặt lấy nhau nằm yên một chỗ. Em muốn nói gì? Tần Lạc hỏi, hắn biết đây là giờ phút yếu đuối của một người phụ nữ, nên hắn cũng không ép buộc gì cả. Hắn thích Vương Cửu Cửu, thích thân thể của những cô gái đẹp. Nhưng lại không hề có ý nghĩ nhất định phải để lại dấu tích của mình ở trên đó. Em muốn giúp bọn họ, Vương Cửu Cửu nói. Bọn họ, Tần Lạc ôm Cửu Cửu từ dưới nước lên, sau đó để nàng bò lên người mình, còn mình thì ngồi lên trên tảng đá. Như thế sẽ khiến cho nàng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Những người dân của Cửu Chi Hoa, Vương Cửu Cửu nói, em cũng không biết có phải do hai lần đến đây ở nên đã có tình cảm với những người ở nơi đây hay không nữa. Những ngày em ở đây, có người đã đem đến tận nơi cho em trứng gà mà nhà họ có người thì lại đến cho em thịt thỏ, người thì đem cho em hoa quả trong nhà họ trồng. Những thứ này đúng là không đáng bao nhiêu tiền cả, nhưng bọn họ cho rằng đây là những thứ tốt nhất mà họ có. Cuộc sống của bọn họ đúng là thanh bình, yên ả, nhưng quả thực là nghèo vô cùng. Trường học thì ở xa thôn quá, phải vượt qua cả một dãy núi, có nhà không sợ phiền phức gì thì còn đưa đón con em mình đi học. Nhưng có nhà thì thấy học hành chẳng để làm gì, nên thấy thà để cho con em mình chơi đùa trong thôn còn hơn, đợi đến chừng mười mấy tuổi thì xem ai có thể đưa giúp ra bên ngoài đi làm thêm kiếm tiền. Cứ như thế truyền từ đời nọ qua đời kia, chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc. Phải nghĩ thế nào cho họ thoát được ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó mới được. Tần Lạc cũng biết những cái mà Vương Cửu Cửu đang nói, liền đáp lại, muốn giàu thì phải sửa đường trước. Nguyên nhân gây nên nghèo đói. Lạc hậu là do giao thông quá ư là bất tiện, đợi cho con đường này được xây dựng lên rồi, thì bất luận là người từ bên ngoài muốn vào đây, hay người ở trong thôn muốn đi ra thì đều dễ dàng hơn trước nhiều. Đến lúc đó, tầm nhìn của bọn họ cũng được mở mang, thì tất yếu họ sẽ nghĩ đến những thứ tốt hơn, hợp lý hơn. Em đến ở đây lâu hơn một chút, có ý kiến gì hay thì có thể suy nghĩ mà, nếu em cảm thấy ổn thì có thể lập tức thực thi. Dù sao thì quỹ hỗ trợ cũng nằm trong tay em.
thì em có quyền được tùy ý xử lý với số tiền trong đó. Vương Cửu Cửu di rời cánh tay của mình ra chỗ khác, chỉ động đậy nhỏ như vậy thôi mà cũng cảm nhận được bên dưới của mình mềm hẳn ra. Nàng cảm thấy cái cảm giác đau đớn đó đã biến mất từ lúc nào rồi. Nàng lại thử động đậy thêm một lần nữa thì cảm giác thoải mái lan truyền ra khắp người. Lúc này nàng mới cảm nhận được cái sung sướng đáng được hưởng của một người phụ nữ, trong lòng thầm nghĩ, có phải do mình nằm trên động đậy nên mới thế không? Em nghĩ thế này, chúng ta không phải là muốn xây một công viên sinh thái cấp quốc gia ở đây sao? Non non nước nước nơi đây là tự nhiên, vậy những người dân chân chất mộc mạc ở trong thôn lại không phải là tự nhiên hay sao? Ví dụ như nhà ông Tôn, lương thực hàng năm nhà ông ấy làm ra không ít, nhưng lại chẳng có cách nào để bán ra. Hoa quả rau dưa mà bọn họ trồng ăn không hết thì sẽ bị thối nát. Nếu có người có thể tiêu hóa hết chỗ này thì sao nhỉ? Bán ra à? Tần Lạc cười hỏi. Không phải thế, Vương Cửu Cửu lắc đầu nói. Có bán ra thì cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Giả sử bọn họ biến chỗ lương thực này làm đồ ăn thu hút khách du lịch thì sao nhỉ? Ý em là muốn làm một khu du lịch ở đây à? Bọn họ sẽ mở luôn quán ăn trong khu du lịch. Cái này không gọi là quán ăn, mà phải gọi là cây nhà lá vườn, không phải bây giờ ở thành phố đều có cái mốt đó sao? Làm gì có ai là không thích ăn đồ ăn không phun thuốc sâu thuốc nguội chứ? Em đặc biệt thích ăn cháy ở dưới đáy nồi đấy. Hơn nữa, mặc dù số tiền trong quỹ của chúng ta có tính chất là tiền từ thiện, nhưng cũng phải cần đến vốn để lưu động, duy trì chứ, không những thế, phải có tiền thì chúng ta mới có thể tiến hành bước đầu tư tiếp theo được, chứ chẳng lẽ đầu tư xong Vân Điền rồi sẽ đóng cửa sao? Em nghĩ, nếu làm tốt, thì khu du lịch này sẽ đem đến lợi nhuận khả quan lắm đó. Đến lúc đó tìm giới truyền thông để đăng tin quảng cáo, anh tin là khách du lịch sẽ rất nhiều cho mà xem. Tần Lạc cũng gật đầu tán đồng. Hắn tin vào năng lực của Vương Cửu Cửu, và nàng cũng không bao giờ làm cho hắn phải thất vọng cả. Không phải anh quen với Trần Tư Tu Vền và Mễ Tử An sao? Bảo bọn họ làm người đại diện cho ấy. Đến bản thân anh cũng là một người nổi tiếng mà, kiểu gì thì cũng có thể lăng xê lên được thôi. Vương Cửu Cửu cười hì hì nói. Được. Việc này giao cho em làm nhé. Tần Lạc nói một cách dứt khoát. Cần anh làm gì thì cứ nói. Nếu có thể giúp được người dân ở Cửu Chi Hoa, có thể khiến cho quỹ hỗ trợ tiếp tục phát triển, thì cho dù anh có phải mặt dày đi cầu xin người ta giúp đỡ cũng không sao. Anh mà còn phải cầu xin à? Có bọn họ muốn anh mời đến quá ấy chứ? Vương Cửu Cửu bĩu môi nói. Không, bọn anh chỉ là những người bạn thông thường thôi. Tần Lạc nói. Hắn cũng không ngu ngốc đến nỗi nói ra sự việc khó xử mà hắn gặp phải khi hắn trị bệnh cho Mễ Tử An. Có hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến em, có người lo cái này cho anh rồi. À, còn nữa, những việc của quỹ hỗ trợ, e rằng anh phải tìm người khác làm thôi. Em ra đi nhanh như vậy sao? Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Vương Cửu Cửu có chút vương vấn nói, muốn từ chối cái đám cưới này thì phải sớm nghĩ ra cách giải quyết. Lần này quay về thủ đô, em sẽ nói rõ cho ông nội biết. Bọn họ sẽ không cho em quá nhiều thời gian để giải quyết những việc này đâu, nên anh cũng cần phải tìm người nào thích hợp để tiếp tục công việc này. Em thấy Lệ Khuynh Thành được đấy, với quan hệ của hai người, em nghĩ chị ấy sẽ không nhắm mắt làm ngơ đâu. Cho dù em có vào quân đội, thì cũng ở Yên Kinh mà. Tần Lạc nói. Khó lắm, Vương Cửu Cửu lắc đầu nói. Em ở lại Yên Kinh thì có khác gì bây giờ chứ? Bọn họ ép em lấy Dương Phụ chẳng phải là muốn em quên anh đi sao? Em không chịu thỏa hiệp, bọn họ lại càng không muốn nhìn thấy em trở thành người thứ ba trong chuyện tình cảm của hai người. Người phụ nữ trong nhà họ Vương lại trở thành vợ bé, cái tiếng tăm này không được tốt cho lắm, bọn họ cũng không thể vì em mà mất mặt như vậy. Nên chắc ông sẽ đá bay em đến một nơi nào đó cách xa kinh thành cho mà xem. Ngày sau có muốn gặp mặt cũng khó rồi, Tần Lạc thở dài nói. Vâng, một năm có khi cũng chỉ gặp được một lần, giống như Ngưu Lang và Chức Nữ ấy. Vương Cửu Cửu oán hận nói. Một lần, Tần Lạc sửng sốt hỏi lại. Theo như suy đoán của em, thì cho dù ông nội có không muốn cho em ở Yên Kinh, thì cũng không muốn em phải đến vùng sâu vùng xa chịu khổ. Hơn nữa, để có thể làm cho em được mở rộng tầm mắt và nhận được sự rèn luyện nhanh chóng nhất, thì chắc chắn sẽ đưa em đến một khu quân đội nào đó ở gần biển. Nếu như thế thì có thể là khu quân đội Dương Thành. Không phải Tết năm nào anh cũng phải về quê ăn Tết sao? Chắc là có thể gặp được một lần đấy. Ngày thường chẳng lẽ bọn em không có ngày nghỉ sao? Tần Lạc hỏi, một năm mới gặp nhau một lần, hắn cảm thấy thực sự là quá ngắn ngủi. Đùa anh đấy, Vương Cửu Cửu lại hì hì cười nói.
Em lại cứ nghĩ là anh sau khi đoạt được thân thể em thì chỉ muốn em đi đâu càng xa càng tốt, nhưng biểu hiện của anh làm em rất hài lòng. Chắc chắn là có kỳ nghỉ rồi, khi nào được nghỉ em sẽ lén lút quay về gặp anh. Ai, vừa phải phòng chị ấy nhà anh, lại vừa phải đề phòng cả một đám người nhà em. Làm bà vợ bé này cũng khá là áp lực đây. Anh xin lỗi em, Tần Lạc buồn rầu nói. Có gì mà phải xin lỗi đâu, đây là sự lựa chọn của em mà. Vương Cửu Cửu nói, em còn nghĩ là, nếu em tặng quà anh mà anh không cần thì em sẽ nhân cơ hội anh không chú ý mà lấy đá đập đầu anh đấy. Đợi đến khi anh tỉnh dậy rồi thì gạo cùng đã được nấu thành cơm rồi, nghĩ thôi mà trong lòng cũng mừng thầm rồi. Ai ngờ anh lại nghe theo nhanh đến thế, có một chút cám dỗ cũng không chống đỡ nổi, cái này làm em có phần thất vọng. Tần Lạc thầm cảm thấy sợ hãi, nghĩ bụng, cũng may mà mình không đủ kiên định, nếu không thì trộm sắc không được, mà còn bị đánh vào đầu nữa chứ. Có điều, hắn chẳng cảm thấy lạ lẫm gì với những suy nghĩ như thế này của Vương Cửu Cửu cả. Mẹ của nàng không phải cũng muốn ép hắn vào ngõ hẻm rồi đánh cho hắn một trận như đòn đó sao? Em không còn đau nữa, Vương Cửu Cửu nói. Thế chúng ta đổi tư thế khác nhé, Tần Lạc nói, xem ra mình lại phải khai công rồi. Không, Vương Cửu Cửu từ chối nói, em thích ngồi trên người anh. Nếu nàng đã có ý thích như vậy thì Tần Lạc cũng chỉ còn cách là đồng ý mà thôi. Gió thổi lồng lộng, mặt trời gay gắt, lá xanh ngọc bích, cùng với một rừng hoa phủ kín ở những khe núi phía xa xa, những bông hoa sói độc đỏ vàng xen kẽ nhau, những bông hoa đuôi yến màu tím đậm, cùng với những loài hoa dại khác không biết tên nữa, hai người bọn họ dường như nằm trọn trong một biển hoa. Tất cả các loài hoa đều phải ngưỡng mộ và ghen tị với sắc đẹp của nàng và hạnh phúc của hai người. Chương 679, lần thứ hai thân mật với nhau, trong nước có rắn. Trong lúc Tần Lạc và Vương Cửu Cửu đang xxx nhau thì ở một nơi cách đó không xa có một đôi mắt đang chằm chằm theo dõi từng hành động của hai người. Đây là một cô gái xinh đẹp, mũi miệng đều nhỏ gọn hài hòa, đôi mắt to tròn cùng với hàng lông mi dài cong vút, trông vô cùng dễ thương. Nàng mặc một bộ quần áo màu sắc sặc sỡ, đầu đội một chiếc mũ màu đen. Thường thì những màu đậm như đỏ chót, hay xanh lét đều là những màu sắc làm cho người ta cảm thấy quê mùa, nhất là màu xanh phối với màu đỏ thì càng quê hơn nữa. Nhưng hai màu này khi khoác lên người của cô gái này lại tăng thêm phần hấp dẫn hơn cho nàng, làm cho nàng ta càng trở nên xinh xắn, đáng yêu hơn bao giờ hết. Thân hình của cô gái hơi cúi xuống, trông giống như một con mèo đang nấp sau một đám lá cây đưa con mắt xanh lét của mình lên rình rập vậy. Nếu như không để ý kỹ thì không ai có thể phát hiện ra tung tích của nàng cả. Càng làm cho người khác kinh ngạc hơn là những loại côn trùng như muỗi độc, hay giun kiến ở đây dường như rất sợ nàng. Tất cả bọn chúng đều cách xa nàng cả mét không dám đến gần. Đến ngay cả con rắn lục đậu trên cành cây gần đó khi ngửi thấy mùi hương trên người của cô gái cũng phải lẩn tránh sang chỗ khác. Tên này đúng là có diễm phúc không nhỏ chút nào. Cô gái đó mỉm cười lẩm bẩm, dường như nàng không hề bận tâm tới cảnh tượng không phù hợp với những trẻ em chưa thành niên đang diễn ra ở ngay trước mắt của mình nữa. Cô ấy trông cũng đẹp đấy chứ, có khi còn xinh hơn cả người trước nữa. Không biết tên này có cái gì hay mà bao nhiêu người cứ vây lấy hắn ta như vậy nhỉ? Cô gái kia trông thấy vẻ đẹp của Vương Cửu Cửu thì có vẻ bất bình nói. Cả hai người này đúng là sắc hết chỗ nói, ban ngày ban mặt ở ngay giữa chỗ rừng hoang như thế này mà làm cái chuyện. Mình không thể để cho bọn họ được thoải mái như thế được. Cô gái kia cau lông mày lại sau đó lấy từ trong túi của mình ra một cái bọc vải có hoa văn vô cùng cổ quái, cô đưa tay vào trong đó rồi lấy ra một con rắn nhỏ màu đen. Con rắn này toàn thân đen tuyền như mực, không nhìn rõ được mắt và miệng của nó, chỉ có mỗi cái đầu nhọn nhọn là phân biệt được đâu là đấu, đâu là đuôi. Con rắn dài bằng chiếc đũa, nhỏ gọn như một con giun đất. Đây là một loài trùng độc mà cô gái này nuôi dưỡng, bộ lạc của có gọi nó là xà cổ. Loại trùng này vốn được thả chung với các loại trùng độc khác, sau đó để mặc nó ăn hết các loại trùng độc kia, do vậy mà có tên gọi là xà cổ, vô cùng độc, giết người dễ như trở bàn tay. Cũng không biết cô gái kia miệng lẩm nhẩm với con rắn cái gì, chỉ thấy con rắn như được cô gái điều khiển trườn xuống dưới bỏ luôn tới chỗ của Tần Lạc và Vương Cửu Cửu. Hai người lúc này đang quên hết trời đất, nếu như có một con rắn âm thầm lặng lẽ tiến gần đến chỗ hai người rồi cắn một cái vào mông thì cả hai chắc cũng chẳng phát hiện ra nó nữa. Trùng độc đáng sợ chính là ở chỗ nó có thể giết người từ cự ly xa. Cô gái kia vô cùng tự tin, nếu như không có gì bất trắc xảy ra thì nhiệm vụ của cô đã hoàn thành xuất sắc. Thù cũng báo xong. Con rắn đen bò tới bờ hồ với một tốc độ kinh người,
nhưng nó lại không xuống nước luôn mà cứ bò đi bò lại ở trên bờ, không đủ dũng khí để chui xuống dưới nước. Cô gái kia cũng cảm giác được là con rắn đen kia có vẻ sợ nước không dám xuống. Sao thế? Cô gái khó hiểu nói, cô khẽ cong môi lên huýt gió một tiếng, vì tiếng huýt gió của cô khá trầm và đặc biệt nên chỉ có động vật mới nghe thấy được. Đây chính là tướng quân lệnh, một trong những bảo bối của các đời cổ vương. Loại âm thanh này có thể làm cho bất kỳ loài động vật nào cũng có thể trở nên điên loạn, sau đó tiếp nhận mệnh lệnh xé xác con mồi. Con rắn đen khi nghe thấy tiếng huýt gió này thì cảm thấy vô cùng bất an, nó thỉnh thoảng lại ngóc đầu lên dùng con mắt đanh ác của mình nhìn vào đôi nam nữ kia như muốn nuốt chửng cả hai người vậy. Nhưng nó vẫn không dám xuống nước, cứ lòng vòng ở ven bờ hồ, tướng quân lệnh dường như không có tác dụng đối với nó. Tần Lạc lúc này cũng đã cảm nhận thấy có sự khác thường. Không biết từ lúc nào trên tay hắn đã cầm một hòn đá, hắn dình đúng thời cơ nện thẳng hòn đá vào con rắn kia. Con rắn thất kinh vội vã lùi vào đám bụi cây gần đó lẩn trốn. A.sao vậy? Vương Cửu Cửu đang nhắm mắt hưởng thụ cảm giác lâng lâng, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng động lạ nên mở mắt ra, hốt hoảng nói. Không có gì cả, chỉ là anh vừa đuổi một con ruồi đi thôi, Tần Lạc nói, sau đó hắn đưa mắt ra bốn phương tìm kiếm. Rồi chủ động ôm lấy mông của Cửu Cửu gia tăng tốc độ dồn dập hơn nữa. Khi hai người cùng lên đến đỉnh điểm, thì Vương Cửu Cửu lúc này toàn thân mềm nhũn nằm gọn trong lòng của Tần Lạc. Mệt quá, Vương Cửu Cửu thì thào nói, nàng vừa nằm trong suối nước nóng, lại vừa quan hệ với Tần Lạc với tần suất quá lớn nên mồ hôi chảy ra khắp người, mặt đỏ lựng lên trông vô cùng quyến rũ. Em nghỉ ngơi một chút đi, Tần Lạc ôm Vương Cửu Cửu vào trong lòng, rồi bơi ra giữa hồ nước. Vâng. Vương Cửu Cửu nhẹ nhàng đáp, em gọi cho Vương Nghi Y đã. Cái gì? Tần Lạc kinh hãi nói. Em muốn nói cho mẹ biết là tên danh nào vừa mới hại đời con gái của bà. Vương Cửu Cửu cười hạnh phúc nói, anh nói xem, bà ấy nghe xong liệu có sắt anh ra làm bánh nhân thịt không? Vương Cửu Cửu thở dài nói, đứng dậy thôi, chúng ta đi ra ngoài lâu như vậy e rằng trưởng thôn lại tưởng chúng ta gặp phải chuyện gì lại đi tìm thì không ổn đâu. Chờ chút, Tần Lạc nói. Sao vậy? Vương Cửu Cửu khó hiểu nói. Chấm, anh hơi mệt, anh muốn nghỉ một chút, Tần Lạc nói. Tần Lạc nói xong ôm dịt lấy Vương Cửu Cửu không buông ra, chờ cho đến khi trong rừng vang lên mấy tiếng u u rồi thì hắn mới biết nguy hiểm đã qua, anh lên bờ lấy quần áo cho em. Nói xong hắn liền trần truồng như nhộng chạy ra chỗ phơi quần áo. Quần áo của hai người lúc này cũng đã hong khô, Tần Lạc mặc quần áo chỉnh tề xong trước rồi mới đưa cho Vương Cửu Cửu. Sau đó chờ nàng lên bờ rồi thì giúp nàng mặc vào. Nghỉ ngơi một thời gian dài như vậy, mông của Vương Cửu Cửu cũng đã hết đau, dĩ nhiên cũng là do có nơi khác đau hơn ở mông nên bây giờ nàng không cảm thấy ở mông mình còn đau nữa. Đi thôi, Tần Lạc ôm ngang eo của Vương Cửu Cửu đi xuống dưới núi. Về đến nhà của Lão Tôn thì thấy ông ta và trưởng thôn đã cày xong đồng ruộng đang gọi người nhà giết gà mổ cá để làm cơm. Thấy Tần Lạc và Vương Cửu Cửu đi về, trưởng thôn vội chạy tới nói. Tôi vừa đang suy nghĩ là có nên lên núi tìm hai người không đây này. Trên núi Lang Sơn mấy năm trước đúng là có sói thật, nó còn tha mấy đứa trẻ trong làng đi rồi cơ. Tôi đem theo người đi săn chúng nó mấy lần, bắn chỉ thiên mấy phát súng cũng coi như dọa được bọn nó, nhưng tôi không chắc được là nó có còn quay lại nữa hay không. Không sao đâu, cho dù có sói tới cũng không có gì đáng lo cả. Vương Cửu Cửu chỉ vào Tần Lạc cười nói, anh ấy nói rồi. Nếu như gặp sói thì anh ấy sẽ làm mồi nhử cho cháu, còn cháu sẽ chạy về kêu viện binh. Làm thế không được đâu. Trưởng thôn vội đưa tay lên xua xua, cứ như là Tần Lạc và Vương Cửu Cửu gặp phải sói thật ấy. Hai người đều là khách quý ở đây, không ai được phép bỏ lại một mình làm mồi cho sói cả. Tần Lạc và Vương Cửu Cửu đều nói đấy chỉ là nói đùa thôi, trưởng thôn và Lão Tôn nghe vậy mới yên tâm, người nơi đây đúng là quá chất phác và hồn hậu. Lão Tôn cũng nhận được sự quan tâm của trưởng thôn, nên ông ta cũng có ý nói tốt cho trưởng thôn trước mặt Tần Lạc, ông chỉ vào chậu nước sôi dùng để vặt lông gà nói, hai con gà này là của trưởng thôn mang tới đây để nó đẻ trứng, đến năm nay nó mới trưởng thành, thịt còn non lắm. Cá cũng là do trưởng thôn bảo mấy đứa nhóc ở đầu thôn đi ra sông bắt về đấy, mấy con cá này nó toàn ăn cỏ ở sông, Vương Tiểu Thư thích ăn món canh cá nấu với cà rốt nhất đấy. Cảm ơn trưởng thôn nhiều lắm, Vương Cửu Cửu cười nói với trưởng thôn. Hôm nay nàng đã hoàn thành được tâm nguyện của mình, còn chuyện về sau thì phải xem duyên số và tạo hóa của hai người thế nào đã. Bây giờ cũng coi như có kết quả rồi, Vương Cửu Cửu bây giờ đã đạt được như ý mình muốn, nên nàng không còn nhớ nhung ra giết Tần Lạc như ngày trước nữa.
Đại đầu lúc này ngồi thu lu một góc, trong tay cầm hai quả dưa chuột để nhai. Tần Lạc tiến tới cười nói, cậu thích ăn cái này hả? Tôi vốn khi xưa cũng ở quê mà ra, hồi nhỏ không có những thứ ăn vặt như người ở thành phố, nên cùng hay lấy dưa chuột và cà chua ra ăn sống. Tuy là ở chợ ngoài thành phố có bán, nhưng hương vị lại không được bằng ở quê. Đại đầu nói xong liền đưa một quả dưa chuột còn chưa ăn cho Tần Lạc nói, vị này rất giống với vị ở quê tôi. Tần Lạc cầm lên gặm một miếng, thấy nó nhiều nước và ngọt vô cùng, đúng là ngon. Thật, tôi từ trước đến giờ chưa từng coi dưa chuột là hoa quả dùng để ăn như thế này bao. Giờ, sao hả, cậu với cô ta có qua lại với nhau hả? Không có, đại đầu lắc đầu tự trách mình nói, cô ta quá cảnh giác, tôi chưa kịp áp sát thì cô ta đã chuồn mất rồi. Cậu không đuổi theo sao? Đuổi theo chứ, nhưng không kịp, trong thôn thì tốc độ của tôi không bằng được cô ta. Thần sắc của đại đầu lộ vẻ lo lắng nói, tôi nghĩ chúng ta nên rời đây càng sớm càng tốt. Tần Lạc nghe vậy thì thở dài nói, nếu như trong hồ nước kia mà không có chất lưu. Huỳnh thì e rằng tôi không thể nào biết được có con rắn đang định cắn mình. Rõ ràng mục đích của cô ta là tôi, nếu như cô ta định hại Cửu Cửu thì trước khi tôi đến đây cô ta đã hại. Rồi, vẫn chưa điều tra ra được thân phận của cô ta hay sao? Vẫn chưa, chưa có ai gặp qua cô ta bao giờ cả. Đại đầu nói, hòa thượng nghi ngờ. Cô ta là cổ vương của Miêu Cương. Nhưng chưa có ai gặp qua cổ vương Miêu Cương. Cả, hơn nữa cô ta còn quá trẻ. Tần Lạc nghe xong bất giác cau mày lại. Từ lần trước, khi hắn bị hàm hại tại buổi lễ của Natasha, thì Tần Lạc đã cho người đi điều tra về cô gái có bộ dạng rất dễ thương nhưng lại vô cùng nguy hiểm này rồi. Nhưng cho đến tận bây giờ điều tra không hề có tiến triển nào cả, đến cả người nổi tiếng trong nghề truy lùng như Hòa Thượng trong Long Tức cũng không thể nào điều tra ra nổi lai lịch của cô gái này nữa. Theo cách ăn mặc của cô ta thì có lẽ cô ta thuộc tộc người Miêu, Tần Lạc thậm chí còn nghi ngờ rằng văn nhân Mục Ngu Việt bị trúng cổ độc cũng là do cô ta gây nên, nhưng đây cũng chỉ là sự suy đoán của hắn, hắn không hề có căn cứ để buộc tội cô gái này cả. Ngày mai ta sẽ quay về Yến Kinh, Tần Lạc nói, đêm nay sẽ là thời khắc vô cùng quan trọng, chúng ta phải hết sức đề phòng mới được. Tối nay tôi không ngủ, đại đầu thấp giọng nói. Cậu vất vả quá. Tần Lạc không hề khách khí vỗ vỗ vào vai của đại đầu nói. Hắn cũng rất thương cho đại đầu, vô cùng cảm kích cậu ta làm cho hắn bao nhiêu thứ. Trong thời điểm nguy hiểm như thế này cả hai người phải biết đồng tâm hiệp lực để vượt qua gian khó. Tần Lạc lúc này trông Vương Cửu Cửu đang cười vui vẻ ngồi làm cơm cùng mấy người phụ nữ ở đây, bất giác hắn cảm thấy lòng hắn nhẹ nhõm hẳn đi. Người ta sống ở trên đời này phải có một thứ gì đó xứng đáng để cho người ta bảo vệ. Trung y cũng vậy. Người con gái mình yêu cũng vậy. Chương 680, lời mời bắt buộc. Tiếng chim bên cửa sổ vang lên thánh thót, mùi hoa rừng thơm ngào ngạt, Vương Cửu Cửu lúc này nằm gọn trong vòng tay của Tần Lạc, đây thật sự là một niềm hạnh phúc to lớn của đời người. Vương Cửu Cửu nằm ngủ rất không yên thân giống y hệt tính cách hàng ngày của nàng. Cho dù nàng đã ngủ say rồi nhưng vẫn không ngừng động đậy, không phải gác chân lên đùi của Tần Lạc, thì hai tay của nàng lại không ngừng sờ soạn lung tung. Không biết là nàng đang tìm cái gì nữa. Có lẽ là tìm con gấu bông của mình. Gạch dưới ở Yến Kinh Tần Lạc biết phòng ngủ của Vương Cửu Cửu có một con gấu bông to tướng dùng để nàng ôm mỗi tối. Nhìn vào bộ ngực trắng nõn lồ lộ nằm ở ngay bên mình, cộng thêm với việc Vương Cửu Cửu vừa mới quan hệ với hắn nữa nên càng làm cho bộ ngực của nàng dường như được đơm hoa kết trái hơn lúc trước, nó bây giờ vô cùng hấp dẫn, mê hoặc lòng người. Sáng sớm ở trong thôn thời tiết rất lạnh. Tần Lạc lúc này cố kéo lấy một góc chăn tre lên thân hình của Vương Cửu Cửu, hắn không ngờ rằng động tác này của hắn lại làm cho Vương Cửu Cửu tỉnh dậy, có lẽ sau khi trải qua cuộc chiến đầu đời với Tần Lạc, nàng cũng không thể nào ngủ ngon giấc được. Vương Cửu Cửu chớp chớp mắt nhìn Tần Lạc nũng nịu nói, sao anh dậy sớm thế? Ngủ sớm thì dậy sớm chứ sao nữa? Tần Lạc nói, nhà của Lão Tôn không có tivi, lại càng không có những tạp chí nào có thể tiêu khiển được. Nên Tần Lạc sau khi xem một tập phim cùng với Vương Cửu Cửu trên máy tính của nàng xong thì hai người liền tắt đèn đi ngủ luôn. Vương Cửu Cửu trải qua lần đầu tiên này, mặc dù vẫn còn muốn nữa nhưng nàng cũng cảm thấy chỗ đó còn rất đau, nên không dám cùng với Tần Lạc làm thêm lần nữa. Vì vậy mà khi hai người đi ngủ thì lúc đó mới là 9 giờ tối, giờ này mà ở Yến Kinh thì có lẽ lại là giờ Tần Lạc đang ăn cơm tối. Tần Lạc cả một đêm không hề chợp mắt. Đây không phải là vì hắn ôm một người đẹp trong lòng nên không ngủ được, mà là vì hắn muốn đề phòng cô gái khủng bố kia đến đánh trộm hắn.
Lần đầu tiên nàng ta lợi dụng vẻ đẹp dịu dàng dễ thương của mình lừa gạt người khác để người ta trở thành một bộ phận trong kế hoạch của mình, sau đó thành công lừa cho mục tiêu lọt vào bẫy của nàng ta một cách dễ dàng. Lần thứ hai thì là do mình và Vương Cửu Cửu đang làm chuyện đó với nhau thì nàng ta đột nhiên xuất hiện dùng rắn để tấn công mình. Gạch dưới nếu như không phải là có chất lưu huỳnh đuổi rắn thì có lẽ mình và Cửu Cửu đã đi đời rồi. Nàng ta không khai triển lần tấn công thứ ba, nhưng Tần Lạc không hề vì điều này mà cảm thấy vui vẻ, hắn vẫn vô cùng lo lắng, đêm hôm qua đại đầu đứng ở ngoài canh gác, còn hắn thì nằm trong phòng thấp thỏm không yên, có lẽ là do nàng ta thấy có nguy hiểm nên không dám mạo hiểm tấn công. Cô gái này tuổi đời còn trẻ mà hành động lại vô cùng thận trọng, khi thấy tấn công bị thất bại thì lập tức chạy mất hút luôn. Nàng ta xuất hiện bất ngờ, mà chạy trốn cũng rất nhanh, thật là làm cho người khác vô cùng đau đầu. Em vẫn còn buồn ngủ lắm, Vương Cửu Cửu ngáp dài nói, em chẳng làm cái gì mà sao lại mệt thế nhỉ. Nhưng khi nghĩ tới cuộc chiến với Tần Lạc trên núi Lang Sơn thì bất giác nàng thẹn đỏ mặt lên nói, em cứ tưởng là làm việc này thì chỉ có đàn ông cảm thấy mệt thôi chứ. Vì khi nàng xem phim XXX thì thấy chỉ có đàn ông hùng hục làm việc, còn đàn bà cứ nằm đó mà rên thôi làm gì có chuyện mất sức gì đâu. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì sự việc lại không hề như vậy. Vương Cửu Cửu không muốn nói thêm về vấn đề này nữa nên không chờ cho Tần Lạc kịp trả lời nàng liền nói, hôm nay chúng ta quay về hả? Tần Lạc gật đầu nói. Hắn biết Vương Cửu Cửu lần này quay về thì nàng chắc chắn sẽ sống trong quân đội luôn, về sau muốn gặp mặt nàng cũng khó. Tần Lạc rất muốn ở lại đây với nàng thêm mấy ngày nữa, nhưng hắn lại sợ cô nàng sát thủ Loli kia lại ra tay thì vô cùng nguy hiểm, vì thế nên hắn không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Vương Cửu Cửu nét mặt ảm đạm thở dài nói, em thường ao ước rằng mỗi một sáng tỉnh dậy đều có anh ở bên cạnh, đó là điều hạnh phúc nhất trong đời em. Em đã đạt được nó rồi, nhưng lại chỉ có một lần duy nhất, về sau không còn được như thế này nữa rồi. Anh có thời gian thì sẽ tới thăm em, Tần Lạc nói. Bất kể là em ở đâu. Hi hi, anh nói đấy nhé, về sau đừng có mà chối đấy. Vương Cửu Cửu mừng rỡ nói, nàng nhảy cẫng lên khỏi giường rồi nói, hôm nay về Yên Kinh thì để em gọi cho Lý Thanh Sơn đặt vé máy bay cho anh và bạn anh cùng về với em luôn. Tần Lạc đáp, sau đó hắn cho Vương Cửu Cửu số chứng minh nhân dân của đại đầu để nàng đăng ký vé cho hắn và đại đầu. Lão Tôn lúc này cũng đã dậy nấu cháo ngô, ăn vô cùng ngon miệng. Tần Lạc vốn không thích ăn trứng gà luộc, nhưng hôm nay hắn lại ăn liền hai quả. Vương Cửu Cửu lúc này đã chào tạm biệt gia đình vợ chồng của Lão Tôn ra về, hai người rất lấy làm lưu luyến, Lão Tôn cười hiền hậu nhưng không nói câu nào níu kéo Vương Cửu Cửu cả, còn vợ của Lão Tôn thì nước mắt ngắn nước mắt dài tiếc nuối. Tần Lạc bây giờ mới hiểu tại sao Vương Cửu Cửu trong lúc làm chuyện đó mà vẫn muốn giúp đỡ những con người ở cái thôn này rồi. Nếu mà là hắn thì hắn cũng sẽ làm vậy để báo đáp ân tình những người dân nơi đây đã dành cho hắn. Dĩ nhiên, việc này cũng là do đôi bên, nếu như Vương Cửu Cửu không thành tâm thành ý đối đãi với bọn họ, thì bọn họ cũng không bao giờ tỏ ra nhiệt tình với nàng như vậy, có nhân thì có quả. Về đi, về rồi sinh một thằng cu béo tròn, vợ của Lão Tôn buông tay của Vương Cửu Cửu ra quệt nước mắt nói. Khi bà còn trẻ thì đã bị bại liệt rồi, do vậy mà bà và Lão Tôn không có con cái gì cả. Lần này Vương Cửu Cửu đến ở nhà của bà, bọn họ bất giác coi nàng như con cháu ở trong nhà. Tuy rằng bọn họ biết như vậy chẳng hợp với thực tế chút nào. Hai người biết mình là ai, và cũng biết Vương Cửu Cửu là ai. Bà ơi, cháu về sau sẽ quay về đây thăm bà. Vương Cửu Cửu an ủi nói, nếu cháu có con, cháu nhất định bế nó đến đây cho ông bà xem. Cháu rất thích bà thêu đôi giày đầu con hổ cho trẻ con, đến lúc đó bà thêu cho cháu một đôi nhé. Bà Tôn xúc động nói, bà ngày mai sẽ bảo người đi mua vải về làm luôn. Tần Lạc lúc này đã thầm dự định về Yến Kinh sẽ nhờ người gửi thuốc xuống cho bà uống, cho dù không thể chữa được tận gốc bệnh bại liệt của bà, nhưng cũng có thể đỡ hơn cho bà phần nào, ngồi lâu thành bệnh, thân thể của bà bây giờ đúng là không chỉ riêng mỗi bại liệt thôi đâu, mà có khi còn có nhiều căn bệnh khác nữa. Trưởng thôn lúc này cầm đến một cái túi to đi tới cười nói, biết hai người muốn đi, nên mọi người liền đem quà đến tặng đây. Cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, nó sạch lắm ăn vào không làm sao đâu. Cảm ơn trưởng thôn, cảm ơn giúp cháu cả chị Lý, chị Vương, em Tú Cần, và cả bà Triệu nữa. Cháu chắc chắn sẽ quay lại thăm mọi người lần nữa. Vương Cửu Cửu cảm động nói. Đại đầu lúc này liền đưa tay lên nhận cái túi trên tay của trưởng thôn thấy vậy liền đặt nó khiêng lên vai của mình nói, sao lại để cho khách khiêng túi bao giờ? Để đấy cho tôi,
tôi đi tiễn mọi người luôn. Mãi cho đến khi máy bay cất cánh bay về Yến Kinh rồi mà trong lòng của ba người vẫn nặng trĩu tình cảm dành cho những con người ở trong thôn Cửu Chi Hoa đó. Bọn họ tặng quà cho ba người không nhiều, nhưng đó là tất cả những gì mà họ có. Em lại cảm thấy nhớ mọi người ở đó rồi. Vương Cửu Cửu áp đầu vào vai của Tần Lạc nói. Thường ngày thấy em nói nhiều, ngay ngày đầu tiên khai giảng đã vác anh chàng học lớp trên trong trường vứt xuống hồ như em lại có những lúc đa sầu thương cảm như thế này hay sao? Tần Lạc cố ý trêu Vương Cửu Cửu, hắn muốn kéo nàng ra khỏi nỗi nhớ mọi người ở kia, để nàng lấy lại thăng bằng trong cuộc sống sắp tới. Tất cả cũng là vì muốn thể hiện trước mặt anh mà. Vương Cửu Cửu quả nhiên là trúng kế của Tần Lạc, nàng tức giận nói, em nói nhiều như vậy mà có thấy anh để ý đến em đâu. Em ngày nào cũng ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, nhưng anh cũng vẫn coi em như người vô hình. Gạch dưới nghĩ lại thôi cũng đã thấy tức rồi. Nếu như không phải yêu anh thì đã có bao nhiêu anh chàng chịu chết dưới chân em rồi đấy. Tần Lạc nghe vậy thì cười gượng nói, để anh đưa em về nhà nhé. Hắn biết, Vương Cửu Cửu lần này về nhà, thì những người trong nhà Vương gia nhất định không tha cho hắn, có lẽ lại còn bắt ép hắn cưới nàng cũng nên. Không cần đâu, Vương Cửu Cửu lắc đầu nói, anh không đi thì em còn có thể tìm lý do để nói được. Anh đi rồi thì em càng khó giải thích. Bọn họ giục em lấy chồng chẳng qua chỉ là muốn phòng chống tên Tần Lạc mà thôi. Có chuyện gì thì em gọi cho biết nhé, Tần Lạc nói, anh đứng chờ em ở ngoài cổng. Vương Cửu Cửu gật đầu nói, vâng, dù sao thì em cũng đã quyết định rồi, chắc là bọn họ cũng không ép em một cách quá đáng đâu. Khi máy bay hạ cánh, Tần Lạc và Vương Cửu Cửu cùng nhau đi ra khỏi sân bay. Vương Cửu Cửu đeo chiếc ba lô của nàng, còn Tần Lạc tay xách một cái túi dứa bên trong có đủ các loại đồ ăn. Nào là thịt thỏ rừng, nào là các loại nấm hương tự nhiên. Tần Lạc nghĩ những thứ này trong thành phố cũng có, nhưng chắc chắn là không ngon được bằng những thứ đổ trong cái túi dứa này được. Nếu đem những thứ này tặng người khác, thì có lẽ nó cũng là một món quà vô cùng có ý nghĩa. Đại đầu lúc này đứng cách Tần Lạc và Vương Cửu Cửu một đoạn không xa, Tần Lạc không muốn cậu ta phải mang vác thứ gì, vì như vậy sẽ không ảnh hưởng tới tốc độ rút súng của cậu ấy. Khi vừa mới ra khỏi sân bay thì Tần Lạc đã trông thấy có hai người đàn ông cao lớn mặc đồ đen nhanh chân tiến về phía hắn. Cho dù hai người này không mặc bộ đồ trong quân đội, nhưng theo dáng đi của bọn họ thì Tần Lạc cũng đã đoán ra thân phận của họ. Khi hắn còn ở trong Long Tức thì hắn cũng đã quá quen với những người đàn ông có kiểu dáng như thế này rồi. Hai người kia đi thẳng đến trước mặt Tần Lạc và Vương Cửu Cửu nói, Vương Tiểu Thư, thủ trưởng sai chúng tôi đến đây đón cô. Cảm ơn. Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc với vẻ bất đắc dĩ gật đầu nói, em đi theo hai người này về đây, anh tự quay về đi. Sau khi xong chuyện em sẽ gọi cho anh. Vương Cửu Cửu không hề kinh ngạc khi nàng vừa ra khỏi sân bay đã có người ra đón nàng rồi, theo thế lực của nhà Vương gia thì có khi nàng vừa đặt vé máy bay xong bọn họ cũng đã biết tin rồi, do vậy mà khi nàng vừa xuống sân bay đã có người đến đón. Thủ trưởng cũng muốn mời Tần Lạc tiên sinh đi cùng một chuyến luôn. Người đàn ông mặc đồ đen quay sang Tần Lạc lịch sự nói. Được thôi, Tần Lạc gật đầu đáp lại, hắn nhấc chiếc túi dứa ở trong tay của mình lên nói với Vương Cửu Cửu, cũng may mà chúng ta có mang theo mấy thứ này về làm quà. Anh không sợ Trương Nghi Y sẽ làm hỏng hết mấy thứ này sao? Vương Cửu Cửu tuy ngoài miệng nói đùa như vậy, nhưng trong bụng lại lo lắng bất an vô cùng. Cha cho người trực tiếp đến đón mình thì không có gì lạ, nhưng... Chương 681 Hai đứa bỏ trốn đi. Tần Lạc cùng với Vương Cửu Cửu ngồi lên chiếc Audi mà người vệ sĩ bận đồ đen lái tới, còn đại đầu thì ra nhà để xe ở sân bay để lấy chiếc Chevrolet của mình rồi chạy ở đằng sau. Cho dù có đến đại viện trong khu quân đội thì đại đầu cũng không yên tâm để Tần Lạc một mình đến đó. Hai vệ sĩ áo đen ngồi ở đằng trước, bọn họ đều không nói năng gì, còn Tần Lạc và Vương Cửu Cửu thì ngồi ở đằng sau, Vương Cửu Cửu cũng chẳng có gì gọi là cố ý tránh né bọn họ cả. Nàng nép mình vào người Tần Lạc, thấp giọng nói chuyện với hắn. Nàng biết rằng lần quay về này, vận mệnh của nàng và Tần Lạc đều sẽ thay đổi, chỉ có điều là nàng không biết rõ sự thay đổi này là gì mà thôi, không rõ nó là tốt hay là xấu. Xe chạy thẳng vào bên trong đại viện khu quân đội, nơi mà Tần Lạc hết sức quen thuộc, sau đó chạy thẳng đến trước cổng nhà Vương gia. Xe vừa mới dừng hẳn lại thì chiếc cổng lớn bèn mở to ra, mẹ của Vương Cửu Cửu là Trương Nghi Y bước lên phía trước nghênh đón. Ôm chầm lấy cô con gái vừa mới chui từ trong xe ra, nói, con cái ngoan của mẹ, cuối cùng thì con cũng quay về. Những ngày con không có nhà này, không có giây phút nào là mẹ không nhớ đến con, ăn không ngon, ngủ không yên,
tivi cũng không buồn xem, đến kem cũng không muốn ăn nữa. Con sờ xem có phải mẹ gầy rồi không? Vương Cửu Cửu lại tỏ ra rất trấn tĩnh, vỗ vỗ vào lưng Trương Nghi Y, nói, mấy ngày không ăn không ngủ mà trông mẹ phấn chấn lắm, cũng chẳng thấy mẹ gầy đi chút nào cả. Ai nói thế, Trương Nghi Y như thể vừa phải chịu một sự ô nhục vậy, nắm chặt lấy tay con gái rồi đưa lên ngực mình vuốt vuốt mấy cái, nói, con sờ mà xem chấm con sờ đi xem có phải nó nhỏ đi rồi không. Ngày trước thì tròn trịa, đầy đặn, nhưng giờ đây trống rỗng vô cùng. Do mẹ quên không đệm vào chứ gì, Vương Cửu Cửu bóp một cái vào ngực của mẹ mình rồi nói. Xì, mẹ của con ngoài việc nói dối về tuổi tác ra, thì những thứ khác còn cần phải dở trò dối trá hay sao? Trương Nghi Y tức giận phản bác lại, sau đó lùi lại đằng sau để ngắm. Nhìn cho rõ cô con gái đã mấy ngày không gặp, rồi lại nói tiếp, đen đi, gầy đi, chặt. Chặt, ngực thì lại to lên một chút, con bảo dưỡng thế nào vậy? Vương Cửu Cửu tức giận, nói, có khách đến mà mẹ không tiếp đãi gì cả, vừa mới về. Đến nhà mà đã chạy đến bàn về cái này với người ta rồi. Thì mẹ cũng chỉ nói vậy thôi mà. Trương Nghi Y vội vàng thu lại nụ cười trên khuôn mặt mình, nghiêm túc nói, hai đứa bỏ đi đi, chạy càng xa càng tốt, có việc gì xảy ra thì mẹ sẽ hứng hết cho. Hồ đồ, một giọng đầy uy nghiêm truyền tới. Người phát ngôn là một người đàn ông trung niên, thân hình cao lớn, ước chừng khoảng trên dưới 1m85, mắt to mày rậm, mặt to tai lớn, tuy không được coi là đẹp trai, nhưng lại rất cứng cáp, rắn giỏi, kiên cường. Ông ta mặc trên người một chiếc quần tây màu đen cùng với chiếc áo sơ mi màu trắng, chẳng khác gì những đại thúc trạc tuổi trung niên cả. Chỉ có điều là khi ông ta vừa đứng ở cửa thì khiến cho người ta có cảm giác sừng sững hoành tráng, hơn nữa hiện giờ mặt ông ta cứ xì ra, khi lên tiếng thì lại càng khiến cho người ta có cảm giác bức bách đến lạ thường. Bị Trương Nghi Y làm cho dở khóc dở cười không được thì tầm nhìn của Tần Lạc chuyển rời sang chỗ người đàn ông nọ, ông ta cũng vừa lúc đưa con mắt dò xét của mình lên người Tần Lạc. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tần Lạc liền cảm giác được lực công kích mạnh mẽ của ông ta, như thể có một con sao sắc nhọn vô hình đang lao thẳng về phía mình vậy. Tần Lạc cũng có ít nhiều kinh nghiệm khi gặp một người đàn ông thiên hạ đệ nhất như Long Vương, nên khi gặp người này thì cũng coi như trấn tĩnh hơn nhiều, và cũng biết phải chống cự lại với sức mạnh của bọn họ như thế nào hơn. Hắn nở một nụ cười với người đàn ông, rồi nói, chú chắc là cha của Cửu Cửu phải không? Ông ta mạnh thì cứ để mặc cho ông ta mạnh. Ông ta muốn thế nào thì mình chiều theo thế đó. Đây là một trong những giới thiệu trong, Tần Lạc biết những lời này có cách làm khác với một số tư tưởng của đạo gia, nhưng lại cho ra kết quả giống nhau. Đều là dạy cách tập kích bất ngờ, lấy nhu để thắng cương. Người đàn ông trung niên không ngờ Tần Lạc lại không có một chút sợ sệt nào, thì trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng nó biến mất ngay sau đó, tiếp đó ông ta nói, cậu là Tần Lạc phải không? Ông ta đứng ở nguyên chỗ cũ. Không hề có ý bước xuống nghênh đón, chứ đừng mơ tưởng ông ta giơ tay ra bắt tay mình. Dạ vâng, cháu là Tần Lạc. Tần Lạc cười nói, sau đó hắn len qua người của Trương Nghi Y và Vương Cửu Cửu bước lên phía trước, tiến thẳng đến trước mặt người đàn ông trung niên, nói, cháu chào chú, cháu cũng thường nghe Cửu Cửu nhắc đến chú, cháu rất vinh hạnh được làm quen với chú. Tướng mạo của người đàn ông trung niên này còn già dặn hơn cả cha của mình, nhưng Vương Cửu Cửu lại nhỏ tuổi hơn mình. Vì vậy mà Tần Lạc mới gọi ông ta là chú. Vương Hồng Triều kinh ngạc vô cùng, ông ta không ngờ tên nhãi danh làm cho con gái ông ta phải thất điên bát đảo, thậm chí còn bỏ nhà ra đi lại muốn nắm thế chủ động ở trước mặt mình. Nếu bắt tay với hắn thì mình khác gì đã thua hắn một nước rồi. Còn nếu không bắt tay thì lại tỏ ra mình là bề trên mà lại không độ lượng chút nào. Điều này khiến cho ông lấy làm sửng sốt, nhưng lại có phần tức giận. Sửng sốt là vì những người trẻ tuổi khác còn không dám thở gấp ở trước mặt mình, đến cả Cao Thâm, cậu con trai của một người bạn khi vừa mới làm cảnh vệ của mình cùng e dè, cẩn thận từng ly từng tí, lúc nào cũng sợ sệt như thể mình sắp bắn chết cậu ta đến nơi rồi không bằng. Còn tức giận là vì tên danh này quá ư là chủ động, khiến ông ở vào trạng thái bị động. Ông là một thủ trưởng đứng đầu trong quán đội, có ở vào trạng thái bị động bao giờ đâu. Vương Hồng Triều giơ tay ra bắt tay hắn, nói. Vào trong nhà ngồi đi. Sau đó ông quay ra nhìn Vương Cửu Cửu, tức giận nói, còn không vào nhà đi, vì chuyện của con mà làm kinh động cả đến ông nội rồi đó. Vương Cửu Cửu quay sang hỏi Trương Nghi Y, ông nội đến rồi sao? Những người cần đến thì đều đến rồi, những người không cần đến thì cũng đến cả rỗi. Trương Nghi Y bất đắc dĩ nói, bà nhét chiếc thẻ ngân hàng đã được chuẩn bị sẵn từ trước vào trong tay con gái, rồi nói, mau chạy trốn đi.
mẹ đứng chặn ở cửa, không ai có thể đuổi theo con được đâu. Hai đứa tìm một nơi có non có nước mà trồng trọt, rồi nuôi thêm vài con bò mà sống một cuộc sống an nhàn thần tiên đi. Mẹ xem nhiều thất thiên nữ quá rồi phải không? Vương Cửu Cửu cả giận nói. Nàng biết mẹ nàng rất dễ liên tưởng những tình tiết trong phim ra đời thực, lần nào xem một bộ phim truyền hình xong thì đều nghĩ đến những tình tiết mà mình đã xem sẽ xảy ra trong cuộc sống. Khi trước trên TV chiếu, thì những con virus tình tiết phim trong đầu bà dường như vẫn chưa được loại bỏ ra hết. Mẫu hậu đây là muốn. Trương Nghi Y còn chưa nói hết thì Vương Cửu Cửu đã kéo Tần Lạc vào bên trong rồi. Trương Nghi Y nói không sai chút nào, người cần đến thì đều đến rồi, người không cần đến cũng đều đến đông đủ hết. Vốn là một phòng khách mà Tần Lạc cảm thấy có phần rộng rãi đến quá đáng, vậy mà giờ đây đã chật người ở trong đó, đàn ông cũng có, đàn bà cũng có, người già cũng có mà trẻ em cũng có điều là đại bộ phận đều là những người mà Tần Lạc không quen. Người duy nhất mà Tần Lạc biết chính là Dương Phụ, khi hắn ta thấy mấy người Tần Lạc bước vào, thì lập tức đứng dậy nhìn bọn họ với ánh mắt hòa nhã. Dương Phụ cũng đến đây à? Cửu Cửu, em về rồi sao? Dương Phụ cười hề hề bước lên trước chào Vương Cửu Cửu, như thể không phải là Vương Cửu Cửu bỏ nhà ra đi vì từ hôn mà chỉ là ra ngoài mua vài cân táo về ăn vậy, còn vẻ mặt hắn ta thì vô cùng thân mật, tựa như không hề biết chuyện gì đang xảy ra vậy. Biết rồi còn hỏi, Vương Cửu Cửu cười nhạt nói. Im miệng, Vương Hồng Triều đập tay xuống bàn đánh bốc một tiếng, giận dữ nói, có biết lễ phép hay không hả? Còn có chút điệu bộ của một người con gái không hả? Ông vốn đã rất giận dữ về việc Vương Cửu Cửu không nói một tiếng nào mà tự động ra đi, khi quay về còn đem theo một người đàn ông nữa, điều này càng làm cho ông trở nên phẫn nộ hơn. Hai người bọn họ làm gì ở bên ngoài thì ai mà biết được. Mỗi một người cha khi biết con gái mình bị một người đàn ông khác cướp đi mất thì trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Lửa giận trong lòng đang được kìm nén lại thì lại bị thái độ lạnh nhạt của Vương Cửu Cửu đối với Dương Phụ châm vào khiến cho nó nhen nhóm lên. Ngồi trong nhà này không chỉ có bạn bè người thân của Vương gia, mà còn có thím là vợ của một phó hiệu trưởng và một ông đầy quyền uy trong ngành nào đó ở thủ đô ở bên gia đình Dương Phụ nữa. Sự tùy tiện, ngông cuồng này của Vương Cửu Cửu không phải là để cho người ngoài người ta cười cho sao. Vương Cửu Cửu thấy cha mình giận như vậy rồi nhưng nàng không hề e sợ, vẫn quay ra nhìn Dương Phụ bằng ánh mắt khinh miệt, nói, nếu khi con quay về mà anh ta xông lên trước cho con hai cái bạt tai hay cho vài lời châm chọc nào đó, thì có lẽ con còn thấy anh ta là một người đàn ông. Chứ thế này thì là cái gì chứ? Con đem người đàn ông khác về, thế mà anh ta lại coi như không có chuyện gì xảy ra mà chạy đến nịnh nọt, lấy lòng. Một con người giả tạo đến mức độ thế nào thì mới làm được ra một việc như thế này chứ? Tất nhiên là con biết lễ phép, ăn nói đàng hoàng rồi, nếu cha không biết thì có thể phái người ra ngoài nghe ngóng xem sao. Vương Cửu Cửu con đây đã bao giờ làm việc gì mà để cho người trong Vương gia phải mất mặt hay chưa? Tố chất con người và sự lễ độ của con chỉ biểu hiện ở trước mặt người mà con yêu thích. Mấy người thích giả tạo hay nịnh bợ nhau thế nào thì con không cần biết, nhưng nói chung là con không thể làm thế được, con ghét anh ta chỉ đơn giản có vậy mà thôi. Mày, Vương Hồng Triều mới nói một câu mà đã bị con gái cãi lại cả một tràng, thì tức đến độ thiếu chút nữa thì đập vỡ chén trà trên bàn. Vương đại ca, anh đừng nóng giận như vậy. Một người đàn ông trung niên đeo mắt kính gọng vàng lên tiếng khuyên nhủ, ông ta ngồi bên cạnh Vương Hồng Triều, mặc một bộ vest màu đen vừa người, thắt một chiếc cà vạt kẻ ca rô, nhìn có phần giống với phong cách của những nho sĩ. Ông ta nói tiếp, Cửu Cửu vẫn còn nhỏ, anh chấp một đứa trẻ con như thế làm gì chứ? Là nó thật quá đáng hết sức. Vương Hồng Triều cũng cảm thấy rằng không nên tức giận với con gái mình trước mặt người ngoài, nên sau khi nhấc tách trà lên uống một ngụm lớn thì mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Người đàn ông đeo kính cười híp mắt lại nhìn Vương Cửu Cửu nói, Cửu Cửu còn nhớ chú Dương chứ? Nhớ chứ ạ, chú Dương đã mấy năm không đến nhà cháu chơi rồi. Vương Cửu Cửu đáp lại, nàng cũng không thể quá vô lễ với khách khứa trong nhà, như thế không phải là được nuông chiều quá hóa hư, mà là không có đầu óc suy nghĩ nữa rồi. Đúng vậy, khi trước chú vẫn thường đến nhà cháu để xin rượu uống, nhưng mấy năm gần đây thì lại ít đến hơn rồi. Cũng chỉ có Vương lão gia nhớ tình xưa nghĩa cũ, bảo Dương Phụ về đây thăm hỏi Vương lão gia và Hồng Triều đại ca nữa. Tính cách của Dương Phụ thì chú biết rõ, con cháu trong gia đình quân nhân thì làm sao có chuyện không có một chút tâm huyết, chính trực trong người chứ. Nó không hỏi han gì là bởi vì hiện giờ nó vẫn chưa có cái tư cách đó. Nó vừa mới đến đây cầu hôn thì đã làm cho cháu sợ chết khiếp bỏ đi rồi, thì nó còn dám nói gì quá đáng nữa đây. Chú cũng là đàn ông,
vì vậy mà chú cũng hiểu rõ những việc mà những đứa trẻ trong thời kỳ này còn chưa hiểu. Khi một người đàn ông sẵn lòng bao dung một người phụ nữ thì người đàn ông đó thực sự là thích cô ấy. Dương Phụ cũng là một cậu bé kiêu ngạo, nó ăn nói khép nép như vậy không phải càng chứng minh rằng nó thích cháu sao? Vương lão gia, ông nói xem con nói có phải không? Người đàn ông đeo kính nói đến câu cuối cùng thì quay người ra hỏi một ông cụ râu tóc bạc trắng đang ngồi trên chiếc ghế bành ngủ gật, như thể ông đã ngủ say từ bao giờ vậy? Tần Lạc biết rằng, ông cụ chính là ông nội của Vương Cửu Cửu, một nhân vật mà nói một thì không có hai trong gia đình họ Vương. Chương 682, thủ đoạn hèn hạ. Tần Lạc không hề quen biết gì chú của Dương Phụ cả, nhưng lại biết rằng ông ta là một nhân vật vô cùng lợi hại. Chỉ cần ông ta lên tiếng cái là đã giải quyết được mâu thuẫn giữa hai cha con Vương Hồng Triều và Vương Cửu Cửu, lại còn biện hộ cho cùng với tỏ tình luôn hộ cho Dương Phụ nữa, không những thế ông ta còn đổ hết những thắt nút của vấn đề lên người Vương lão gia. Vì ông ta biết rõ rằng, nếu Vương gia mà có một người có thể hàng phục Vương Cửu Cửu, để nàng không thể nào phản kháng được lại, thì đó chính là ông cụ nhà họ Vương, người có tầm ảnh hưởng lớn trong quân đội mặc dù đã lui về từ lâu. Hai nhà Vương gia và Dương gia muốn kết thân với nhau thì phải có hai nhân vật mấu chốt. Một là bản thân Vương Cửu Cửu, nếu nàng mà đồng ý thì cái gì cũng trở nên đơn giản hơn, còn một nhân vật mấu chốt nữa đó là Vương lão gia, nếu ông cụ mà đồng ý thì việc không thể cũng có thể biến thành có thể. Ngược lại, cha mẹ của Vương Cửu Cửu lại chẳng có cơ hội lên tiếng gì trong chuyện này cả. Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người của Vương lão gia, đợi ông cụ nói ra câu nói đủ để thay đổi vận mệnh của hai người trẻ tuổi và của cả hai gia tộc nữa. Nhưng ông cụ lại nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành, tựa như không hề nghe thấy bên ngoài đang xảy ra chuyện gì vậy. Khi mọi người đã không còn kiên nhẫn để đợi thêm được nữa thì Vương lão gia mới mở mắt ra nhìn ra bốn bề một cách hoang mang, nói, cháu gái của ông về rồi à? Ông ơi, cháu về rồi này. Vương Cửu Cửu bước đến bên cạnh ông cụ, nắm lấy đôi bàn tay ông nói. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Ông cụ vui sướng cười lên thành tiếng. Khuôn mặt hiền hậu chẳng khác gì những người ông nội của những đứa trẻ khác cả. Vương lão, Dương Phủ cười hê hê nói, vừa rồi ông ngủ ngon lắm phải không ạ? Vì chuyện của hai đứa trẻ Dương Phụ và Vương Cửu Cửu mà khiến ông phải có mặt ở đây, thật làm những người làm con làm cháu như chúng con đây đáng xấu hổ quá. Vương lão gia lúc này mới liếc nhìn Dương Phủ một cái, rồi hỏi, vừa rồi mọi người nói cái gì thế? Dương Phủ trong lòng cảm thấy khó chịu, biết ngay là lão yêu tinh này lại giả câm giả điếc đây mà, nhưng ông ta cũng chỉ có thể nghe theo mà thôi. Sau đó ông ta liền nhắc lại một lần nữa ý của mình, bây giờ Cửu Cửu cũng đã quay về rồi nên Dương Phủ lại bảo con đến đây để cầu hôn lần nữa. Ha ha, đúng là trẻ tuổi nóng vội thật, nhưng có dũng khí hơn nhiều so với thời đại của chúng ta đấy. Lần trước con và Hồng Triều đại ca đã nói đến một lần rồi, cũng có ý như vậy, ông cũng nhìn thấy Dương Phụ lớn lên trưởng thành rồi đấy. Chúng con đến đây để xin cô cháu gái bảo bối của ông, và còn muốn hỏi ý kiến của ông nữa. Chẳng có ý kiến gì cả. Vương lão gia nói, tôi không có ý kiến gì. Dương Phụ mừng rỡ, nói, nếu ông không có ý kiến gì thì việc này có phải là cứ định như vậy không? Nếu Vương lão gia mà gật đầu đồng ý, thì việc này coi như sẽ không còn biến cố gì nữa. Một nhân vật lẫy lừng như Vương lão gia đây, chắc không có chuyện nói lời mà không giữ lời, thất tín với người khác chứ. Dương Phụ cũng nhanh nhảu, hắn lập tức chạy đến quỳ sụp xuống, dập liền ba cái, nói với điệu bộ thành khẩn, cháu vô cùng cảm ơn ông. Tình cảm của cháu dành cho em Cửu Cửu thì ông trời có thể chứng giám, ngày sau nhất định cháu sẽ đối tốt với em ấy. Giờ đây cũng chẳng có ai để ý đến Tần Lạc nữa. Tất cả mọi người đều xem hắn như người trong suốt vậy. Hắn cũng chỉ có thể đứng đó nhìn mà thôi, nhìn hai chú cháu nhà kia diễn kịch. Dương Phụ, cháu đứng dậy trước đi đã. Con cháu nhà quân nhân, sao lại có thể quỳ xuống đất một cách tùy tiện như vậy? Vương lão gia khiển trách nói, tuy nghe thì có phần như của mắng, nhưng giọng điệu lại rất điềm đạm, ấm áp. Có thể nhận ra được, tên Dương Phụ này rất được lòng người khác. Thưa ông, ngày trước cháu chưa từng quỳ thế này bao giờ cả. Ngay cả khi đi thi hành nhiệm vụ cháu cũng chưa bao giờ gập gối xuống. Nhưng hôm nay cháu nhất định phải dập đầu, không dập đầu thì thật là thất lễ. Dương Phụ nghiêm túc nói, nếu để ông nội cháu biết thì chắc khi về ông sẽ đánh gãy chân cháu mất. Lão Dương á, tính tình ông ấy vẫn nóng nảy như vậy. Vương lão gia thở dài nói, ông ấy đã mấy chục năm chưa quay về Yến Kinh rồi phải không? Có phải là chuẩn bị không vào được Bát Bảo Sơn thì không quay về nữa? Mắt Dương Phủ giật giật liền vài cái,
nhưng lại không dám nói tiếp lời. Cũng chỉ có những ông cụ có công lao, địa vị như Vương lão ra đây mới dám nói như thế về vị đó nhà ông ta, nếu không thì câu nói này có lẽ sẽ gây ra một trận động đất quân bộ 20 Richter mất. Ông nội cháu nói, đợi đến khi cháu thành hôn thì ông nhất định sẽ về Yến Kinh uống chén rượu mừng. Dương phụ cười hê hê nói. Cũng nên quay về, Vương lão ra nói, ông với lão Dương là bạn chiến đấu với nhau, có bát cơm manh áo đều san sẻ cho nhau. Ta còn trông cháu lớn lên nữa, mặc dù tính tình có phần nóng vội, nhưng cũng có tài, luyện tập vài năm, thì cũng không kém gì Hồng Triều, Dương phủ cả. Cửu cửu mà được gả cho cháu thì ông cũng chẳng có gì là không yên tâm cả. Cháu cảm ơn ông, Dương phụ nói lời cảm ơn một lần nữa. Ông ơi, Vương cửu cửu nắm lấy bàn tay ông mình, không vui nói, cháu không định cưới anh ta đâu. Thế cháu muốn cưới ai? Vương lão gia nhìn Vương cửu cửu với ánh mắt lờ đờ, nhưng trên mặt lại lộ rõ nụ cười như là gì cũng biết rồi vậy. Dù sao thì cũng không phải là Dương phụ, Vương cửu cửu nghiến răng nói. Hỗn láo, ông đã nói thế rồi, mà mày còn dám phản đối lại sao? Vương Hồng Triều chửi mắng. Không phải năm đó ông cũng không muốn cha lấy Trương Nghi Y, vậy mà cha vẫn sống chết lấy bằng được đó sao? Vương cửu cửu cãi lại một câu. Mày, Vương Hồng Triều không ngờ cô con gái của mình lại dám nhắc đến cả chuyện năm xưa của mình, thì nổi giận đùng đùng nói. Trương Nghi Y mặc dù cũng được coi là người có chút thân thế, nhưng so với gia tộc nhà họ Vương thì khó mà bì nổi. Năm đó nhà họ Vương đã sắp xếp Vương Hồng Triều lấy một cô tiểu thư môn đăng hộ đối, chuẩn bị làm một đám hỏi chính trị lừng lẫy đây đó, nhưng Vương Hồng Triều từ chối bằng được, còn uống say túy lúy chạy đến đập cổng nhà họ Trương nữa. Hai người sau đó kết hợp lại diễn một vở kịch, nên hôn sự mới bị bỏ mặc rồi cho vào quên lãng. Chứ nếu không thì quyền lợi nhà Vương gia còn mạnh hơn bây giờ gấp mấy lần. Lúc đó Vương Hồng Triều còn trẻ, cũng chỉ là một viên quan tầm thường trong quân đội, vậy mà bây giờ xem thân phận của ông thế nào rồi. Quay ra thấy Trương Nghi Y cười hì hì nhìn mình, còn những người khác cũng cố nhịn cười thì ông cũng chẳng còn tâm trí nào mà dạy dỗ cô con gái này nữa. Liền trừng mắt nhìn Trương Nghi Y một cái rồi nói, em xem em dạy con thế nào đây này. Vương Hồng Triều, anh nói gì thế? Ngày thường anh công việc bận rộn không có thời gian dạy dỗ con cái thì thôi, toàn là em chăm lo cho nó. Giờ anh lại quay ra có ý kiến với em à? Là ai sinh ra nó chứ? Là ai bón cho nó từng thìa sữa chứ? Là ai ngày đêm ở bên cạnh nó chứ? Là ai vừa mới nghe nó khóc đã biết là nó đái dầm phải bò dậy đi thay tã cho nó? Là bảo mẫu, Vương Hồng Triều hừ một tiếng, lạnh lùng đáp. Đúng thế, nhưng đó cũng là bảo mẫu mà em mời đến. Trương Nghi Y đắc ý nói, em không có công gì thì cũng đã bỏ ra bao nhiêu thứ mà. Hơn nữa, con gái em có gì không tốt chứ? Xinh đẹp, thông minh, nhạy bén, dễ thương, lễ phép, lại còn biết kể chuyện cười, cãi nhau với em nữa, anh muốn tìm đâu ra một đứa con gái tốt như thế đây? Trương Nghi Y nhìn chằm chằm vào Dương Phụ, hỏi, Dương Phụ, cháu thấy con gái cô có tốt không? Tốt ạ, Dương Phụ cười đáp, hắn làm sao dám nói là không tốt được? Có thế chứ, nếu không tốt thì cháu cũng đâu có mặt dày mà chạy tới chạy lui đòi lấy nó làm gì, có phải vậy không? Trương Nghi Y gật đầu nói. Tần Lạc trong lòng sướng rên lên. Hai mẹ con nhà này đúng là khác người thật, có hai người bọn họ đánh đâu thắng đó, thì cho dù mình có không nói câu gì thì cũng trốn thoát một cách an toàn. Dương Phủ cũng là một người từng trải trong chốn quan trường, biết là không thể để mặc cho hai mẹ con nhà này tiếp tục làm loạn thế nữa. Liền lên tiếng nói, đây là một việc trọng đại của hai nhà họ Vương và họ Dương, vì vậy mà những người ngồi ở đây cũng không nên ngồi không như thế. Mọi người đều là bề trên của hai đứa, có ý kiến gì thì cứ nói ra cho mọi người nghe. Hắn chuẩn bị phát động thế tấn công quần chúng, dựa vào cái này làm lay động phán đoán của Vương lão gia và gây áp lực cho Vương cửu cửu. Dương Phụ là một người tốt, lại có tài hoa, biết tiến biết lui đúng lúc. Tôi thấy là rất tốt, chú của Vương cửu cửu lên tiếng. Đây là con trai của em trai ông nội nàng, cũng được coi là nhân vật trọng yếu trong Vương gia, những lời ông ta nói cũng khá là có trọng lượng. Đúng vậy, cửu cửu cũng không còn nhỏ nữa, cũng là lúc để nói đến chuyện này rồi, sao vậy? Cửu cửu không thích các anh chàng đẹp trai sao? Dương phụ tướng mạo không tồi mà, hai đứa mà đi cạnh nhau thì đúng là trời sinh một cặp. Một người béo tròn nói, đây là cậu hai của Vương cửu cửu. Cửu cửu, những người khác thì anh không rõ, nhưng nhân phẩm của Dương phụ thì anh tuyệt đối tin tưởng. Anh và cậu ấy lớn lên cùng với nhau,
Sau khi cậu ấy đến Lan Châu thì bọn anh vẫn liên lạc với nhau, một người đàn ông tốt như vậy không dễ kiếm đâu. Anh họ của Vương Cửu Cửu cũng đứng ở bên cạnh nói thêm vào. Những người phụ nữ trong nhà biết được đám hỏi này có ý nghĩa như thế nào đối với nhà họ Vương thì cũng đều lên tiếng khuyên nhủ. Chỉ trong nháy mắt, tình thế đã nghiêng hẳn về một phía. Ngoài Tần Lạc và Trương Nghi Y ra thì tất cả mọi người trong phòng khách này đều cho rằng Vương Cửu Cửu nên gả cho Dương Phụ là tốt nhất. Đợi đến khi mọi người dừng cuộc thảo luận lại, thì Vương Lão Gia mới nhìn ra xung quanh, cười hỏi, còn ai chưa phát biểu không? Còn thì nói nốt xem nào, nhà họ Vương chúng ta cũng phải dân chủ chứ. Cháu không đồng ý, Tần Lạc nói. Đây là câu nói đầu tiên sau khi hắn bước vào trong này, và cũng là lần đầu tiên nói rõ ra quan điểm của bản thân. Cậu là ai? Cậu có quyền lên tiếng ở đây hả? Chú của Vương Cửu Cửu hứ lên một tiếng, nói. Cậu là người của Vương ra sao? Cậu quá đề cao bản thân mình rồi đấy. Anh họ của Vương Cửu Cửu cũng nói theo. Bảo cậu đến đây chỉ là để cậu chứng kiến kết quả ra sao thôi, không ai bảo cậu tham gia thảo luận vấn đề cả. Lần này lên tiếng là một người đàn ông trung niên hơi hói, Tần Lạc không rõ thân phận của ông ta. Tống Cổ ra ngoài cho đỡ ngứa mắt, một người phụ nữ trung niên đeo kính tức giận nói. Cháu đứng ở lập trường một người bạn Cửu Cửu nói lời này. Tần Lạc nói, mọi người đồng ý đám hỏi này cũng là vì khi Vương gia và Dương gia kết thân với nhau thì ai nấy trong tất cả mọi người đều được lợi. Còn về phần mọi người nói Dương Phụ là người tốt hay tài hoa gì gì đó thì đều là cái cớ mà thôi, chỉ là cái cớ để hai nhà thành thân với nhau. Tần Lạc đưa mắt ra nhìn xung quanh rồi hỏi, có ai ở đây quan tâm đến ý kiến của Cửu Cửu không? Có ai quan tâm xem cô ấy có đồng ý hay không? Có ai quan tâm xem làm vậy cô ấy có hạnh phúc hay không không? Một đám đàn ông muốn cưới một người phụ nữ để thừa kế quyền lực, còn một đám đàn ông muốn lấy một người phụ nữ để củng cố địa vị của mình. Đây chính là thủ đoạn mà mọi người muốn bản thân mình được thăng quan tiến chức, để khiến cho gia tộc mình vĩnh viễn không bị lụi bại hay sao? Thủ đoạn này cũng có phần hèn hạ quá thì phải. Chương 683, mỗi một người đàn ông đều có một thiên phú làm thơ. Vương Hồng Triều trợn to mắt lên không ngờ tên danh này lại to gan lớn mật quá như vậy. Dương Phủ và Dương Phụ hai mặt đanh lại, vì Tần Lạc nói thẳng ra là nhà họ Dương phải dựa hơi đàn bà mới có quyền cao chức trọng, nên trong bụng tức giận vô cùng. Hai mắt của Vương Lão Gia lúc này đang lờ đờ như ngủ nghe những lời này của Tần Lạc bỗng sáng rực hẳn lên, ông dùng một ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn vào Tần Lạc, không biết trong lòng ông đang nghĩ cái gì nữa. Trương Nghi Y liền quay sang ra ý cho Vương Cửu Cửu, thầm nghĩ tên danh này hôm nay ăn nhầm thứ gì mà cả gan như vậy. Trong phòng này có ngồi bao nhiêu là nhân vật hạng cỡ bự, nó sao dám ăn nói thẳng đuột ruột ngựa, làm tự ái người khác ghê đến như vậy. Có khi chút nữa sẽ xảy ra chuyện lớn cũng nên. Nghĩ vậy nên Trương Nghi Y đưa mắt ra hiệu cho Vương Cửu Cửu, nếu như có chuyện không hay xảy ra nàng mau kéo theo Tần Lạc bỏ chạy trước tiên. Mọi người trong căn phòng này đều bị câu nói của Tần Lạc làm cho kinh động, ai nấy cũng đều kinh hãi nhìn về phía hắn. Bọn họ có một vấn đề không thể hiểu nổi là không biết thằng danh này là ngốc hay là bị điên nữa. Lẽ nào Vương Cửu Cửu lại thích hạng người như tên danh này hay sao? Bọn trẻ con nói năng như vậy người ta còn bỏ qua vì bọn chúng không hiểu cái gì. Nhưng nếu mà lớn rồi mà vẫn còn ăn nói như vậy thì người ta sẽ bảo là thằng ngu. Tần Lạc nói xong câu này thì ai cũng nghĩ trong đầu hắn đúng là một thằng ngu không hơn không kém. Vương Cửu Cửu tại sao lại thích cái thằng đầu óc ngu si như thằng này thế nhỉ? Không ít người lúc này đều có ý nghĩ này ở trong đầu. Tần Lạc lúc này không thể nào nhận biết được người khác đang nghĩ gì trong bụng. Hắn nói tiếp, một đám đàn ông đem trách nhiệm vinh nhục của gia đình đè lên vai của một người con gái, tôi cho rằng nó thật là nực cười. Thật không ngờ hôm nay mấp người lại hành động như vậy, không những thế lại còn tổ chức cuộc họp để bàn bạc. Cái này có phải giống như trong sách nói những người có địa vị cao rồi phải vô liêm sỉ một chút mới sống đàng hoàng được đúng không? Tức giận. Cuối cùng đã bùng phát. Nếu như những lời nói trước là một viên đạn, thì tuy là nó có đau nhưng vẫn chỉ là đau cục bộ. Còn câu nói sau không khác gì quả bom, một quả bom làm cho bùng cháy tất cả mọi thứ. Cậu là cái thá gì? Cậu làm gì có tư cách gì nói chuyện ở đây hả? Cậu thì hiểu cái gì? Từ bao giờ cậu có quyền hống hách ở đây như vậy? Người đâu mau kéo thằng này ra ngoài xử bắn luôn đi. Anh họ của Vương Cửu Cửu Vương Chí gọi người tới, lập tức có mấy người mặc bộ đồ đen chạy sồng sộc vào trong. Anh ta liền đưa tay lên chỉ về phía Tần Lạc, mấy tên vệ sĩ kia thấy vậy liền chạy tới bắt lấy Tần Lạc. Tần Lạc cũng không phải là thằng ngu làm gì có chuyện đứng im cho mấy tên này bắt.
hắn quay người bỏ chạy, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức chạy ra bên ngoài, mà chạy thẳng tới bên cạnh Vương lão gia. Vương lão gia, cháu thấy môi của ông hồng đậm, sắc da rất kém, đây là do thân thể của ông có hiện tượng hư hàn. Cháu là bác sĩ, cháu biết một số động tác xoa bóp, cháu bóp cho ông một lúc để giảm bệnh cho ông nhé. Tần Lạc nói xong liền đứng ngay phía sau lưng của Vương lão gia bắt đầu xoa bóp, mát xa. Vì nhà của Vương gia nằm trong khu quân đội nên Vương lão gia không có cảnh vệ, mà chỉ có Vương Cửu Cửu đứng ở bên cạnh, Vương Cửu Cửu dĩ nhiên là không ngăn cản Tần Lạc làm việc này, chính vì vậy mà Tần Lạc rất dễ dàng làm được điều hắn muốn. Nhưng mọi người ở trong căn phòng này ai lại ngờ được là tên danh Tần Lạc lại có thể coi trời bằng vung đến như vậy. Đây là xoa bóp ư, ai có thể bảo đảm được là hắn không dám bắt Vương lão gia làm con tin cơ chứ. Chính vì như vậy nên mấy tên vệ sĩ áo đen chỉ còn biết đứng ở đằng xa không dám xông tới. Tần Lạc, cậu định làm cái gì vậy hả? Vương Hồng Triều đập bàn chỉ vào mặt Tần Lạc quát. Thằng xúc sinh mau cút ra ngoài kia, nếu không tao cho mày chết không toàn thây. Chú của Vương Cửu Cửu lúc này cùng thét lên giận dữ. Tần Lạc, mau buông Vương lão gia ra ngay. Có yêu cầu gì anh cứ việc nói, chúng tôi đều chấp thuận hết. Dương Phụ lúc này cũng đã chụp mũ cho Tần Lạc cái tội bắt người làm con tin cho hắn rồi, nghe hắn nói vậy có vẻ như rất lo lắng cho tình hình của Vương lão gia vậy. Đến ngay cả Trương Nghi Y cũng lo lắng, bà muốn lên tiếng khuyên Tần Lạc đừng làm bậy, nhưng lại sợ nói ra như vậy chẳng khác nào vu oan cho Tần Lạc bắt cóc con tin. Nhưng nếu bà không lên tiếng khuyên nhủ, Tần Lạc bị mọi người ở đây dồn ép quá đáng mà làm liều thì hối hận cũng không kịp nữa. Vương Cửu Cửu lúc này vẫn vô cùng bình tĩnh nắm lấy tay của Vương lão gia cười nói, ông ơi! Cháu ngày trước kể cho Tần Lạc biết khi ông còn trẻ hành quân trên tuyết chân bị đông cứng lại, bây giờ cứ gặp lạnh là chân lại đau. Tần Lạc nói là có cách để chữa trị cho ông cứ để anh ấy xoa bóp xem có chữa được bệnh cho ông không, được không hả ông? Đúng đấy ông ạ. Cửu Cửu cùng đã kể cho cháu nghe những sự tích anh hùng của ông, những người hậu bối như chúng cháu vô cùng khâm phục những người vì dân vì nước quên mình như ông. Cháu bất tài nhưng cũng muốn đem sức hèn lực mọn của mình ra để báo đền cho đất nước, dĩ nhiên cháu không thể nào dám so sánh với những công danh hiển hách như của ông được. Cháu là một bác sĩ, cái cháu cần làm là phát triển trung y ngày càng lớn mạnh, có thể giúp ông giải quyết được căn bệnh, được như vậy thì cháu rất lấy làm vinh hạnh. Tần Lạc nói xong liền mặt dày chạy tới ôm chân của Vương lão gia, hắn biết những người như Vương lão gia vô cùng hoài niệm những huy hoàng khi xưa, chính vì vậy mà hắn đã cố tình nhắc tới những chuyện này. Hắn cũng biết những người như ông vẫn vô cùng nhiệt huyết muốn bảo vệ và nâng tầm Trung Quốc, nên hắn đã cố tình nói ra mục tiêu cao cả của hắn cho ông nghe, để ông biết được trách nhiệm của hắn cũng nặng nề không kém. Quả nhiên Vương lão gia nghe xong thì mừng rỡ ra mặt cười nói, khá lắm. Cháu còn trẻ mà đã biết lo cho thiên hạ như vậy đúng là phúc cho đất nước, phúc cho dân chúng. Có rất nhiều người cho rằng bị thiệt tức là ngu ngốc, nhưng nếu như những người như ông ngày xưa không chịu thiệt thì làm gì có Trung Quốc như ngày hôm nay. Vâng vâng đúng đó, ông nói đúng lắm ạ, Tần Lạc gật đầu như gà mổ thóc. Thủ pháp không tồi chút nào, cháu xoa bóp dễ chịu lắm hơn cả y tá nhiều. Vương lão gia khen ngợi hắn ra mặt. Như là muốn giải tỏa cho mọi người thấy Tần Lạc không hề có ý muốn bắt ông làm con tin vậy, như vậy cũng đồng nghĩa với việc Tần Lạc đúng là đang chữa bệnh thật sự cho ông. Ông đưa mắt lên nhìn mấy tên vệ sĩ áo đen nói, còn không mau lui ra ngoài hả? Mấy tên vệ sĩ nghe vậy không dám phản kháng im lặng rời khỏi đây luôn. Tất cả đều ngồi xuống đi, làm gì mà phải xúc động như vậy? Thật chẳng ra thể thống gì cả. Vương lão gia đưa mắt lên quét một lượt mọi người ở trong phòng khó chịu nói. Mọi người trong phòng nghe vậy liền bất đắc dĩ ngồi xuống. Chờ cho tất cả đã quay về trạng thái bình lặng rồi Vương lão gia mới lên tiếng hỏi. Cháu nói mọi người là vì lợi ích của gia tộc mà không nghĩ cho Cửu Cửu, vậy cháu đem lại được gì cho Cửu Cửu hả? Tần Lạc biết câu nói này Vương lão gia đang hỏi hắn, hắn một bên vừa xoa bóp các huyệt vị cho ông vừa đáp, cháu có thể cho cô ấy được quyền lựa chọn một cách tự do. Nếu như nó chọn cháu thì sao hả? Vương lão gia hỏi đến cùng. Xem ra ông cũng biết chuyện Vương Cửu Cửu theo đuổi hắn. Cháu xin lỗi, cháu cũng không thể nào chiến thắng được bản thân mình. Tần Lạc chua chát nói. Ai, Vương lão gia thở dài nói, ông đúng là đã già rồi. Tần Lạc biết ông nói câu này có nghĩa là gì, câu này của ông có nghĩa là ông không thể nào chấp nhận nổi lối suy nghĩ của bọn trẻ bây giờ. Cửu Cửu, sự lựa chọn của cháu thì sao? Vương lão gia hỏi. Cháu không muốn lấy Dương Phụ. Vương Cửu Cửu đáp. Được. Không lấy thì thôi vậy.
Vương lão gia cầm lấy bàn tay của đứa cháu gái của mình nói, tên nhãi này tuy độc mồm độc miệng một chút, nhưng nó nói cũng có lý, vinh dự của một gia tộc không thể nào để cho một người con gái đi gánh vác cả. Nếu như không gánh vác được thì để cho người khác làm, Trung Quốc thiếu gì người có thể gánh vác trọng trách này. Ông để cháu làm cho. Vương Cửu Cửu cười nói, cháu là cháu gái của ông, là một thành viên trong vương gia, cháu nên có một phần trách nhiệm của mình nữa, cháu đã nói với Tần Lạc rồi, cháu sẽ gia nhập vào trong quân đội. Không cần đâu, Vương lão gia nói, cháu không phải là thích trung y sao? Cháu có quyền đi làm cái gì mà cháu thích, ông là một ông già, ông chỉ muốn con cháu đầy đàn, cả nhà cùng sống trong hạnh phúc mà thôi. Cháu cảm thấy hạnh phúc thì ông cũng cảm thấy hạnh phúc. Ông ơi, cháu thật lòng muốn gia nhập quân đội. Vương Cửu Cửu nói, ông hiểu cháu mà, cháu đã quyết định rồi là cháu nhất định sẽ làm được. Được, Vương lão gia sảng khoái nói, nếu cháu đã chọn như vậy, thì cháu tự đi sắp xếp con đường cho riêng mình đi. Cháu cảm ơn ông, Vương Cửu Cửu nằm lên trên đùi của Vương lão gia cười nói. Con bé ngốc này, ông là ông của cháu cần gì phải cảm ơn. Vương lão gia nhân từ nói. Sao cha lại đồng ý cho nó làm bậy như thế được? Vương Hồng Triều không ngờ Vương lão gia lại đồng ý nhanh chóng không hề để ý tới mọi người ở đây nên bất giác lên tiếng hỏi. 21 năm trước cha có ngăn cấm con không? 21 năm sau cha cũng không muốn ngăn cấm cháu của cha. Vương lão gia nói, sao vậy? Lẽ nào con cho rằng con lại được quyền hơn cháu gái của cha sao? Con không có ý đó. Nhưng, Vương Hồng Triều nhìn vào hai chú cháu Dương Phụ không biết nên giải thích ra sao nữa. Bên lão Dương thì cứ để đó cho cha nói chuyện, không cần con phải quan tâm đâu. Vương lão gia nói, là anh em chiến đấu với nhau bao năm, có mỗi cái chuyện vớ vẩn này mà không nói chuyện được với nhau hay sao? Vương lão gia đã quyết định như vậy rồi thì chúng cháu xin được phép cáo từ. Dương Phủ cười nói, Cửu Cửu là một cô gái tốt, không làm được dâu nhà họ Dương cháu cảm thấy tiếc vô cùng. Dương Phủ, khi nào rảnh rỗi thì tới đây chơi, đừng vì chuyện này mà xa cách nhau. Vương lão gia nói, như địa vị của ông lúc này nói như vậy cũng là một niềm an ủi cho Dương Phủ rối. Dạ vâng, sau này con sẽ lui tới đây thường xuyên uống rượu với anh Hồng Triều. Dương Phủ nói. Dương Phụ lúc này cũng đi tới mặt của Vương lão gia nói, Vương lão gia. Ông nhớ giữ gìn sức khỏe, cháu sẽ đến thăm ông thường xuyên hơn. Được, được, Vương lão gia gật gù đáp lại cũng không biết ông nói được là được ở chỗ nào nữa. Dương Phụ lúc này quay sang Vương Cửu Cửu nói, Cửu Cửu nếu như anh từ bỏ dễ. Dàng như vậy thì anh có vẻ giống với những người đàn ông dối trá. Bất kể là em cự tuyệt hay là căm ghét anh .ans vẫn muốn theo đuổi em. Em từ chối anh đó là quyền của em, còn yêu em lại là quyền của anh. Dương Phụ nói xong liền đi theo Dương Phủ rời khỏi đây. Tần Lạc thấy vậy thì cười thầm trong bụng, thằng nhóc này không ngờ cũng có khiếu làm thơ nữa cơ đấy. Mỗi một người đàn ông đều có một thiên phú làm thơ, nếu như anh ta tìm được một người phụ nữ tạo linh cảm cho anh ta. Chương 684, Giê-xu trở lại. Tần Lạc giúp Vương lão ra xoa bóp một hồi sau rồi nói. Hôm nay thời gian xoa bóp ngắn quá chỉ có thể làm ông dịu đi một chút chứ không thể nào chữa trị dứt điểm nó được. Cháu chút nữa sẽ kê cho ông một phương thuốc, nếu như ông tin cháu dùng thuốc đúng như liều lượng cháu đã kê thì chỉ cần sau một đợt trị liệu, chắc chắn bệnh của ông sẽ khỏi thôi. Thực ra Tần Lạc chỉ cần dựa vào kỹ thuật xoa bóp của hắn cũng có thể chữa trị được căn bệnh cho ông lão, nhưng do Vương lão gia lúc này tuổi đã cao nên xương cốt xốp mềm khó mà chịu đựng được lực của hắn tác động lên. Do vậy mà chỉ còn mỗi cách là dựa vào thuốc thang để chữa trị. Dĩ nhiên hắn cũng không bao giờ mở miệng nói cho ông Vương biết nguyên do này. Mỗi người đều có lòng tự tôn của mình, nói thật thường hay làm mất lòng người khác, ví dụ như Tần Lạc vừa mới nói thẳng ra chuyện nhà họ Vương phải đánh đổi hạnh phúc của một người con gái để đổi lấy quyền thừa kế vừa rồi. Khi đó hắn không còn sự lựa chọn nào khác, nếu như hắn có thể dùng lời lẽ mềm mỏng của mình để đạt được kết quả tốt thì hắn cũng đã dùng cách đó rồi. Đây cũng là kiến thức thường thức trong tâm lý học, Tần Lạc vẫn thường vận dụng nó trong thực tế hàng ngày. Vương lão gia tuy nói là đã xuất ngũ bao nhiêu năm nay, nhưng vẫn giữ trong người tính cách phóng khoáng của một người quân nhân, cháu gái của ông có thể tin được cháu thì ông có gì mà không tin tưởng cháu cơ chứ. Vậy thì cháu đi kê thuốc nhé, Tần Lạc cười nói, nhưng trong bụng hắn vẫn suy nghĩ không biết câu ông vừa nói cháu gái ông tin tưởng hắn là có ý gì nữa. Sau khi kê đơn thuốc xong hắn lại tìm đến người hộ lý cao cấp của ông Vương dặn dò các điều cần chú ý khi dùng thuốc, sau đó mới cáo từ ra về.
Tuy hai chú cháu Dương Phủ và Dương Phụ đã đi rồi, nhưng Vương gia vẫn còn rất nhiều người trông hắn mà ngứa mắt, đến cả cha của Vương Cửu Cửu là Vương Hồng Triều cũng khó chịu với hắn ra mặt. Tần Lạc có mặt dày đến mấy cũng không thể nào đòi ở lại đây ngồi ăn tối được chứ. Để em tiễn anh, Vương Cửu Cửu đứng dậy nói. Tần Lạc gật gật đầu sau đó chủ động đến trước mặt Vương Hồng Triều và Trương Nghi Y chào tạm biệt. Vương Hồng Triều tuy là khó chịu với hắn nhưng vẫn là cha của Vương Cửu Cửu, nếu hắn đặt địa vị của hắn vào vị trí của ông thì cũng sẽ có thái độ như của ông mà thôi, có khi hắn còn tức giận hơn cả ông nữa kia. Trương Nghi Y thì khỏi nói rồi, bà từ trước đến giờ luôn coi hắn là con rể tương lai, cho dù tay nghề nấu ăn của bà rất tệ nhưng ở cái đất Yến Kinh này đã có được bao nhiêu người được hưởng diễm phúc do đích thân bà nấu cho ăn đâu. Vương Hồng Triều cũng chỉ hừ lạnh một tiếng không nói thêm câu nào với Tần Lạc, trông cô con gái của mình cứ bám dịt lấy Tần Lạc mà cự tuyệt Dương Phụ là ông cảm thấy như phát điên lên, do vậy ông không thể nào độ lượng tha thứ cho Tần Lạc được. Còn Trương Nghi Y lúc này lại đứng dậy nói, Tần Lạc à, cháu khi nào rảnh rỗi thì đến đây ăn cơm, cô vừa mới học thêm được vài món đến lúc đó sẽ đích thân cô làm cho cháu ăn. Cảm ơn cô, Tần Lạc cười nói. Lần này hắn không ngờ mình lại dám đương đầu với thử thách mà không hề chạy trốn như mọi lần khác, có lẽ dễ dàng đạt được một thứ gì đó thì không bao giờ biết trân trọng nó là gì cả. Cảm ơn cái gì cơ chứ? Cô còn phải cảm ơn cháu đã mang bao nhiêu là quà đến đây. Trương Nghi Y chỉ vào cái túi dứa bên trong có bao nhiêu thịt thỏ rừng và các loại rau nấm mang từ thôn Cửu Chi Hoa về đây. Cô không cần phải cảm ơn cháu đâu, đó là những người dân trong thôn tặng cho Cửu Cửu đó ạ. Họ đều coi Cửu Cửu là Bồ Tát sống ở đó nữa cơ. Tần Lạc cười nói, hắn không quên khen ngợi Vương Cửu Cửu trước mặt mọi người một phen. Ha ha, ai bảo nó là con gái của cô chứ? Trương Nghi Y hớn hở nói, cháu không biết chứ, khi cô đẻ nó ra thì trời đánh sét ầm ầm, mưa to như chút nước. Cô biết thể nào mình cũng sinh được một đứa con có tướng của quý nhân. Sau này ai mà lấy được con gái của cô chắc là nó phải có phúc 10 đời mới được đấy. Tần Lạc đi khỏi nhà của Vương gia khẽ thở hắt ra một tiếng, cảnh tượng khi nãy thật là hãi hùng. Hơn nữa lại còn có cả một nhân vật tầm cỡ như Vương lão gia ngồi đó trấn giữ, mình mà nói mình không lo lắng sợ hãi thì thật là giả tạo. Vương gia nếu như muốn làm khó dễ với mình thì chắc mình cũng không có cách nào đối phó lại rồi, nếu đem Long Vương gia để đỡ lưng cho mình cũng không tiện, vì nói cho cùng đây không phải là chuyện công mà chỉ là chuyện nam nữ thường tình mà thôi. Vì chuyện tình cảm nam nữ mà làm phiền Long Vương thật là không nên chút nào. Nhưng cũng may là mình kịp thời bình tĩnh và nói ra được ý nghĩ cũng như những việc mà mình cho là nên làm. Nếu như Vương gia không tạo sức ép lên cho Vương Cửu Cửu thì chắc là nàng cũng sẽ nhẹ nhõm hơn thôi. Còn với phản ứng của nhà Dương gia ra sao thì Vương Cửu Cửu chắc chắn không cần quan tâm làm gì cho mệt. Tần Lạc tuy không tin Dương Phụ nói hắn yêu Vương Cửu Cửu là giả. Nhưng theo như những hiểu biết của hắn về loại người như kiểu Dương Phụ chắc chắn sẽ không chấp nhận thua cuộc một cách dễ dàng như vậy, và hắn ta chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua một cách đơn giản như thế này. Chỉ mỗi cái chuyện theo đuổi Vương Cửu Cửu mà lần trước ở viện điều dưỡng hắn ta đã tự tìm đến khiêu khích mình rồi, huống hồ là lần này. Nhưng mình cũng chẳng ngại, thích dở trò gì thì cứ việc đến đây. Anh sợ rồi à? Vương Cửu Cửu nhìn vào gương mặt của Tần Lạc cười nói. Có một chút, Tần Lạc gật đầu đáp. Nhưng may mà không có chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc âu yếm nói, em không ngờ rằng anh lại nói ra những lời như vậy, khi đó em giật mình thon thót ấy. Em không sợ anh bắt ông em làm con tin hay sao? Tần Lạc bông đùa nói. Anh tuy ngốc, nhưng chưa đến độ ngốc đến thế. Vương Cửu Cửu ôm lấy cánh tay của Tần Lạc cười híp mắt lại nói, bắt ông em làm con tin thì có lợi gì cho anh chứ? Dương Phụ chắc là muốn anh làm vậy lắm. Đúng là một tên tiểu nhân nham hiểm. Khi phụ nữ yêu đàn ông thì luôn cảm thấy người đàn ông điểm nào cũng đúng, cũng dễ thương. Nhưng khi người phụ nữ mà ghét một người đàn ông nào đó, thì cho dù anh ta có làm gì đi chăng nữa cũng đều cảm thấy anh ta thật đáng ghét. Thái độ của Vương Cửu Cửu bây giờ hoàn toàn phù hợp với câu nói này. Anh thấy em cũng biết phối hợp đấy chứ? Tần Lạc khen ngợi nói. Dĩ nhiên rồi, anh cũng phải xem em là ai chứ? Vương Cửu Cửu bật cười khanh khách. Nhưng mà hôm nay anh thể hiện rất cừ, em vui lắm. Hai người sau đó ôm tay nhau đi ra bên ngoài cổng, thì Tần Lạc trông thấy đại đầu đã đứng ở cổng chờ rồi, cậu ta đứng đằng sau xe không có ai cho cậu ta vào trong này thì cậu ta cũng không có cách nào vào trong được. Em thật là muốn nhập ngũ chứ? Tần Lạc hỏi. Em đã bao giờ nói mà không làm được chưa? Vương Cửu Cửu nói lại. Tần Lạc lắc lắc đầu,
tính cách Phương Cửu Cửu bản chất vốn là một người con trai không hơn không kém, nàng không hề có chuyện nói mà không giữ lấy lời bao giờ cả. Có một lần em không làm được, Phương Cửu Cửu liếm môi nói. Lần nào vậy? Tần Lạc hỏi, hắn không nhớ đó là lần nào nữa. Là lần này, Phương Cửu Cửu ngẩng mặt lên nhìn Tần Lạc, ánh nắng vàng chiếu rọi vào gương mặt của nàng trông vô cùng thánh thiện và thuần khiết. Nàng kiễng chân lên hôn vào môi Tần Lạc nói, Tần Lạc, em yêu anh lắm. Lần trước cũng ở trong khu quân đội này, Vương Cửu Cửu tiễn Tần Lạc ra ngoài cổng, nàng nói, thầy Tần. Đây là lần cuối cùng em nói là em yêu thầy, bây giờ nàng đã làm trái với lời nói đó của nàng. Tần Lạc đưa tay lên ôm lấy thân hình của Vương Cửu Cửu nhất thời không thốt được lên lời. Lần xa cách nhau này không biết bao giờ mới gặp lại nữa. Đại đầu lại một lần nữa làm tài xế cho Tần Lạc, cậu ta cẩn trọng lái chiếc xe cà tàng Chevrolet. Nghĩ ra Tần Lạc cũng khá là đáng thương, hắn không phải là nguyên thủ quốc gia, cũng không phải là người lãnh đạo hàng đầu trong những công ty top đầu thế giới, cũng không phải là con cháu trong dòng họ cao quý nhất châu Âu Rothschild Family có những khoản thừa kế cách xù. Nhưng hắn gặp những nguy hiểm thì lại không hề kém ai cả. Bây giờ Tần Lạc mới thấu hiểu được cuộc sống của văn nhân Mục Nguyệt. Bản thân hắn ít ra vẫn còn có khả năng tự vệ một chút, còn nàng thì hoàn toàn phải dựa vào người khác để tự bảo vệ bản thân mình. Chính vì vậy mà nàng bao giờ cũng phải cảnh giác hơn người khác rất nhiều. Có người theo đuôi chúng ta, đại đầu đột nhiên lên tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Tần Lạc. Tần Lạc ngoái đầu ra nhìn gương chiếu hậu rồi nói, tìm một chỗ yên tĩnh gặp mặt nhau một chút. Đại đầu nghe vậy liền hiểu ý, cậu ta bẻ ngoặt tay lái ngay chỗ ngã tư phía trước, sau đó cho xe đi vào trong một con ngõ nhỏ. Chiếc xe phía sau cũng bám theo rất sát. Đại đầu đạp chân ga, chiếc xe lúc này đã dừng ở một quán cóc ở bên đường. Mới về chiều nên quán cóc nơi đây khá vắng lặng, khách vẫn vắng heo. Đại đầu mở cửa xe ra sau đó đứng chắn cho Tần Lạc, Tần Lạc không hề xuống xe mà chỉ kéo cửa kính xuống. Cạch, cánh xe của con Buick màu đen mở ra, một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước xuống trước, sau đó một người đàn ông tóc vàng mắt xanh trông rất điển trai cũng đã cúi người bước ra khỏi xe. Sau lưng của anh chàng này là một con chó to lớn xấu xí vô cùng. Anh ta huýt gió lên một tiếng, con chó chồm luôn tới chỗ của đại đầu. Đại đầu nhanh như chớp đã móc súng ra chĩa thẳng vào con chó, nhưng cậu ta không hề bóp cò mà dường như muốn con chó tiến lại gần thêm chút nữa mới bắn. Anh chàng tóc vàng kia thấy vậy vội huýt gió lên một tiếng nữa, con chó quay luôn đầu lại tránh khỏi họng súng của đại đầu. Lần sau không có chuyện dễ dàng mà thoát như vậy đâu. Đại đầu lạnh lùng nói. Chỉ đùa chút cho vui ấy mà, anh đừng để ý quá thế. Anh chàng tóc vàng bật cười ha hả nói, tôi chỉ muốn biết là nó có đủ dũng khí để đối mặt với anh lần nữa hay không thôi. Xem ra lần này nó làm tôi vô cùng thất vọng rồi. Tần Lạc ngày trước đã dùng thuốc tiêm lên người con chó ngao mặt quê này, hành hạ nó sống không bằng chết, làm cho nó mệt mỏi ủ rũ cứ như con gà dù vậy. Con chó gặp phải Tần Lạc liền rụt cổ lại, không còn khí thế oai hùng của loài chó được mệnh danh là ác khuyển địa ngục nữa. Giê-xu sau khi lấy được con chó về thì rất vất vả mới huấn luyện được cho nó tăng thêm sức khỏe, kỹ năng và dũng khí cho nó, nhưng không ngờ khi nó vồ tới đại đầu vẫn có vẻ gì đó do dự. Hơn nữa, khi Giê-xu huýt gió thêm lần nữa con chó đã chạy lại rất nhanh, rõ ràng là nó đã mất đi bản chất chiến đấu đến cùng của ngày trước rồi. Đó là chuyện của anh, đại đầu không hề khách khí nói, không có lần sau nữa đâu. Anh đúng là chẳng có tí hài hước nào cả, Giê-xu nhún nhún vai nói. Anh ta đưa tay lên gõ gõ vào cửa kính ô tô, tôi đã quay về rồi, thuốc giải đâu? Chương 685, bảo tiêu siêu cấp. Không thể không nói rằng đây là thằng cha làm cho bất kỳ người con gái nào thấy cũng phải chết mê chết mệt vì hắn. Tóc vàng, mắt xanh sâu thẳm, thân hình cao lớn, ngũ quan anh tuấn, mỗi khi cười lại có hai cái má lúm đồng tiền trông hắn vô cùng thánh thiện. Tần Lạc nhìn mà chỉ muốn khoét hai cái má lúm đồng tiền của tên này xuống, Giê-xu vốn là một sát thủ. Không hiểu hắn cần đến hai má lúm đồng tiền này để làm cái khỉ gì nhỉ. Bộ dạng của hắn trông vô cùng ngông nghênh, hành sự lại sâu sắc khó dò, khí chất của Giê-xu có nét giống Bạch Phá Cục, nhưng có điều Bạch Phá Cục lại có phần bá đạo hơn, còn Giê-xu lại trông đẹp trai hơn Bạch Phá Cục. Tôi cứ tưởng anh bận truyền đạo mà quên chuyện này rồi chứ. Tần Lạc cười nói. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Nếu như Tần Lạc đưa tay ra cũng có thể sờ ngay được vào mặt Giê-xu và ngược lại nếu Giê-xu muốn hãm hại Tần Lạc thì cũng chỉ cần một tích tắc là xong chuyện. Tần Lạc dường như vẫn vô cùng điềm tĩnh, cứ như là Giê-xu không có biểu hiện gì nguy hiểm vậy.
Giê-xu tiếp sau đó quay sang đại đầu nói, trông thấy chưa? Người bạn của anh có óc hài hước hơn hẳn anh đấy. Đại đầu nghe vậy chỉ lạnh lùng nhìn hắn mà không nói câu nào. Giê-xu mỉm cười đáp lại sau đó lại quay sang Tần Lạc nói, an toàn chết rồi, theo như giao kèo giữa chúng ta thì nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, là một người đàn ông lịch thiệp tôi nghĩ chắc anh không đến nỗi nuốt lời hứa của mình chứ. Tần Lạc nhìn Giê-xu nói, anh lấy gì để chứng minh cho tôi biết là an toàn đã chết? Tôi không hề trông thấy những tin tức nào có liên quan đến chuyện này cả. An toàn là người kế thừa đầu tiên của Hiệp hội Y dược Liên hợp Mỹ Hoa. Nếu như cái chết của ông ta mà công bố ra ngoài thì nó sẽ có những ảnh hưởng không hề tốt chút nào cả. Chính vì vậy mà bọn họ quyết định giấu nhẹm chuyện này đi, gần đây cũng không có tờ báo nào có đăng tin về an toàn cả. Giê-xu nói, hắn tay lấy ra một sấp báo rồi nói tiếp, Winsinaiton là một ngôi sao hàng đầu ở Pháp, cũng là người tình của an toàn cắt cổ tay tự tử đã lan truyền đi khắp thế giới rồi. Tần Lạc đưa báo lên xem, bên trên là các thông tin của các bài báo Pháp, Trung Quốc đều có đăng về cái chết của Winsinaiton. Tuy hắn không biết tiếng Pháp nhưng hình ảnh của cô gái xinh đẹp thì hắn cũng nhận ra được. Khi tin về cái chết của Winsinaiton lan truyền thì Tần Lạc đang bận chữa trị cổ độc cho văn mục Nhân Nguyệt, do vậy mà hắn không hề biết gì về tin này. Chỉ thấy có người mới cười chứ có ai quan tâm tới người cũ khóc đâu. Trong cái làng giải trí này thì ngày nào cũng mọc thêm một người mới, cái tin Winsinaiton tự tử chưa đầy một tuần sau đã bị một tin giật gân khác thay thế rồi, đó là tin về một ngôi sao Trung Quốc đòi tăng tiền lương, đời nó là như vậy đó. Tần Lạc không hề nghi ngờ lời nói của Giê-xu, anh ta cũng không cần phải nói dối làm gì. Hơn nữa nếu như mà bản thân Tần Lạc muốn điều tra thì chỉ cần nhờ tới Long Tức là có kết quả ngay thôi. Có những tin tức có thể che đậy được những người bình thường, nhưng lại không thể che đậy được một người hoặc một nhóm người có khả năng khống chế cả thế giới. Chuyện, Tần Lạc lúc này để ý thấy trên mặt của Giê-xu có một vết sẹo khá dài, hắn liền hỏi ai gây ra vậy. Một kiếm khách, Giê-xu đưa tay lên sờ vào vết sẹo, đành nét mặt lại cười nói. Điệu cười này của hắn không hề làm cho người ta cảm thấy dễ chịu, mà là làm cho người ta có cảm giác rợn tóc gáy. Kiếm khách, Tần Lạc ngạc nhiên hỏi. Là một đồng nghiệp của tôi, cũng là một người bạn cũ. Giê-xu cười nói, anh ta được gia tộc An Toan thuê để giết tôi. Bạn của anh? Đúng vậy, nếu như anh bỏ tiền ra thuê tôi giết anh ta, thì tôi cũng sẵn sàng thôi. Giê-xu cười nói, tôi thật là ngưỡng mộ tình bạn sâu đậm của các anh đấy. Tần Lạc khinh khỉnh nói, nếu như có người muốn giết ai thì tôi sẽ giết người đó. Giê-xu nghiêm nét mặt nói, nếu như anh giết anh ta thì sao? Thì tôi sẽ đốt một điếu thuốc bên cạnh xác anh ấy. Giê-xu nói, anh ấy thích hút thuốc. Tần Lạc nghe xong thì sững người lại nói, xem ra tâm lý của sát thủ như các anh đúng là rất vững vàng. Dĩ nhiên rồi, Giê-xu kiêu ngạo nói, không giết được người thì không được coi là sát thủ, không giết nổi người thân bạn bè thì không được coi là sát thủ có đẳng cấp. Chấm, gạch dưới Tần Lạc nghe mà chỉ muốn chửi vào mặt hắn hai từ bệnh hoạn. Đây cũng là lý do anh đến muộn sao? Tần Lạc hỏi. Đúng vậy, anh ta cứ truy sát tôi suốt. Giê-xu nói. Anh không phải là đối thủ của anh ta. Theo một chừng mực nào đó mà nói thì ngoài tầm 50 mét trở ra anh ta không phải là đối thủ của tôi, còn trong vòng 50 mét đổ lại thì tôi không phải là đối thủ của anh ấy. Giê-xu nói. Anh ta tại sao có tên là kiếm khách? Bởi vì anh ta dùng kiếm. Giê-xu nói, là kiếm Trung Quốc, nghe nói sư phụ anh ta là người Trung Quốc. Thật là thần kỳ. Tần Lạc mỉm cười nói, một người ngoại quốc lại đi học kiếm thuật của Trung Quốc, hơn nữa lại là một sát thủ đẳng cấp thế giới. Nếu như tôi đoán không lầm thì anh ta hiện giờ đã đến Trung Quốc rồi, đúng không? Không sai, Giê-xu gật đầu đáp. Anh tại sao lại muốn dụ anh ta tới đây? Hai mắt của Tần Lạc bỗng nhiên trở nên sắc lạnh, nhìn thẳng vào Giê-xu hỏi. Chúng ta giao kèo với nhau là tôi sẽ giết An Toan, anh đưa cho tôi thuốc giải. Thực ra nó cũng chẳng quan hệ gì. Anh cũng không nói cho tôi biết là tôi không được phép dẫn dụ một sát thủ khác tới đây. Giê-xu giảo hoạt nói, hắn trông thấy Tần Lạc tức giận mà coi như không có gì, hắn vẫn cứ giữ thái độ ngông nghênh coi trời bằng vung của mình khi nói chuyện với Tần Lạc. Anh vẫn còn hận tôi, chính vì vậy mà anh cố tình dẫn dụ tên sát thủ kia tới Trung Quốc. Anh muốn mượn tay anh ta giết tôi để trả thù cho anh, đúng không? Tần Lạc hỏi, anh không những có óc hài hước mà còn có cả sự tinh danh của người Trung Quốc nữa. Tôi nghĩ là có rất nhiều cô gái thích anh, đúng không? Giê-xu cười nói. Anh không sợ là tôi từ chối đưa cho anh thuốc giải hay sao?
Tần Lạc cười nói. Sợ chứ, Giê-xu nói, nhưng Đức Chúa của tôi sẽ trừng phạt anh. Được thôi, vậy cứ bảo ông ta đến trừng phạt tôi đi. Tần Lạc nói xong liền đưa tay ra hiệu cho đại đầu, lên xe chúng ta đi thôi. Đại đầu cảnh giác nhìn Giê-xu một lần nữa rồi sau đó mở cửa xe bước vào trong. Chờ chút, Giê-xu chạy tới chặn lại trước con Chevrolet nói. Còn việc gì nữa không? Tần Lạc cười hỏi. Tôi cần sự giúp đỡ. Giê-xu ngượng ngùng nói. Giúp đỡ cái gì? Gia tộc Antoine thuê 3 sát thủ truy sát tôi, không chỉ có mỗi một mình kiếm khách mà còn có cả 2 tên sát thủ khác thuộc cấp bậc thiên sứ đến truy sát tôi. Cho dù anh có cho tôi thuốc giải nhưng nếu không có sự giúp đỡ của anh tôi cũng không thể nào rời khỏi Trung Quốc được. Giê-xu cười giải thích, tôi khó khăn lắm mới tới được Trung Quốc, còn anh thì có cả một lực lượng khủng khiếp đứng ở sau lưng mình. Anh nghĩ là tôi sẽ giúp anh sao? Tần Lạc cau mày hỏi. Giê-xu ngẫm nghĩ một lúc, rồi sau đó quay sang đại đầu nhìn một cái rồi nói, anh đã có một tài xế rồi, có cần thêm một vệ sĩ nữa không? Ồ, ý kiến hấp dẫn đấy. Tần Lạc nói. Có thể mời một sát thủ đẳng cấp cao như Giê-xu làm vệ sĩ thì còn gì bằng, vì không phải cứ có tiền là mời được anh ta làm vệ sĩ, nếu không thì nhà giàu như Văn Nhân Mục Nguyệt cũng đã thuê những người như Giê-xu làm vệ sĩ từ lâu rồi. Nhưng sát thủ chỉ muốn làm sát thủ vì bọn họ không chỉ cần tiền, đặc biệt là những sát thủ cao cấp như Giê-xu, họ kiếm được nhiều tiền, nhưng tiêu cũng rất nhiều tiền, hơn nữa Giê-xu lấy tiền giết người để đi truyền đạo giúp đỡ những người gặp khó khăn. Đây là những tư liệu mà Tần Lạc đã điều tra được từ Long Tức. Nếu như ở Âu Châu hay ở Pháp mà cũng mở bảng xếp hạng những người làm từ thiện như Quỹ Pháp thì Giê-xu chắc chắn có tư cách xếp trong top 10. Mấy người sát thủ bọn họ cần giết người, cần tự do, cần tìm ra những thứ kích thích và mục tiêu để khiêu chiến, chứ chỉ làm mỗi cái vệ sĩ còn con thì làm sao có thể thỏa mãn dục vọng của bọn họ được. Ý của anh là đồng ý. Giê-xu hỏi. Tần Lạc nghe vậy lắc lắc đầu nói. Tôi làm sao biết được anh có phải là do Antoine mời đến để giết tôi hay không? Tôi làm sao mà chắc được là anh có tìm thời cơ để trả thù hay không? Giê-xu nghe vậy liền nói, Chúa đã từng nói rằng chúng ta phải kiên trì những gì chúng ta cho đó là hy vọng, không được phép dao động bởi vì chúng ta nên tin tưởng vào nó. Anh sao lại có thể nghi ngờ nhân phẩm của tôi như vậy được? Anh làm sao lại có thể nghi ngờ lòng thành của tôi dành cho Đức Chúa được? Thành thật xin lỗi. Tôi không thể nào tin tưởng được một tên thích những trò chơi giết người lại có lòng thành với Chúa như anh được cả. Nhưng tôi sẵn sàng cho anh một cơ hội. Tần Lạc thò tay vào trong áo lấy ra một bình sứ. Hắn bật nắp bình sứ rồi lấy ra một viên thuốc màu trắng nói, đây là thuốc giải. Giê-xu vội nhận lấy rồi hồ nghi nói, tôi tin là anh không lừa tôi, vì nó chẳng có lợi gì cho anh cả. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tần Lạc đáp. Nghe Tần Lạc khẳng định như vậy thì Giê-xu mới yên tâm đưa thuốc lên nuốt vào bụng. Cái này có thể giải độc cho tôi hả? Ừ, Tần Lạc gật đầu nói. Cảm ơn, anh đúng là một người đàn ông đúng nghĩa khi giữ đúng lời hứa của mình. Giê-xu nói, tôi thấy anh nên tin Chúa Giê-xu, anh nên trở thành một con tin của người. Tại sao tôi phải tin Giê-xu? Tần Lạc hỏi lại. Chúa đã từng nói rằng, đừng lo lắng vì cuộc sống ăn gì. Uống gì, mặc gì, sinh mạng còn hơn cả ăn uống. Thân thể còn quan trọng hơn quần áo. Các con nhìn thấy chim bay trên trời, nó không cần trồng trọt, không cần thu hoạch, cũng không cần tích trữ lương thực. Còn các con được Đức Cha nuôi dưỡng, các con còn đáng quý hơn cả chim bay trên trời. Trong các con ai có thể dùng ý nghĩ mà thọ thêm một tuổi? Giê-xu đúng là một con tin ngoan đạo, hắn còn lợi dụng lúc này lôi kéo Tần Lạc nữa. Tần Lạc gật gật đầu nói. Quả nhiên là tôi học được rất nhiều, 3 tháng sau để Chúa tăng tuổi thọ cho anh đi. Tại sao vậy? Giê-xu hỏi. Loại thuốc giải này cũng chỉ có tác dụng trong 3 tháng thôi, hết 3 tháng rồi anh lại tới tìm tôi cho viên thuốc giải thứ 2. Anh không phải là người đàn ông lịch thiệp, Giê-xu lắp bắp nói. Anh cũng chẳng phải người quân tử. Tần Lạc nói lại, Giê-xu là một sát thủ. Tần Lạc có gan nhận một tên sát thủ làm vệ sĩ nhưng không đến nỗi ngu ngốc tin tưởng hoàn toàn hắn mà không có gì khống chế hắn cả. Chương 686, hấp dẫn. Đài Đồng Tước là hang ổ của Bạch Tàn Phổ, là nơi quen thuộc ai cũng biết. Nếu như không có chuyện gì, gã điên đó cả ngày sẽ không bước qua cửa, suốt ngày tụ tập bạn bè ăn chơi đàng điếm ở bên trong. Cũng chính vì vậy những nhận xét về Bạch Tàn Phổ gần đây không có gì tốt đẹp. Không nói việc so sánh với anh của mình là cuồng nhân Bạch Phá Cục hay Chí công tử Tần Túng Hoành, thậm chí còn bị coi kém hơn ngay cả với một số công tử lớp dưới.
Có lẽ danh tiếng của Yến Kinh Tam Kiệt có nổi tiếng nên rất nhiều khi Bạch Tàn Phổ chính là người bị người khác quên lãng. Thế nhưng hôm nay có một khách quý tới thăm hắn. Hơn nữa bản thân hắn cũng không ngờ tới người khách này. Bạch Tàn Phổ nằm trên ghế xa một cách phóng túng, trong tay hắn đung đưa ly rượu Raffi hảo hạng, ánh mắt hắn nhìn thẳng, quan sát người phụ nữ tự tới tận cửa tìm gặp hắn. Hắn không thể không thừa nhận người phụ nữ này chính là một vưu vật. Khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt, lông mi, cái miệng cùng với điều quan trọng nhất, vóc dáng và bộ ngực của người phụ nữ này hoàn toàn không có tì vết. Cho tới bây giờ bên cạnh Bạch Tàn Phổ hắn không thiếu phụ nữ, nhưng thật sự hắn chưa bao giờ được chơi một tuyệt sắc mỹ nữ như người này. Thế nhưng thật đáng tiếc là người phụ nữ này có vẻ rất khó chơi. Cô là ai? Bạch Tàn Phổ cảm thấy hai con mắt mình nhìn đã đủ nên cuối cùng mới lên tiếng hỏi. Người phụ nữ này không có bạn bè giới thiệu, không phải do chính hắn yêu cầu. Thậm chí ngay cả danh thiếp cô ta cũng không có, thế mà dám tự tiện đi tới đài đồng tước gặp mặt hắn. Vốn Bạch Tàn Phổ muốn từ chối, hắn định ra lệnh cho vệ sĩ đuổi cô ta đi nhưng rồi trong tích tắc, cũng không hiểu nguyên nhân tại sao hắn lại đồng ý gặp mặt cô ta. Hơn nữa hắn còn mời cô ta vào lâu chung lâu, một nơi ở đài đồng tước chỉ dành cho những nhân vật quan trọng bước vào. Bây giờ Bạch Tàn Phổ bắt đầu thấy đắc ý về sự nhạy cảm trong suy nghĩ của mình. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy người phụ nữ này, hắn đã có cảm giác người phụ nữ này chính là một đồng bọn rất ý hợp tâm đầu. Đương nhiên dù cô ta chỉ tới chỗ này để làm chuyện nhỏ nhặt tương cả mắm muối thì Bạch Tàn Phổ hắn cũng không tức giận. Nhan sắc hiếm có, giai nhân khó tìm, có rất nhiều người cả đời mình cũng không bao giờ có vinh hạnh được nhìn thấy một mỹ nhân cực phẩm như này. Thế nhưng ngay lần đầu tiên gặp mặt, người phụ nữ này đã lên tiếng nói muốn hợp tác với hắn khiến cho hắn thực sự khá kinh ngạc nhưng vẫn cảm thấy nghi ngờ. Bạch Tàn Phổ cảm thấy bản thân hắn không có gì để hợp tác với người phụ nữ này. Nếu như cô ta đồng ý, hợp tác để sinh con có lẽ còn có thể được. Tôi có cái mà anh muốn có Natasha, không phải gọi là Hiton hay phải gọi là Madame Roland, quản lý cấp cao 5 sao. Tôi có thể biến lý tưởng của anh thành sự thật hay nói cách khác là hai người chúng ta có thể trợ giúp lẫn nhau. Cô biết tôi muốn gì sao? Cô có biết lý tưởng của tôi là gì không? Càng lúc Bạch Tàn Phổ càng cảm nhận được ý đồ của người phụ nữ này. Thậm chí hắn đã ngồi dậy, đích thân rót mời cô ta một ly rượu. Người đàn ông đứng sau lưng người phụ nữ định giơ tay cản lại nhưng đã bị cô ta dùng mắt ngăn chặn. Người phụ nữ đón nhận ly rượu đỏ, lắc lắc mấy cái rồi ngửa cổ uống cạn. Bạch Tàn Phổ ngạc nhiên rồi hắn cười hỏi, có muốn uống thêm một ly nữa không? Mỗi ngày tôi chỉ uống một ly rượu, Natasha nói. Cô ta không đưa lại ly rượu không trong tay cho Bạch Tàn Phổ, cũng không để nó xuống chiếc bàn cẩm thạch mà cầm trên tay lúc lắc. Anh muốn danh tiếng khắp nơi. Ít nhất anh không cam lòng ở dưới Tần Túng Hoành, con người kia và cả người anh trai không được việc của mình. Anh muốn có lợi, muốn mình trở thành người thừa kế của Bạch gia. Anh muốn được nắm trong tay gia sản khổng lồ của Bạch gia, muốn được kết hợp với gia tài của hai gia tộc kia, muốn trở thành người thắng lợi cuối cùng. Con người ta sống trên đời nhất định phải làm mấy chuyện khiến người khác vừa yêu vừa hận. Cho dù là yêu hay hận cũng phải khiến cho bọn họ nhớ kỹ, cả đời không quên được. Có phải vậy không? Hay, nói rất đúng, Bạch Tàn Phổ cười phá lên nói. Hắn cũng nâng ly uống cạn như Natasha rồi nói tiếp, chỉ cần dựa vào những lời đó của cô, tôi sẽ uống cạn 3 ly. Quả nhiên Bạch Tàn Phổ gần như là điên cuồng, một tay hắn cầm bình rượu rót rượu, hắn liên tục uống 3 ly rượu đầy. Mỗi một ly chỉ uống một hơi, không chút. Sắc mặt Natasha lạnh nhạt, không có bất kỳ sắc thái tình cảm nào trên gương mặt của cô ta, không cảm xúc trước chuyện mình đã bóc trần bộ mặt kiêu ngạo giả dối của Bạch Tàn Phổ. Ông già trong ngôi nhà đó vẫn cứ nghĩ là người hiểu rõ tôi nhất, cũng nghĩ rằng vẫn nắm được tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay của mình. Đáng tiếc, cuộc đời ông ấy đã thất bại 2 lần. Một lần vào độ tuổi trung niên, một lần vào lúc gần về già. Cho dù là gì đi nữa, cuộc đời này của ông ấy đều là bi kịch, không có bất kỳ cái gì để khoe khoang cả. Đáng tiếc ông ấy vẫn cứ đang mê muội, không tỉnh lại, mù quáng tin tưởng vào trí tuệ của mình. Ông ấy nói danh tiếng tôi không tốt nên không thích hợp trở thành người thừa kế Bạch gia. Thật ra Bạch Phá Cục là một cuồng nhân, không phải anh ta cũng bị một người phụ nữ chơi đùa trong lòng bàn tay hay sao? Điều càng buồn cười hơn nữa là Tần Túng Hoành, hắn luôn tự phụ là người trẻ tuổi mưu kế hơn người, không mưu kế nào không biết. Kết quả thì sao nào? Không phải hắn cũng bị người phụ nữ đó cùng với gã trai tuấn tú của Ả đâm cho một đao sao? Bạch Tàn Phổ nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của người phụ nữ,
hắn nhếch miệng cười nhạt nói, tôi khác với chính bọn họ là tôi vẫn không thất bại mà chính chúng đã thất bại. Vì vậy tôi mới tới. Natasha nói, tôi lựa chọn anh làm đối tác của chúng tôi. Nhưng Bạch Tàn Phổ không vì một hai câu dụ dỗ ngon ngọt của một người phụ nữ xinh đẹp mà đánh mất mình, hắn hỏi, vậy cô có thể cho tôi điều gì? Tôi có thể cho anh thế lực. Natasha nói, người Trung Quốc thường nói, giết trăm chân, chết vẫn đứng vững. Bây giờ Bạch gia bị tổn thừa nguyên khí nặng nề, Tần gia tạm lui, chỉ còn một mình gia tộc Văn Nhân độc bá thiên hạ. Tôi có thể cho anh thế lực, tôi có thể cho anh thế lực để chiến thắng gia tộc Văn Nhân. Hơn nữa thế lực này không cần trả lại, cũng không xuất phát từ chính Bạch gia. Tất cả là của chúng tôi sẽ chuyển giao cho anh. Vì sao lại vậy? Làm mất hứng thú của người khác là một thói quen rất xấu. Bạch Tàn Phổ hỏi. Đương nhiên hắn đang mong chờ một điều như vậy, nhưng hắn lại không tin Natasha có được thế lực đó. Nếu như bản thân đã lợi hại vậy, tại sao không tự mình đi làm? Trong thế giới tương lai, ngành công nghiệp nào có thể sánh với nguồn năng lượng mới? Công nghiệp sức khỏe. Bạch Tàn Phổ nói. Hắn không ngốc, không phải hắn hoàn toàn không biết gì về tình hình kinh tế thế giới. Thậm chí hắn đã đọc qua tất cả các bài phỏng vấn, bài viết của tất cả các doanh nhân có thế lực ở các lĩnh vực khác nhau, thậm chí cũng đã đọc một số tác phẩm nổi tiếng về kinh tế. Hắn biết sau này ngành công nghiệp nào sẽ kiếm ra nhiều tiền nhất, ngành nào sẽ biến mất. Hắn cũng biết ngành công nghiệp sức khỏe của con người và nguồn năng lượng mới chính là hai ngành có miễn cảnh tươi sáng nhất. Loài người muốn sinh tồn đương nhiên cần phải có nguồn năng lượng. Con người muốn sống thì phải có sức khỏe. Thật ra hai điều này hỗ trợ lẫn nhau. Tôi có thể cho anh một loại thuốc. Natasha nói, nếu như chỉ số IQ của anh vượt qua 50 thì chỉ sau một năm có thể đạt được lợi nhuận rất lớn. Chỉ trong vòng 3 năm anh có thể thu được vô số tiền bạc. Thuốc gì? Bạch Tàn Phổ hỏi. Anh có thể tự mình đặt tên cho nó. Natasha nói, gọi nó là Bạch Tàn Phổ cũng chẳng sao. Thế nhưng anh có biết nó là loại thuốc có công hiệu gì không? Nó có thể bệnh siêu viêm gan. Cái gì? Bạch Tàn Phổ kinh hãi hỏi, điều này có thực không? Viêm gan siêu vi trùng B chính là bệnh viêm gan do siêu vi rút tạo nên HBV. Đây là một bệnh nghiêm trọng trên quy mô thế giới, trong khi đó tỷ lệ người mắc bệnh ở Trung Quốc là cao nhất. Theo thống kê, trên toàn thế giới có khoảng 2,8 triệu người mắc chứng bệnh này, nhưng riêng ở Trung Quốc đã là 1,3 triệu người. Đương nhiên con số thống kê này chưa tính ở châu Phi cùng với một vài khu vực kém phát triển khác. Loại bệnh siêu vi trùng này có 4 đặc tính lớn, bệnh tính gan, tính lây nhiễm, tính biến dị cùng với đặc tính nguy hiểm nhất của nó có thể khiến con người ta tuyệt vọng, không thể chữa trị. Một khi vi trùng viêm gan B xâm nhập vào trong nhân thể của tế bào gan, dưới tác dụng của tế bào dung môi sẽ hình thành tình trạng gen khép kín, hình thành nên lớp vỏ bọc bệnh viêm gan B nguyên thủy, sinh trưởng ổn định trong tế bào gan, không ngừng sản sinh ra vi trùng viêm gan B. Hiện tại chưa có một nghiên cứu nào sáng chế ra loại thuốc có thể chữa khỏi căn bệnh viêm gan nguy hiểm này. Trước mắt thuốc chỉ được dùng để kiềm chế sự phát triển của bệnh, nhưng một khi thuốc không còn tác dụng kiềm chế, căn bệnh này sẽ lập tức phát triển với mức độ rất nhanh. Nói cách khác, với các loại thuốc cùng với trình độ phát triển của y học hiện nay thì không có một phương pháp cụ thể nào để chữa bệnh viêm gan B này. Cho dù là giới trung y ngày nay phần lớn đang tuân thủ một nguyên tắc ngầm, ba trị, bảy dưỡng. Nếu một khi trên thế giới thật sự không có một loại thuốc nào có thể chữa trị căn bệnh viêm gan B này, không phải điều này sẽ gây ra cơn địa chấn lớn tới cỡ nào sao? Một loại thuốc có thể cứu được mạng sống của hàng triệu dân cư trên thế giới, loại thuốc đó sẽ mang lại lợi nhuận lớn cỡ nào? Bạch Tàn Phổ không cần phải tập trung suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần nghĩ qua hắn cũng biết việc này gây ra chấn động thế nào. Thế nhưng hắn lại nhanh chóng nghi ngờ. Tuyệt đối không thể nào. Bạch Tàn Phổ cười nhạt nói với Natasha, tôi là một kẻ điên nhưng tôi thực sự không phải kẻ ngu. Trên thế giới này thực sự không có một loại thuốc thần kỳ như vậy. Tại các người không tự mình sản xuất, tại sao lại muốn giao nó cho tôi? Chúng tôi cũng không phải kẻ ngu. Trên thế giới này muốn đạt được điều gì cũng đều có giá của nó. Natasha nhìn Bạch Tàn Phổ cười nói, đương nhiên bỏ sức ra phải có thu hoạch. Tôi muốn 3 năm sau anh hãy giúp tôi thực hiện một chuyện. Chuyện gì? Bạch Tàn Phổ hỏi. Hủy diệt trung y Trung Quốc. Natasha lạnh lùng nói, giọng nói thoảng như xương lạnh, hình như coi như không có chuyện gì quan trọng vậy. Tôi nghĩ rằng, điều kiện này đối với anh mà nói hoàn toàn không có gì ngặt nghèo. Natasha nói, trung y là trung y của Trung Quốc, cũng là trung y của Tần Lạc. Hắn nắm trong tay nghiệp đoàn trung y, phía chính phủ đã ủng hộ hắn. Tất cả trung y cũng lấy hắn làm tấm gương mẫu mực, dân chúng Trung Quốc ủng hộ hắn.
Một siêu sao cũng không thể nhận được nhiều lời khen ngợi, tiếng vỗ tay cổ vũ như hắn. Tất cả điều này anh đều không có, cũng không phải là điều anh nguyện ý nhìn thấy, đúng không? Cô thực sự là một thuyết khách rất giỏi. Bạch Tàn Phổ nuốt nước bọt nói, vì sao các người muốn làm vậy? Đây không phải là chuyện của anh. Các cô muốn đưa cho tôi sản xuất thuốc kháng sinh sao? Bạch Tàn Phổ hỏi vẻ rất nhạy cảm. Nếu như các cô có thể nghiên cứu ra thuốc kháng sinh chữa khỏi bệnh viêm gan siêu vi B, dù không cần tìm tôi, các cô cũng có thể thành công. Không, Natasha cười nói, thuốc chữa trị bệnh viêm gan siêu vi B không phải là thuốc kháng sinh mà chính là thuốc trung y truyền thống. Chương 687, bố vợ mẫu mực. Thuốc trung y truyền thống. Bạch Tàn Phổ nghi ngờ hỏi. Mặc dù bản thân hắn là người Trung Quốc nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ thuốc trung y lại có sức mạnh to lớn đó. Hơn nữa bây giờ còn có bao nhiêu thầy thuốc trung y đáng tin tưởng. Đúng, thuốc trung y, Natasha nói. Hoàn toàn không thể nào, Bạch Tàn Phổ nói. Làm gì có chuyện thuốc trung y truyền thống lại có hiệu quả như vậy? Chẳng lẽ các người hiểu rõ trung y dược còn hơn cả người Trung Quốc sao? Đúng như anh nói, chúng tôi hiểu về trung y dược còn hơn cả người Trung Quốc, Natasha nói với giọng khác thường. Phòng nghiên cứu trung y dược của chúng tôi có một đội ngũ trung y gần 100 người. Bọn họ đều là những thầy thuốc trung y rất tài năng của Trung Quốc. Những hiểu biết của bọn họ về trung y dược hoàn toàn không kém hơn những thầy thuốc vẫn còn nguyện ý ở lại Trung Quốc. Hơn nữa bọn họ còn có một cơ chế làm việc cạnh tranh cùng với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại nên bọn họ đạt được những thành quả như vậy cũng không khiến ai ngạc nhiên. Một khi đã như vậy tôi càng không hiểu ý của cô, Bạch Tàn Phổ cảnh giác nhìn Natasha nói, cô cho tôi phương thuốc, để tôi thay cô làm dạng danh trung y dược. Một khi tin tức thuốc trung y có thể chữa được bệnh viêm gan siêu vi B được công bố công khai sẽ khiến cả thế giới chấn động. Trung y dược sẽ ở vào một vị thế mà Tây y không thể thách thức được. Thế nhưng mục đích của cô lại muốn tôi phá hủy trung y dược. Rốt cuộc cô muốn làm gì đây? Bò lên càng cao thì ngã càng đau, Natasha có cảm giác như mình ngồi đã lâu. Cô ta đứng dậy, đi tới trước giá sách, tiện tay rút một quyển sách, Kim Bình Mai, thản nhiên dở ra đọc. Natasha có thể hiểu tiếng Trung Quốc, nghe hiểu tiếng Trung Quốc, nói được tiếng Trung Quốc. Tất cả mọi thứ khi ở cùng với Tần Lạc chỉ là giả vờ. Chỉ có khi làm cho cả thế giới biết tới nó thì khi nó chết đi mới khiến cho người của toàn bộ thế giới này vứt bỏ. Tôi có thể làm được gì? Bạch Tàn Phổ nói, 3 năm sau tôi vẫn đang trong cảnh tay trắng. Anh có lợi nhuận của 3 năm qua. Cái này có thể khiến bản thân tôi phải mạo hiểm tới mức như vậy không? Hơn nữa cô cũng đừng quên, dù tôi không thích Tần Lạc, tôi không cần trung y, tôi không uống thuốc trung y nhưng thật sự tôi không muốn nó chết trong tay mình. Đây là một chuyện ác độc đoạn tử tuyệt tôn. Nếu như chúng tôi cho anh một loại thuốc kháng sinh chưa từng xuất hiện trên thị trường, coi như là bồi thường cho anh thì sao? Bạch Tàn Phổ thoáng do dự, hắn đã sao động. Nếu như đám người này thật sự có thể nghiên cứu ra thuốc chữa trị bệnh viêm gan siêu vi B, hiển nhiên bọn họ cũng hoàn toàn có năng lực nghiên cứu ra một loại thuốc kháng sinh khác hoàn toàn chưa xuất hiện trên thị trường. Hắn tin tưởng người phụ nữ này có thể làm được bởi vì hắn thật sự không thể tìm ra bất kỳ điều gì khiến cô ta nói dối. Không ai là người có thời gian rảnh rỗi. Không ai lại có thời gian đi làm cái chuyện đùa cợt thấp kém này. Nếu như bản thân hắn đồng ý với cô ta, đương nhiên hắn phải muốn cô ta chuyển giao phương thuốc sau đó sẽ tự mình đi tìm chuyên gia y học kiểm tra lại. Hắn tuyệt đối không để bị mắc câu cho dù là có treo trước mặt hắn một con lừa béo. Cô là ai? Bạch Tàn Phổ lại hỏi. Câu hỏi này giống hệt câu hỏi đầu tiên của hắn. Hắn thực sự rất tò mò về thân phận của người phụ nữ này. Tôi là đồng bọn của anh. Tôi không bao giờ muốn hủy diệt trung y. Nhưng anh từng muốn giết chết Tần Lạc. Xem ra cô đã hiểu lầm, Bạch Tàn Phổ thoáng xoay người, mỉm cười nói. Mặc dù trước kia giữa chúng tôi xảy ra khá nhiều chuyện không hay nhưng tôi vẫn coi Tần Lạc là bạn bè của mình. Mặc dù chính vì nguyên nhân anh ta mà Bạch gia bị tổn thương rất nặng nề, làm Bạch Phá Cục bị trọng thương nhưng tôi vẫn không hận anh ta. Thật vậy sao? Vậy, vụ ám sát trong cửa hàng bán lụa là sao? Natasha đột nhiên quay người, trong mắt cô ta hiện lên sát khí rất mạnh. Bạch Tàn Phổ giật mình kinh hãi. Suýt chút nữa hắn gào lên kêu vệ sĩ bước vào. Cô còn biết những gì nữa? Bạch Tàn Phổ lạnh lùng hỏi. Hắn biết một khi chuyện này lan truyền ra ngoài, điều này sẽ có ý nghĩa gì với chính hắn và Bạch gia. Natasha nói, còn biết thật ra anh thất bại không chỉ một lần. Sắc mặt Bạch Tàn Phổ vẫn như thường nhìn người phụ nữ và người đàn ông sau lưng cô ta. Trong lòng hắn đang thầm nghĩ chuyện có nên hay không tiêu diệt cô ta và người đàn ông ở phía sau.
chỉ khi cô ta chết, chuyện này mới không có ai biết. Giết người chính là phương pháp diệt khẩu tốt nhất, sạch sẽ, lưu loát, không để lại họa ngầm sau này. Tôi khuyên anh nên từ bỏ ý nghĩ ngu ngốc đó đi. Natasha đặt cuốn sách vào lại trong giá sách, giống như cô ta đã nhìn thấu thế giới nội tâm của Bạch Tàn Phổ. Anh không thể gánh chịu hậu quả của nó một khi làm vậy. Bạch gia cũng không thể gánh chịu nổi. Cô có vẻ rất tự tin. Nếu không tự tin thì sẽ không bao giờ tới tìm anh. Natasha thẳng thắn nói, trong mắt tôi, anh không phải là một Bạch đại thiếu mà chỉ là một quân cờ. Quân cờ phải có ý thức giác ngộ của quân cờ. Nếu như quân cờ muốn nhảy ra ngoài dùng phương thức đánh loạn ngầu, việc đầu tiên chính là chết. Tôi tin tưởng trí tuệ của anh sẽ không khiến cho những chuyện khó xử có thể xảy ra. Xem ra ngoại trừ việc chấp nhận hợp tác, tôi không còn lựa chọn nào nữa. Bạch Tàn Phổ bất đắc dĩ nhún vai nói. Anh có thể thử phản kháng hay từ chối, Natasha nói, nhưng cho dù là điều trước hay điều sau thì kết quả của nó cũng đều giống nhau. Natasha không cần chào Bạch Tàn Phổ, cô ta quay người đi ra ngoài cửa. Người nước ngoài ưa nhìn có tên là Deb đi theo sau cô ta. Hãy cảm ơn cô bé xinh đẹp, đáng yêu đó thay tôi. Cảm ơn lần trước cô bé đã hạ thủ lưu tình, giọng nói của Natasha vang lên. Hừ, đúng là một người phụ nữ đáng ghét, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên trong phòng. Ngay sau đó chiếc giá sách lặng lẽ di chuyển sang hai bên. Một cô bé mặc trang sức rực rỡ, đeo vòng bạc xuất hiện. Tại sao lần trước cô không giết cô ta? Bạch Tàn Phổ nhìn chằm chằm vào cô bé hỏi. Giọng nói hắn vô cùng tức giận. Hắn thực sự rất không hài lòng khi mà bây giờ bản thân mình đang lâm vào tình trạng bị động. Ai biết được cô ta là người phụ nữ như vậy? Cô bé cười hì hì nói. Cô bé gần như không để ý tới sắc mặt rất khó chịu của Bạch Tàn Phổ. Lúc trước tôi cứ tưởng đó là một người phụ nữ chỉ bị tên hám gái đó lừa đảo. Cô ta đã cố tình ngất xỉu. Cô ta hoàn toàn không bị cô đáng thuốc mê, Bạch Tàn Phổ tức giận nói. Mặc dù cô thoát khỏi sự truy tìm của Tần Lạc nhưng thật ra ngay từ đầu cô đã bị cô ta theo dõi nên cô ta mới biết chúng ta tiếp xúc với nhau. Bây giờ cô ta mới tìm tới tận đây. Tôi chỉ dùng thuốc mê bình thường. Tôi cứ tưởng như vậy là quá đủ với cô ta. Xem ra tôi đã đánh giá thấp lòng người hiểm ác bên ngoài, cô bé nói. Yên tâm đi, lần sau tôi sẽ dùng thuốc nặng. Chẳng lẽ cô còn chưa nhận ra điều gì sao? Sau khi cô đi ra ngoài, cô vẫn chưa giết người, Bạch Tàn Phổ nói. Cô là cổ vương. Tại sao cổ vương lại không thể giết người? Tôi là cổ vương, tôi không phải là sát thủ, cô bé phản đối. Còn nữa, lần sau đừng nói điều gì tôi cần phải làm, điều gì tôi không cần phải làm. Anh không xứng. Cô không sợ tôi giết cô sao? Trên gương mặt của cô bé vẫn không hiện lên cảm xúc gì, tại sao anh lại nói vậy? Anh có biết tôi hạ cổ độc gì trên người anh không? Sắc mặt Bạch Tàn Phổ tái mét, hắn nói, Hồng Phu tiểu thư, hẳn cô biết rõ chúng ta mới là bạn bè. Đúng vậy, Bạch Tàn Phổ tiên sinh, vì vậy lần sau anh hãy tuyệt đối tôn trọng tôi, cô bé nói giọng sắc bén. Bạch Tàn Phổ chỉ muốn khóc. Chính bản thân mình rơi vào thảm cảnh nào đây? Tại sao lại trêu chọc vào hai nữ đại sát thủ vậy hả? Hắn thầm nghĩ, bên cạnh Tần Lạc có rất nhiều phụ nữ cực phẩm nhưng người phụ nữ nào cũng một lòng một dạ trợ giúp hắn. Quả thực hàng có thể so sánh với nhau nhưng người thì không thể so với người được. Khi Tần Lạc quay trở lại tiểu khu thì trời đã về chiều tối. Tấm màn đen vừa được buông xuống, ánh đèn điện cũng đã sáng lên trong từng ngôi nhà. Tần Lạc bảo đại đầu dừng xe lại, sau đó hắn tự mình đi bộ về tiểu khu ở phía trước. Tần Lạc khẽ nhếch miệng cười vui vẻ. Hắn thầm nghĩ, bây giờ nhất định Lâm Hoán Khê đã quay về nhà, khoác lên tấm tạp dề, giúp người ở nấu cơm chiều. Ông hắn và Lâm Gia Gia đang ngồi đánh cờ, cũng có thể đang ngồi trước TV xem dự báo thời tiết. Có lẽ bối bối đang ở làm điệu làm bộ, nhào vào lòng một người ông nào đó làm nũng. Nhưng tình huống xảy ra đã nằm ngoài dự định của Tần Lạc. Bởi vì khi Tần Lạc đi tới trước cổng biệt thự Lâm gia, hắn thấy trước cửa có đỗ một chiếc BMW màu bạc. Lâm Thanh Nguyên, Tần Tranh đang ngồi trên xe lăn, Lâm Hoán Khê và cả người giúp việc đang đứng trong sân, bối bối đang nắm tay Lâm Hoán Khê, ánh mắt nhìn cặp nam nữ mà Tần Lạc chưa từng gặp. Người đàn ông khoảng chừng hơn 40 tuổi. Dáng vẻ nho nhã, nhã nhặn, phong thái hoàn toàn không tầm thường, ông ta mặc một bộ vest đen rất hợp với phong người, áo sơ mi màu trắng, không đeo cà vạt, cổ áo bẻ rộng, có vẻ rất phóng khoáng. Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ mặc một chiếc váy ngắn màu đen, áo bỏ trong váy khiến cho bộ ngực của bà ta càng vểnh cao hơn, mông săn chắc. Dung mạo người phụ nữ xinh đẹp, một phong thái phóng đãng, bà ta đang nhìn Lâm Hoán Khê nói gì đó. Hả,
có người con gái bất hiếu như vậy sao? Cha mình quay về thăm mà lại muốn đuổi cha đi. Cô còn không bằng cả con vật. Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông Lâm Hoán Khê bình tĩnh nói. Nàng vẫn không thèm nhìn người phụ nữ đó, cũng không nhìn người đàn ông trung niên kia nhưng mọi người vẫn có thể hiểu câu đó của nàng là nói với người đàn ông đó. Hoán Khê, cha biết là mình sai rồi, nhưng mẹ con không sai sao? Cha thực sự không biết việc cha mà mẹ ly hôn lại tạo ra nỗi đau lớn như vậy đối với con. Cha cũng muốn quay về gặp con nhưng mà ông con không đồng ý, người đàn ông nói vẻ áy náy. Mày quay về đây làm gì? Mày còn muốn quay về cái nhà này làm gì? Tao hoàn toàn không có đứa con như mày. Lâm Thanh Nguyên tức giận chỉ vào người đàn ông trung niên quát. Cút, hãy mang theo người phụ nữ này cút ra khỏi nhà tao. Cha, tại sao lúc nào cha cũng như vậy? Cha không khuyên nhủ Hoán Khê giúp con, cha lại còn đuổi con đi, có người cha nào lại như vậy không? Người đàn ông nói chuyện với Lâm Thanh Nguyên không hề e ngại, ông ta phản đối. Mày còn mặt mũi nói tao như vậy hả? Tao thật ra muốn hỏi mày một câu, mày vẫn còn có cha sao? Cha! Tần Lạc cau mày, chẳng lẽ người này là cha Lâm Hoán Khê, là cha vợ của hắn đã quay về nhà sao? Chương 688, lão già bất tử gian xảo. Bây giờ Tần Lạc mới quay về nhà nên hắn không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, vì vậy hắn mới đứng lại trước cổng quan sát. Hắn muốn để yên xem chuyện phát triển tới mức độ nào. Mặc dù hắn là chồng chưa cưới của Lâm Hoán Khê nhưng hắn vẫn còn chưa nhận được sự đồng ý chính thức của cha vợ nên hắn muốn để nàng tự mình quyết định chuyện này. Tần Lạc hoàn toàn ủng hộ quyết định của Lâm Hoán Khê trong chuyện này. Lâm Hách Huy đỏ mặt nói sau khi ông ta nghe Lâm Thanh Nguyên hỏi, không phải con rất quý Hoán Khê khi nó còn nhỏ sao? Sau này công việc của con bận rộn, mới chỉ 2 năm con không quay về thăm Hoán Khê. Tới khi con quay về nhà thăm Hoán Khê, cha lại đuổi con, không cho con bước chân vào nhà. Cha còn nói Hoán Khê gặp quái bệnh gì đó, không muốn gặp người khác. Đấy, bây giờ Hoán Khê có bệnh gì đâu, không phải rất khỏe sao? Từ sau khi Tần Lạc chữa trị bệnh cho Lâm Hoán Khê, rốt cuộc tình cảm của nàng từ trong vũng bùn cũng xuất hiện trở lại. Hơn nữa nàng còn yêu thương một thầy thuốc ít hơn mình mấy tuổi. Những ngày này Lâm Thanh Nguyên chỉ sợ bệnh cũ của Lâm Hoán Khê tái phát nên ông vừa tận hưởng sự hiếu đạo của nàng sau khi khỏi bệnh, vừa phải cẩn thận che chở cho nàng khỏi bị thương tổn. Thậm chí bọn họ còn không dám nhắc tới những chuyện trước kia đã khiến Lâm Hoán Khê bị thương tổn. Nhưng ông không ngờ người con không chịu kém cạnh của ông ngay khi vừa mới quay về đã nhắc lại bệnh tình trước kia của Lâm Hoán Khê không chút e ngại, đâm chọc vào vết thương mà bọn họ đã cố gắng che đậy. Lâm Thanh Nguyên tức giận tới mức cả người run bắn lên. Giọng nói cũng lắp bắp, hai mắt ông trợn tròn, ông chỉ tay vào mặt Lâm Hách Huy nói, mày là đồ bất hiếu. Cút ngay cho tao, sau này mày không bao giờ được quay về nữa, coi như tao chưa bao giờ có đứa con như mày. Cha, cha lại hồ đồ rồi. Lâm Hách Huy cũng tức giận việc Lâm Thanh Nguyên không giúp mình nói hộ với con gái mình mà lại còn liên tiếp xua đuổi mình trước mặt con gái. Thế gian này có người ông nào lại không có khát vọng gia đình sum họp, con cháu điển viên hạnh phúc không? Con là cha của Hoán Khê, nó là con gái của con. Tại sao cha lại chia rẽ sự đoàn tụ của cha con chúng con? Tao vẫn chưa phải là lão già hồ đồ. Vấn đề là tao không nhận mày làm con. Hoán Khê cũng không muốn nhận một người cha như mày. Lâm Thanh Nguyên là người yếu lòng nhưng khi nghĩ tới bệnh tình của Lâm Hoán Khê, ông vẫn phải tàn nhẫn lên tiếng từ chối. Đi đi, hãy mau mang theo người phụ nữ này đi đi. Đừng quấy nhiễu bữa cơm chiều của người khác. Chuyện này cha không thể tự mình quyết định được. Lâm Hách Huy nhìn Lâm Hoán Khê, ông ta cười vẻ rất hiền từ nói, Hoán Khê, cha sai rồi nhưng cho dù là như thế nào thì cha vẫn là cha của con. Con có thể cho cha một cơ hội để đền bù cho con, được không? Chẳng lẽ cha con chúng ta cả đời này không được gặp nhau nữa sao? Như vậy cũng tốt. Lâm Hoán Khê không muốn tiếp nhận tình cảm cha con đột ngột này. Nàng lạnh lùng nói, ông có chuyện nhà của ông, tôi cũng có cuộc sống riêng của tôi. Sau này chúng ta không nên gặp nhau nữa, ông cũng không nên quay về đây. Hoán Khê, Lâm Hách Huy gọi. Nếu như không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi còn phải đi ăn cơm tối. Lâm Hoán Khê cầm tay Bối Bối định đi vào trong nhà. Tần Lạc thở dài. Có người con nào không muốn đoàn tụ cùng với cha mẹ mình không? Có người con nào từ chối đoàn tụ khi cha mẹ hối hận quay về không? Rõ ràng chuyện năm xưa vẫn như một bóng ma rất lớn luẩn quẩn trong lòng Lâm Hoán Khê, vì vậy nàng mới không chịu chấp nhận tình cảm quay về của cha mình. Trong khi đó Lâm Thanh Nguyên vì muốn chăm sóc Lâm Hoán Khê cũng đã từ chối con trai mình quay về. Thế nhưng thật sự trong lòng bọn họ không có một chút tiếc nuối về điều này sao?
Tần Lạc đã chuẩn bị nói chuyện với Lâm Hoán Khê, hóa giải nỗi uất ức trong lòng nàng, khiến cho cha con nàng nhận nhau, cũng có thể khiến cho Lâm Thanh Nguyên có thể được an hưởng niềm hạnh phúc sum họp khi tuổi già. Đây chính là kết cục tất cả đều vui vẻ mà Tần Lạc hy vọng được nhìn thấy. Trong lòng Tần Lạc hắn biết bản thân mình nợ Lâm Hoán Khê rất nhiều chuyện, vì vậy những gì hắn có thể làm để đền bù hạnh phúc của nàng, hắn đều cố gắng làm. Thế nhưng người phụ nữ kia vừa nói một câu đã khiến cho sự kiện làm lành với nhau này đã xảy ra một biến cố rất nghiêm trọng, một biến cố khiến người khác rất đau lòng. Chúng tôi không quay về cũng được, nhưng cô phải đồng ý với chúng tôi một điều kiện, người phụ nữ mặc váy đen, dáng vẻ phong lưu lên tiếng. Bước chân đang bước đi của Lâm Hoán Khê đột nhiên dừng lại. Nàng quay người, nhìn cha của mình với vẻ vô cùng tuyệt vọng. Bối bối có cảm giác bàn tay to của Lâm Hoán Khê đang cầm bàn tay nhỏ bé của mình trong nháy mắt đã lập tức lạnh như băng giá. Cô bé dùng bàn tay mụ mẫm của mình ôm tay Hoán Khê nói, mẹ, mẹ, có phải mẹ rất lạnh không? Chúng mình vào trong đi, con cũng không thích mấy người khách hôm nay. Bối bối rất thích cảnh náo nhiệt, trước đây mỗi khi có khách tới chơi, bối bối đều rất vui vẻ. Người khách nào cũng khen ngợi vẻ đáng yêu. Hiểu chuyện của cô bé, bọn họ vuốt ve gương mặt bầu bầu nhỏ nhắn, sờ lên bím tóc của cô bé. Bọn họ còn cho cô bé một đồ chơi, món ăn ngon nào đó. Thậm chí bọn họ dùng từ ngữ ca ngợi để thỏa mãn tính hư vinh của cô bé. Những khi không có việc gì cô bé còn chạy tới trước mặt khách xoay hai vòng. Bản công chúa đáng yêu như này, không đáng để người khác phải khen ngợi sao? Hôm nay bối bối lại nói không thích những người khách này tới thăm nhà. Xem ra cô bé đã thực sự chán ghét đôi nam nữ này. Lâm Hoán Khê không trả lời câu nói của bối bối, nàng bình tĩnh nói, có yêu cầu gì? Hãy cho chúng tôi mượn 1 triệu, người phụ nữ trung niên nói. Thôi lắm, lần này Lâm Thanh Nguyên thật sự nóng nảy. Ông rất vui khi con trai mình đã quay về nhận lỗi, bày tỏ thái độ xin lỗi mọi người. Ông cũng hy vọng người trong nhà có thể đoàn tụ, nhưng ông thật sự không ngờ con mình không thực lòng muốn quay về nhận ông và để con gái của mình có thể nhận cha. Con trai ông đã quay về vì một ý đồ khác, hơn nữa còn coi đây là điều kiện để áp đặt với con gái mình. Cô là ai? Hoán Khê dựa vào cái gì phải cho cô vay 1 triệu? Hai người lớn phải đi vay tiền một đứa nhỏ, các người không cảm thấy xấu hổ sao? Cha, cha không nên nói mấy câu khó nghe như vậy, Lâm Hách Huy nói vẻ xấu hổ. Ông ta cười ngượng nói, gần đây công việc làm ăn của bọn con gặp khó khăn, vì vậy phải cần một nguồn vốn để quay vòng. Hơn nữa đây là con chỉ mượn. Không phải là đòi hỏi. Trong vòng 1 năm con sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi. Nói thật dễ nghe, đây không phải là điều kiện sao? Hoán Khê không có tiền, mà có tiền cũng không cho mượn. Cút đi, hãy cút đi. Không bao giờ được quay về đây nữa. Tao không thể chịu nổi khi có loại con như mày. Lâm Thanh Nguyên bước tới túm tay Lâm Hách Huy, định kéo ông ta ra khỏi cổng. Cha, con biết bây giờ Hoán Khê có tiền. Bây giờ cháu nó là người quản lý nghiệp đoàn Trung Y. Quyền lợi rất kinh khủng. Nếu như không có tiền cũng được, chỉ cần cho con một sản phẩm đã nghiên cứu được, vừa hay bọn con cũng sản xuất thuốc Trung Y. Còn không, cha cứ cho con 1 triệu. Tao không có tiền, Lâm Thanh Nguyên dứt khoát từ chối. Hoán Khê, con cũng không muốn nhìn thấy cha đi vào con đường cùng, đúng không? Lâm Hách Huy không muốn đi, ông ta mặt dày nhìn Lâm Hoán Khê cầu khẩn. Thứ nhất, tôi không nhận ông là cha tôi. Thứ hai, tôi không có trách nhiệm phải cho ông mượn 100 vạn. Tôi là người quản lý nghiệp đoàn Trung Y nhưng không có quyền lợi vô điều kiện chuyển giao các hạng mục nghiên cứu cho người khác. Thứ ba, chuyện ông đi vào đường cùng hay không tuyệt đối không có quan hệ gì với tôi. Giọng nói của Lâm Hoán Khê lạnh như băng giá khi nói 3 điều đó, nhưng câu nói cuối cùng của nàng thì thực sự tàn nhẫn, dứt khoát, nếu như ông còn không mau rời khỏi đây, tôi sẽ báo cảnh sát. Người phụ nữ bên cạnh liên tục cười gằn, bà ta châm chọc, Lâm Hách Huy, đây là người cha tốt của anh hả? Đây là con gái ngoan của anh hả? Tôi lại cảm thấy đáng thương thay cho anh. Không phải hàng ngày anh thường than ngắn thở dài nói mình nợ bọn họ rất nhiều sao? Nhưng hình như người ta lại không coi anh vào mắt thì phải. Tôi rất nghi ngờ, nếu như hôm nay anh không quay về đây thì có lẽ sẽ không có ai nhớ rằng trên đời này còn có một người là anh. Cô câm miệng cho tôi, Lâm Thanh Nguyên tức giận quát mắng người phụ nữ kia, cô là ai? Chuyện của Lâm gia chúng tôi làm gì có chỗ cho cô xen vào. Hãy mau cút. Ôi chao. Tính tình của ông nóng nảy quá, người phụ nữ ra vẻ sợ hãi nói, Hách Huy, anh còn chờ cái gì? Sao anh không đuổi tất cả đi cho tôi? Đáng cười thật, nó có tư cách gì mà đuổi chúng tôi ra ngoài? Lâm Thanh Nguyên tức giận cười gằn nói, hai người mau cút đi. Đừng để tao lấy chổi quét nhà đánh đuổi đi.
Lâm Hách Huy nhìn Lâm Thanh Nguyên nói vẻ khó xử, cha, ngôi nhà này là mang tên của con. Khi ấy cha mua làm quà cưới cho con nên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng mang tên con. Lâm Thanh Nguyên há hốc mồm, không nói được câu nào. Ông vẫn có cảm giác rằng tuy con trai của mình có đa tình nhưng về mặt tình cảm vẫn là người có trách nhiệm. Dù gì con ông cũng là người đã trải qua giáo dục cao đẳng, cũng coi như là một tri thức của xã hội. Thế nhưng ngay khi con trai của mình biểu hiện ra bộ mặt lưu manh đã khiến cho Lâm Thanh Nguyên chấn động. Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ những tri thức lưu manh. Một người con do chính tay ông nuôi dưỡng thành người lại dở thủ đoạn lưu manh buộc ông trả lại nhà ở. Trên đời này còn có chuyện nào khiến con người ta thương tâm tới chết cả cõi lòng hơn chuyện này không? Cha, cha đừng tức giận, dù gì Lâm Hách Huy cũng chưa mất hết lương tâm. Ông ta biết những chuyện mình làm hôm nay quả thực khiến trời không tha, đất không dung. Con hoàn toàn không có ý quay về đòi nhà, con cũng thực sự không muốn đuổi mọi người ra ngoài. Con thực sự đang rất cần tiền làm ăn. Nếu mọi người có thể cho con mượn đủ 1 triệu, chuyện này coi như xong. Nếu như mọi người không cho con vay đủ 1 triệu, con sẽ mang giấy sở hữu đi vay tiền ngân hàng. Thật ra hôm nay con quay về cũng chỉ là muốn thương lượng với mọi người. Xúc sinh Tần Tranh đập tay vào xe lăn quát, ông vốn luôn có nguyên tắc không xen vào chuyện của người khác, từ đầu tới giờ vẫn thờ ơ lạnh nhạt không nói câu nào. Chuyện này dù là đồng ý hay từ chối đều là do hai ông cháu họ Lâm quy định. Thế nhưng Tình Tình cương trực coi trọng chữ hiếu của Tần Tranh khi chứng kiến cha ép buộc con gái cho mình vay tiền, còn ép buộc cha mình phải giao nhà. Một chuyện vô luân thường đạo lý xảy ra trước má khiến Tần Tranh không thể nhẫn nhịn được nữa. Lão già bất tử gian xảo, lão cho rằng lão là người bất tử sao? Người phụ nữ nói chuyện với Lâm Thanh Nguyên rất khách khí bởi vì bà ta biết ông là người rất sức nặng. Khi nói chuyện với Lâm Thanh Nguyên vẫn chừa lại 3 phần con đường sống vì bà ta biết mình có chuyện cần phải cầu người, nhưng với một người không quen biết như Tần Tranh thì thái độ nói chuyện không chút nể nang. Bà ta không biết rằng những lời bà ta vừa nói đã chọc tức một người đàn ông khác. Chương 689, đoạn tuyệt quan hệ cha con. Hãy xin lỗi, Lâm Hoán Khê giận dữ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nói. Lâm Hách Huy, đây là người phụ nữ mày muốn sao? Đây là người phụ nữ mày muốn sao? Nó có khác gì với loại gái giang hồ đê tiện không? Lâm Thanh Nguyên chỉ vào mặt Lâm Hách Huy quát mắng. Mày đã đọc sách bao nhiêu năm, chữ mày đọc bao nhiêu năm vứt đi đâu cả rồi? Tại sao mày lại mang một đứa con gái giang hồ về cái nhà này, mày không biết xấu hổ sao? Mày không sợ người khác thấy thì sẽ chê cười sao? Nó có chỗ nào để so sánh được với mẹ của Hoán Khê không? Nó không xứng để xách dép cho người khác. Tôi là gái giang hồ đê tiện vậy mà con trai của ông lại mặt dày đi theo tôi, anh ta là cái gì? Tôi sinh con cho anh ta, trong người của con tôi có chảy dòng máu của Lâm gia ông, nó là cái gì? Cô còn có con, Lâm Thanh Nguyên ngạc nhiên hỏi. Lâm Hách Huy vốn tưởng cha mình sốt ruột vì có cháu trai thì cơ hội nói chuyện sẽ thay đổi. Nói không chừng ông sẽ vì người cháu của mình mà cho 1 triệu để lấp lỗ hổng tài chính của mình, nên Lâm Hách Huy cười nói, đúng vậy cha, hơn 1 tuổi rồi. Cháu rất khỏe mạnh, kháu khỉnh, con vốn định gọi điện thoại báo tin mừng cho cha nhưng cha không nhận điện thoại. Hôm nay cháu lại ngủ, nếu không con đã đưa tới đây cho cha gặp mặt. Không cần, tao chỉ có một mình Hoán Khê là cháu gái, tao không còn cháu nào hết, Lâm Thanh Nguyên từ chối thẳng thừng. Cha, tao đã không coi người phụ nữ này là một người vợ của Lâm gia thì tao cũng không nhận đứa con do cô ta sinh ra là cháu của Lâm Thanh Nguyên này. Lâm Thanh Nguyên cắt ngang lời của Lâm Hách Huy. Hãy bảo cô ta xin lỗi ông Tần, nếu cô ta không nói, hôm nay tao nhất định sẽ liều mạng với cô ta. Tôi vẫn còn chưa đuổi ông ra khỏi cửa, ông còn liều mạng với tôi cái nỗi gì? Người phụ nữ khinh thường nói, giấy chứng nhận quyền sử dụng mang tên Lâm Hách Huy. Tôi là vợ trên pháp luật của Lâm Hách Huy, vì vậy ngôi nhà này tôi cũng có 1/2 quyền lợi. Dù các người không coi tôi ra gì nhưng vì tôi nể mặt mũi Hách Huy nên mới không đẩy chuyện này tới mức tuyệt tình. Lão già này là ai hả? Lão ta dựa vào cái gì mà mắng Hách Huy của tôi là xúc sinh? Tôi mắng lão là lão già bất tử chính là đã ăn nói có chừng mực. Dù tôi có để xe lăn tống lão ra ngoài cũng không ai nói gì được tôi. Tại sao bà vẫn không thử xem? Tần Lạc cười nói. Đột nhiên ở phía sau xuất hiện một người. Người phụ nữ vội vàng trốn sang cạnh như nhìn thấy quỷ. Tới khi bà ta nhìn thấy rõ người, Tần Lạc mới hỏi, cậu là ai? Tôi là chồng chưa cưới của Hoán Khê. Là cháu rể của Lâm gia, cũng là cháu nội của lão già mà cô vừa nói, Tần Lạc âm trầm chỉ vào Tần Tranh nói. Người phụ nữ chợt hiểu, bà ta nói, ồ, tôi hiểu rồi.
thì ra là một con chó chui gầm chạn mang theo một lão già tới nhà phụ nữ ăn bám. Lâm Hách Huy, anh hãy nhìn xem đây chính là con rể của anh này. Lâm Hách Huy quan sát Tần Lạc từ đầu tới cuối. Không biết ông ta đang suy nghĩ điều gì. Tần Lạc, sao cháu đã quay về vậy? Lâm Thanh Nguyên nhìn thấy Tần Lạc đi vào thì vô cùng mừng vui. Từ nãy tới giờ Tần Lạc vẫn đứng như một bóng ma ở cổng nhưng ông bị đôi nam nữ này làm tức giận nên đã không phát hiện ra Tần Lạc đã quay về. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy vẫn cần một người đàn ông đứng ra gánh chịu trách nhiệm. Lâm Thanh Nguyên ông chỉ là một ông già, Lâm Hoán Khê lại không khéo ăn nói, nàng thực sự không phải là đối thủ của người phụ nữ lang loàn này. Anh đã về, Lâm Hoán Khê nói, không cần biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần nhìn thấy Tần Lạc đột nhiên xuất hiện trước mắt mình như này đã khiến tâm tình của Lâm Hoán Khê tốt hơn rất nhiều. Sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn của nàng đột nhiên trùng xuống, giống như câu chuyện đau đầu này không còn gì ghê gớm với nàng nữa. Tần Lạc gật đầu, hắn đi tới nắm tay Lâm Hoán Khê. Cha, cuối cùng cha đã quay về, con cuối cùng có thể thả cục tức trong bụng ra rồi. Hai người này là người xấu, bọn họ bắt nạt mẹ, ức hiếp Lâm Gia Gia, ức hiếp Tần Gia Gia. Lại còn ức hiếp con. Cha, cha hãy đuổi bọn họ đi thôi. Bối bối lại bắt đầu phát huy phong cách tố cáo của mình, chỉ vào người Lâm Hách Huy và người phụ nữ nói. Được, bối bối ngoan. Tần Lạc nhéo vào gương mặt bầu bĩnh của bối bối, gật đầu đồng ý. Hắn đã đứng ngoài cửa nghe được nửa câu chuyện nhưng không thấy ai ức hiếp bối bối. Làm gì có người lớn nào lại đi bắt nạt một cô bé con xấu xa đâu. Em nghĩ thế nào? Tần Lạc nhìn Lâm Hoán Khê hỏi. Cho tới tận lúc này Tần Lạc vẫn muốn hỏi ý kiến Lâm Hoán Khê. Không phải vì bất kỳ điều gì khác, chỉ vì người này là cha của Lâm Hoán Khê. Nghe theo lời anh Lâm Hoán Khê nói, sau đó nàng chỉ vào người phụ nữ kia bổ sung thêm một câu, hãy bắt bà ta xin lỗi ông. Người Lâm Hoán Khê gọi là ông đây chính là Tần Tranh. Nàng thực sự rất khâm phục nhân phẩm và tính cách của Tần Tranh. Nàng coi Tần Tranh cũng như chính ông của mình. Người phụ nữ kia đã mở miệng xúc phạm ông khiến nàng vẫn canh cánh trong lòng. Mới rồi nàng đã chuẩn bị chiến với người phụ nữ đó. Cũng may là Tần Lạc đã kịp thời quay về nếu không sẽ phá hủy hình tượng thục nữ của nàng. Tần Lạc hiểu rõ, hắn gật đầu đi tới trước mặt Lâm Hách Huy nói, ông muốn 1 triệu. Đúng vậy, Lâm Hách Huy chăm chú nhìn Tần Lạc nói, nhìn cậu thấy quen quen. Thật vậy sao? Tần Lạc cười nói, có phải ông nhận ra tôi giống với ngôi sao nào đó không? Lâm Hách Huy cau mày, ông ta hơi tức giận trước vẻ đùa cợt lỗ mãng của Tần Lạc. Hắn nói câu đó chứng tỏ đã không tôn trọng ông ta. Một khi đã không tôn trọng ông ta, chứng tỏ không coi ông ta ra gì. Điều Lâm Hách Huy ghét nhất là bị người khác coi thường. Huống hồ gã thanh niên này lại là bạn trai của con gái ông ta. Không, Lâm Hách Huy nói, cậu sống ở đây. Đúng vậy, hơn 1 năm rồi, nói thật ngôi nhà này không tệ lắm, tôi không có ý định chuyển ra ngoài sống. Tôi càng không nghĩ tới việc chuyển bọn họ ra ngoài sống. Ông nói giá đi, ngôi nhà này giá bao nhiêu tiền? 3 triệu, Lâm Hách Huy nói. Mặc dù ngôi nhà này có một vị trí rất đẹp, hơn nữa lại là biệt thự biệt lập nhưng theo thời giá thị trường hiện nay, nhiều nhất cũng chỉ giá 1.200.000 tệ. Ông ta lập tức ra một cái giá 3 triệu trên trời chính là làm theo nguyên tắc những thương nhân muốn đẩy giá cao, giao tiền ngay. Quyết định Tần Lạc đồng ý ngay. Hắn nói không chần chừ một giây nào. Hai người bọn họ không giống như con rể và bố vợ mà giống như hai người đang làm ăn với nhau. Lâm Hách Huy thoáng hối hận là đã ra một cái giá thấp. Ông ta thực không ngờ con rể của mình lại là một người nhiều tiền, ông ta vốn chỉ tưởng hắn là người ăn bám. Một người trẻ tuổi lập tức đồng ý với cái giá 300 ngàn chứng tỏ bản thân là người có rất nhiều tiền. Cậu có 300 ngàn? Lâm Hách Huy nghi ngờ hỏi Tần Lạc, ánh mắt Lâm Hách Huy chăm chú nhìn đánh giá lại Tần Lạc. Tần Lạc mặc trường bào khiến ông ta không thể tìm ra điều gì. Nếu như Tần Lạc mặc Âu phục, ông ta có thể dựa vào chủng loại, chất liệu mà có thể phán đoán ra vài điều. Trên người Tần Lạc cũng không có trang sức gì đáng giá. Ngay cả trên cổ tay cũng không đeo đồng hồ. Lâm Hách Huy thoáng thất vọng, xem ra mình đã bị thằng nhãi này chơi rồi. Hãy cho tôi một tài khoản, ngày mai tiền sẽ được chuyển vào đó, Tần Lạc nói. Từ khi Khuynh Thành Quốc tế bắt đầu thu lợi nhuận, Lệ Khuynh Thành đã mở cho Tần Lạc một tài khoản. Lần nào tiền cũng được chuyển vào tài khoản này. Lần trước Lệ Khuynh Thành đã đọc cho Tần Lạc mấy con số nhưng Tần Lạc lại không chú tâm tới, hắn thậm chí còn chẳng cần tới ngân hàng kiểm tra lại. Việc tiêu thụ bột phấn Kim Dũng không ngừng tăng trưởng, việc hợp tác với bên quân đội cũng càng lúc càng tốt. Bên quân đội càng lúc càng muốn số lượng nhiều hơn,
việc hợp tác với nước ngoài cũng rất tổ. Lượng hàng hóa xuất khẩu rất lớn, thị trường đảo Đài Loan do Trần Tư Tuyền phụ trách thậm chí đã xuất hiện tình trạng cung không đủ cầu. Mỹ phẩm vốn là một ngành sản xuất thu lợi nhuận rất cao. Có thể nói đó chính là chất lỏng vàng đối với một số nhãn hiệu nổi tiếng toàn cầu. Bây giờ Tần Lạc cũng không biết bản thân mình có bao nhiêu tiền nhưng hắn biết mình có rất nhiều tiền. Nếu không hắn sẽ không khoe khang muốn mua ngôi nhà này. Tần Lạc gọi điện thoại cho Lệ Khuynh Thành, nàng nhất định sẽ dễ dàng giúp hắn làm chuyện này. 300.000 đối với 90% dân số Trung Quốc là chuyện rất khó với tới nhưng đối với Tần Lạc mà nói thì hoàn toàn lại không có gì khó khăn. Cậu đã quyết định? Lâm Hách Huy lo lắng hỏi. Tất cả ai cũng đều là người trưởng thành nên không cần phải chơi trò lừa gạt con trẻ nữa, đúng không? Ngày mai sẽ có luật sư tới đàm phán nội dung với ông. Ông chỉ cần sang tên ngôi nhà cho Hoán Khê, tiền sẽ có người chuyển vào tài khoản của ông. Tần Lạc cười nói. Được, tôi tin cậu một lần. Dù sao thì cậu có muốn lừa tôi thì đối với cậu cũng không có gì hay ho cả. Lâm Hách Huy nói. Ông ta rút trong túi ra một chiếc thẻ dạng danh thiếp nói, trên này có số tài khoản của công ty tôi. Cậu cứ trực tiếp gửi tiền vào đó là được. Tài khoản công ty thì có thể tránh thuế. Một khi sử dụng tài khoản cá nhân thì với 3 triệu này số tiền thuế phải nộp là rất lớn. Tần Lạc cầm lấy tờ danh thiếp, hắn nhìn lướt qua. Trên danh thiếp có ghi là công ty hữu hạn y dược Uy Lệ. Uy chính là tên của Lâm Hách Huy. Lệ này không biết có phải là tên của người phụ nữ này không? Lâm Hách Huy là chủ tịch của công ty. Xem ra công ty này do chính ông ta lập nên. Tần Lạc, không cần phải dùng nhiều tiền như vậy. Lâm Hoán Khê nói. 3 triệu này đủ cho chúng ta mua được 2 ngôi nhà như này. Chúng ta hãy chuyển nhà. Ngôi nhà này là của người ta. Cứ giao lại cho người ta đi. Tần Lạc nắm tay Lâm Hoán Khê cười nói, ông là người hoài cổ. Ông đã ở trong ngôi nhà này bao nhiêu năm, ông có thể dễ dàng bỏ ra đi sao? Hơn nữa ở đây rất gần với trường học của bối bối. Nếu chúng ta chuyển nhà cũng chưa chắc đã mua được nhà phù hợp. Hơn nữa 3 triệu này cũng không phải cho không bọn họ. Tần Lạc quay sang nhìn Lâm Hách Huy nói, tôi không nghĩ ông là kẻ điên, ông cũng đừng nghĩ tôi là đồ ngốc. Ngôi nhà này nhiều nhất cũng chỉ có giá 1 triệu, tôi đồng ý trả ông 3 triệu nhưng ông phải đồng ý với tôi một điều kiện. Nếu như ông đồng ý thì ông có 3 triệu, nếu như ông không đồng ý, chúng tôi sẽ chuyển nhà. Điều kiện gì? Lâm Hách Huy hỏi. Tôi không hy vọng ông xuất hiện trước mặt Hoán Khê, cũng không hy vọng ông xuất hiện trong ngôi nhà này. Tần Lạc cười tươi nói. Hắn đang bức bách Lâm Hách Huy đoạn tuyệt quan hệ cha con với Lâm Hoán Khê. Chương 690, không được bắt nạt người già. Khi Tần Lạc nói ra những lời đó, tất cả mọi người đã nhìn hắn với ánh mắt kỳ dị nhưng ngoại trừ một người, Lâm Hoán Khê. Tần Lạc, không được làm bậy, cháu không thể quyết định chuyện này được. Tần Tranh quát bảo Tần Lạc dừng lại. Ôi, chuyện này mọi người cứ tự mình quyết định đi. Lâm Thanh Nguyên thở dài, ông quay người đi vào trong nhà. Mối quan hệ giữa con trai của ông và cháu gái ruột thịt yêu quý rạn nứt, ông bị mắc kẹt ở giữa, lâm vào thế bí. Ông không thích người con trai này. Ông cực kỳ thất vọng với con trai mình. Thậm chí ông chỉ hận không thể nổi điên lên quất cho con mình mấy trăm roi nhưng nói thực nếu một khi đoạn tuyệt mối quan hệ này, ông cũng chẳng thấy thú vị gì cả. Cậu có ý gì vậy? Ánh mắt Lâm Hách Huy vô cùng sắc bén, khuôn mặt nho nhã cũng trở nên lạnh lùng. Chẳng lẽ cậu muốn dùng 200.000 này mua con gái của tôi sao? Nói ra thì có vẻ không thú vị lắm nhưng thực ra tôi có ý định đó. Tần Lạc gật đầu nói. Ánh mắt Lâm Hách Huy sáng quắc. Anh ta nhìn Tần Lạc. Tần Lạc cũng cười tủm tỉm nhìn ông ta. Tần Lạc đang chờ đợi câu trả lời của Lâm Hách Huy. Một câu trả lời vô cùng quan trọng. Hai người không nói thêm câu nào, cũng không nói với những người khác câu nào. Bầu không khí thoáng trở nên căng thẳng. Xung quanh chỉ còn ánh sáng của ngọn đèn trong nhà hắt ra cùng với tiếng nói chuyện xa xa cùng tiếng xe ô tô từ xa truyền tới. Người phụ nữ bên cạnh Lâm Hách Huy lại không kiên nhẫn nổi nữa rồi. Bà ta bấu vào eo của Lâm Hách Huy, véo liên tục 5 cái. Lâm Hách Huy do dự liếc nhìn Lâm Hoán Khê rồi sau đó ông ta cắn răng nói, để tôi đồng ý với yêu cầu của cậu cũng được. Tôi chỉ cần 5 triệu. Ồ, Tần Lạc không vì Lâm Hách Huy đồng ý với mình mà vui vẻ, ngược lại hắn còn thầm thở dài trong lòng. Tần Lạc quay người nhìn Lâm Hoán Khê nói, em cứ vào nhà trước. Chuyện này tới đây giao cho anh giải quyết là được, đồng ý không? Lâm Hoán Khê gật đầu. Nàng cũng không liếc mắt nhìn người đàn ông được gọi là cha của mình, nàng nắm tay bối bối đi vào trong nhà. Giây phút này nàng hoàn toàn hết hy vọng. Mẹ không nên tức giận,
cha của con không tốt với con nên con đã thay đổi cha một lần. Mẹ cũng có thể thay đổi cha mà. Bối Bối cảm giác tâm trạng thương tâm của Lâm Hoán Khê, giọng nói non nớt như chim non của cô bé vang lên an ủi Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê nhếch miệng cười nói, mẹ không cần cha. Mẹ chỉ cần Bối Bối là con gái của mẹ. Bối Bối chăm chú suy nghĩ một lát rồi sau đó cô bé gật đầu vẻ nghiêm túc, bím tóc nhỏ của cô bé cũng tung bay theo, ù, Bối Bối còn đáng yêu hơn cha. Nghe hai người một lớn một nhỏ nói chuyện với nhau một cách thú vị, tâm trạng của Tần Lạc thoải mái hơn nhiều. Tóm lại con người không nên tức giận vì một đồ rác rưởi bời vì khi đó sẽ là một chuyện ngu ngốc, lãng phí nhất thế gian. 5 triệu rất cao, Tần Lạc nói. 5 triệu không bớt một xu, Lâm Hách Huy nhất quyết. 2 triệu, tôi cũng nhất định không chi thêm, Tần Lạc cũng cười nói. Hai người đàn ông này, một người là cha của Lâm Hoán Khê, một người là chồng chưa cưới của nàng nhưng bọn họ lại đang vì Lâm Hoán Khê và xảy ra tranh chấp, mua bán. Cái gì? Người phụ nữ kia lên tiếng. Mới rồi vẫn còn 3 triệu, tại sao bây giờ chỉ còn 2 triệu? Đây là cách làm ăn của cậu sao? Tại sao lại trả giá càng lúc càng ít? Những người phụ nữ như bà ta chỉ có trí tuệ rất nhỏ, không bao giờ có trí tuệ lớn. Khi bà ta chưa nói câu nào người ta còn không biết là bà ta không biết gì, một khi nói ra thì lập tức chứng tỏ bà ta là người ngu ngốc. Ngôi nhà này trị giá hơn 1 triệu, tôi trả cho hai người nhiều hơn 1 triệu, hai người còn không hài lòng sao? Tần Lạc cười hỏi. Thế nhưng cậu còn đặt điều kiện cho Hách Huy đoạn tuyệt quan hệ với con gái của anh ấy, chẳng lẽ không bồi thường tổn thất sao? Người phụ nữ tức giận nói. Dù tôi không cho hai người 1 triệu này, hai người nghĩ anh ta có thể đoàn tụ với Hoán Khê sao? Tần Lạc cười hỏi, từ khi Lâm Hách Huy nêu cái giá 5 triệu, ông ta đã là người thất bại, không có tư cách cò kè mặc cả. Không được, chúng ta không nói chuyện nữa, người phụ nữ nói. Tùy bà, Tần Lạc nói, nếu như bà tình nguyện bán cho người khác 1 triệu thì đó chính là chuyện của bà. Trừ tôi ra sẽ không có ai tình nguyện trả thêm cho ông bà 1 triệu nữa để cắt đứt quan hệ với con gái. Bà cứ suy nghĩ đi, nếu hai người không đồng ý, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho người tới giúp chuyển nhà. Lâm Hách Huy phát hiện ra gã thanh niên này rất lưu manh. Người nói mà không giữ lời, âm hiểm, lật lọng, xảo trá chính là kẻ tiểu nhân, là đồ rác rưởi. Người như vậy xứng đáng bị sét đánh chết, bị người đời nguyền rủa. Lâm Hách Huy nhìn người phụ nữ, sắc mặt người phụ nữ cũng âm trầm, ánh mắt bất định. Xem ra hai người không hài lòng với giá này, Tần Lạc nói. Thế này đi, tôi sẽ gọi điện cho người ta tới chuyển nhà. Hai người có thể tìm người tới xem nà. Nếu như hai người tạm thời không thiếu tiền, hãy chờ một thời gian nữa hãy bán. Nói không chừng mấy năm sau có thể bán được 2 triệu đó. Hay là, chúng ta hãy bình tĩnh thương thảo giá cả một chút, người phụ nữ cười lấy lòng. 3 triệu, giá cuối, thế nào? Tôi nói rồi, chỉ 2 triệu, một xu cũng không hơn, Tần Lạc nói, tôi không bao giờ dễ dàng thay đổi quyết định của mình. Người phụ nữ chỉ muốn nhảy lên chửi Tần Lạc là đồ chó má. Lúc trước thằng khốn nạn này đã đề nghị giá bán 3 triệu, sao chỉ trong nháy mắt nó lại đổi giá xuống còn có 2 triệu. Nếu như đàn ông còn chưa có tên gọi là tiện nam, bà ta thật sự không còn nghĩ ra một cái tên nào phù hợp với gã này hơn. Được rồi, 2 triệu mặc dù Lâm Hách Huy vô cùng uất nghẹn cùng tức giận nhưng ông ta chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Nếu như ông ta không thiếu tiền, ông ta có bất ngờ tới đây muốn đòi nhà không? Xem ra gã này đã hiểu rõ điều này nên nó mới không chùn bước. Hơn nữa 2 triệu chính là gấp đôi của 1 triệu. Vốn thua lỗ của công ty có thể được lấp đầy, hơn nữa còn thừa ra 1 triệu. Nếu như ông ta không có tiền, công ty chỉ còn mỗi cách đóng cửa. Tôi vào viết bản hợp đồng, ông hãy ký tên vào. Ngày mai chúng ta sẽ tiến hành làm thủ tục sang nhượng, thế nào? Tần Lạc hỏi. Tôi không có ý kiến gì, Lâm Hách Huy muốn đi cùng với Tần Lạc vào trong phòng khách. Ông cứ ở bên ngoài chờ đi, Tần Lạc nhìn Lâm Hách Huy nói. Cậu, Lâm Hách Huy thầm nổi giận, anh ta thầm nghĩ, nếu như năm đó bản thân mình có mặt ở nhà, thằng nhãi này làm gì có cơ hội bước chân vào nhà để giờ lên mặt vênh vênh váo váo. Thế nhưng hôm nay ông ta đang đứng dưới mái hiên người khác nên không thể không cúi đầu. Ông ta chỉ sợ Tần Lạc tức giận hạ giá mua xuống còn 1 triệu. Khi đó ông ta có nên bán không? Tần Lạc nhanh chóng viết ra 2 bản hợp đồng. Sau khi hắn đưa cho Lâm Hách Huy ký tên vào thì nói, ngày mai có thể tiến hành sang nhượng, tôi sẽ bảo luật sư gọi điện cho ông. Tốt, người phụ nữ nói, cô ta cầm tờ hợp đồng cất vào người giống như một báu vật vậy. Bây giờ chúng tôi về, chờ điện thoại của cậu.
Ai nói là bà có thể đi? Đột nhiên nụ cười của Tần Lạc biến mất, hắn nói. Còn chuyện gì nữa sao? Người phụ nữ không hiểu bèn hỏi. Bà ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào hai mắt Tần Lạc. Rõ ràng đôi mắt này lúc trước rất hiền từ, hiền lành. Bà vẫn chưa xin lỗi ông ấy. Tần Lạc chỉ vào Tần Tranh nói. Cậu, người phụ nữ đã thực sự không chịu được tính cách âm hiểm, khó lường của Tần Lạc, bà ta không cần che giấu tính cách nữa, bản tính mạnh mẽ lại bộc phát, bà ta chỉ tay vào Tần Lạc nói, tại sao tôi phải xin lỗi ông ta? Ông ta mắng chồng tôi là súc sinh, tại sao ông ta không xin lỗi chồng tôi trước? Ông ấy không nói gì sai thì xin lỗi gì? Tần Lạc ngạc nhiên hỏi. Tôi cũng không nói bất kỳ điều gì sai, tôi cũng không cần xin lỗi, người phụ nữ nói. Dù sao trong tay bà ta đã có bản hợp đồng nên không sợ gã này hủy bỏ làm ăn. Hơn nữa một khi hủy bỏ hợp đồng là phải bồi thường tiền cho đối phương gấp 2 lần. Khi đó 2 triệu sẽ trở thành 4 triệu. Cho dù công ty có đóng cửa, bà ta không cần lo chuyện cơm áo gạo tiền nữa rồi. Vậy là bà muốn bắt nạt người hả? Tần Lạc tức giận nói. Lâm Hách Huy và người phụ nữ nhìn nhau, cả hai chỉ hận không thể phun máu tươi ra. Rốt cuộc ai đang ức hiếp ai đây? Mặc dù tôi và ông tôi từ bên ngoài tới ở đây nhưng cũng không thể để người khác coi thường. Nếu như bà xin lỗi, ông nội tôi chấp nhận, mọi chuyện coi như xong. Nếu như bà không xin lỗi, tôi sẽ không ngại dùng chút thủ đoạn trả thù, Tần Lạc nói vẻ oai phong lẫm liệt. Tôi thật sự muốn xem cậu sẽ trả thù tôi như thế nào. Cậu có tin là tôi sẽ hô lên là lưu manh không? Người phụ nữ cười nhạt nói. Nói về thủ đoạn âm hiểm. Bà ta tin tưởng rằng bản thân mình hoàn toàn không kém hơn so với bất kỳ ai khác. Xem ra bà đã nghĩ chúng tôi là những người thật thà, Tần Lạc nói. Từ tay hắn bắn ra một viên thuốc màu trắng đã chuẩn bị trước. Viên thuốc bay tới đập vào tay người phụ nữ vỡ tan. Từ bên trong bột phấn màu trắng bắn ra rơi xuống tay người phụ nữ. Đây là cái gì vậy hả? Người phụ nữ nhìn bột phấn màu trắng hỏi. Tôi khuyên bà không nên động vào nó, Tần Lạc nói. Tôi động vào nó thì sao hả? Cậu vứt đồ bẩn thỉu lên người tôi, lại còn không cho tôi, à. Người phụ nữ vừa nói vừa không kìm lòng được, giơ tay vuốt chất bột trứng đó, nhưng ngay khi đó bà ta phát hiện ra da tay mình rất ngứa, bà ta chỉ hận không thể cắt khối da thịt đó đi. Lập tức mấy tiếng thét chói tai vang lên. Ngứa à, à ngứa quá. Ôi, ngứa, chết mất, người phụ nữ vừa gãi vừa gào lên. Giọng nói thê thảm, giống như dã quỷ tới từ địa ngục vậy. Ngay cả Lâm Thanh Nguyên và Bối Bối đã đi vào trong nhà cũng đi ra cửa nhìn, nhưng Lâm Hoán Khê thì không. Có chuyện gì vậy, Tô Lệ, em làm sao vậy? Tại sao em lại ngứa như vậy hả? Ngứa chỗ nào? Ôi, rách ra rồi. Em không được gãi nữa, nhiễm trùng đó, Lâm Hách Huy ở bên cạnh sốt ruột nói. Lần này Tần Lạc lại dùng bột phấn ngứa mà lần trước hắn đã dùng đối phó với Tần Giật. Khi đó hắn đã phát hiện ra bột phấn ngứa cực kỳ có hiệu quả để đối phó với những kẻ ác. Tội phạm không thể tha thứ, vì vậy hắn đã lại tiếp tục cải tiến, biến nó thành một viên thuốc có thể cầm trong tay. Theo như Tần Lạc nhận định, người phụ nữ này, không nghi ngờ gì nữa chính là một kẻ ác. Ngứa quá, tôi van cậu, hãy bỏ qua cho tôi. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi đánh chết, tôi đê tiện, tôi là súc sinh, tôi mới là súc sinh. Người phụ nữ vừa gãi tới tuét cả da thịt, máu thịt lẫn lộn vừa cầu xin Tần Lạc tha thứ cho mình. Chương 691 lại phải diễn vai nam chính. Rất nhiều lần Tần Lạc đều nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề như thế này, tại sao lại có những người có thể ngu ngốc đến độ thế được chứ? Dĩ nhiên là hắn chẳng bao giờ nhận được đáp án cả, bởi vì mỗi một tên ngốc lại ngốc đến khác người. Nếu có 1.000 tên ngốc thì phải có đến 1.001 phương thức ngốc nghếch khác nhau. Cho dù bà ta có kêu gào thảm thiết cầu xin tha thứ thì Tần Lạc vẫn thờ ơ như không. Nếu nói lời xin lỗi mà hữu dụng thì những kẻ giết người sẽ đầy rẫy trên thế giới này. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Rốt cuộc là xảy chuyện gì vậy? Lâm Hách Huy vội vã xông lên trước mặt Tần Lạc như muốn quyết đấu đến nơi. Mày mau làm ngưng ngứa lại cho cô ấy, mau làm ngưng ngứa lại cho cô ấy. Nếu không tao sẽ gọi cảnh sát, tao sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ. Tần Lạc cười nhạt nói, ông có thể thử đi, tôi sẽ đợi đến khi cảnh sát đến. Ngón tay của hắn chỉ vào mu bàn tay của người phụ nữ nói, chỗ da kia chắc chắn sẽ không còn nữa. Không những thế, không phải chỉ bỏ chỗ da đó đi là không sao đâu. Loại ngứa này sẽ từ ngoài vào trong, ngứa đến tận xương tủy. Bà ấy sẽ không thể cắt luôn cả xương của mình đi chứ. Mày là đồ cầm thú. Sao con gái tao lại có thể thích một loại người đến cầm thú cũng không bằng như mày chứ?
Lâm Hách Huy chửi ầm lên. Tần Lạc lạnh lùng nhìn ông ta, nói, nếu ông quả là coi Hoán Khê là con gái của mình, thì cũng không làm một việc không có suy nghĩ, mặt dày như thế. Đủ rồi, Tần Tranh hét lên, người mà không tự yêu bản thân mình thì tất yếu sẽ bị người khác khinh thường. Tần Lạc, đưa thuốc giải cho cô ta. Tần Lạc đi đến trước mặt Tần Tranh rồi cúi người xuống, giơ tay ra nhẹ nhàng xoa xoa lấy đầu gối của ông, cười nói, nếu bà ta chửi cháu mà ông nói bỏ đi, thì cháu cũng thôi. Nhưng bà ta lại chửi ông, thì dù ông có nói bỏ đi, cũng không thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy được. Mày rốt cuộc là muốn gì? Lâm Hách Huy bấm số gọi cho cảnh sát rồi, nhưng lại do dự xem có nên gọi hay không. Ông quên không gọi cho cảnh sát rồi à? Tần Lạc chỉ vào chiếc điện thoại trong tay ông ta nói. Đừng gọi cảnh sát, đừng gọi cảnh sát. Người phụ nữ chạy đến cướp lấy chiếc di động trên tay của Lâm Hách Huy, rồi gào khóc lên với Tần Lạc, chúng tôi không báo cảnh sát. Tôi xin cậu, hãy cho tôi thuốc giải đi, tôi sắp chết đến nơi rồi. Tôi không muốn chết. Nói dứt lời bà ta liền tát thẳng vào mặt mình một cái đánh bốp. Khuôn mặt trắng nõn nà của bà ta ngay lập tức xuất hiện một vệt tay màu đỏ thẫm. Vệt máu ở tay in lên trên đó cứ như là vừa đánh một cái mà đã bong chóc hết cả da thịt vậy. Tôi đáng chết, tôi là súc sinh. Bốp! Lại thêm một cái bạt tai nữa. Tôi đáng chết, tôi là súc sinh. Bốp! Mỗi một lần bà ta tát lên mặt mình thì lại nói là mình đáng chết, mình là súc sinh. Chưa đến một phút mà bà ta đã dùng hai tay thay phiên nhau tát lên mặt mình mười mấy cái. Hai má sưng đỏ, khóe miệng rớm máu. Bà ta đúng là không thể chịu đựng được sự trừng phạt này nữa rồi. Cứ đánh thế này lại cảm thấy tay mình không còn ngứa như trước nữa. Cứ như là con ngứa đó thay đổi vị trí vậy, chạy hết lên trên mặt, chuyển ngứa thành đau. Vì thế nên bà ta lại càng đánh hăng hơn. Lâm Hoán Khê bước vào bên trong sau đó lại bước ra ngoài nói với Tần Lạc, bối bối sợ máu. Tần Lạc hiểu ý nàng muốn gì, liền rút từ trong túi ra một viên thuốc, nói, ăn đi. Người phụ nữ cầm lấy viên thuốc, nhét thẳng vào miệng cùng với bàn tay nhuốm máu của mình. Sau đó lăn ra đất khóc tu tu, nhìn tội nghiệp vô cùng. Lâm Hách Huy mặt mày xám xịt đứng ở đó, cũng không bước tới an ủi vợ của mình, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, không biết là ông ta đang nghĩ cái gì nữa. Cơm chín chưa vậy, Tần Lạc hỏi, hắn chẳng có chút gì gọi là để tâm tới ánh mắt căm hận của Lâm Hách Huy cả. Chín rồi, Lâm Hoán Khê gật đầu đáp. Vậy thì chúng ta ăn cơm đi, Tần Lạc nói, hắn quay ra nói với Lâm Hách Huy, tôi nghĩ là hai người chắc không có nhã hứng ở lại dùng cơm đâu, phải không? Nếu không có chuyện gì nữa thì hai người có thể về trước được rồi đấy. Ngày mai luật sư sẽ gọi điện cho hai người. Tất nhiên, hai người cũng có thể vì báo ơn tôi mà từ chối bán căn nhà này. Sự việc không thể cứ thế mà cho xong thôi đâu. Lâm Hách Huy đỡ vợ dậy, trong lúc rời đi thì lên tiếng với giọng uy hiếp. Tần Lạc không đáp lại. Hắn thấy chẳng cần thiết. Đợi đến khi bọn họ đi xa rồi, Tần Lạc liền cầm lấy tay Lâm Hoán Khê hỏi, em có trách anh không? Lâm Hoán Khê lắc đầu. Nếu ông ta vừa rồi từ chối cái giá mà anh đưa ra, thì anh sẽ giúp ông ấy vượt qua cửa ải kinh tế khó khăn, còn vun vén cho cha con em đoàn tụ với nhau nữa. Em biết, Lâm Hoán Khê cắt lời Tần Lạc, nói, em chẳng còn một chút hy vọng nào nữa. Ông ấy đối với em mà nói cũng chỉ như là một người qua đường mà thôi. Nàng biết Tần Lạc ra giá 30 triệu nhân dân tệ để ông ta và mình cắt đứt quan hệ cha con cũng chỉ là muốn dò xét, thử thách mà thôi. Nếu ông tức giận mà từ chối, thì có lẽ Tần Lạc sẽ còn một chút tôn trọng đối với ông ấy. Nhưng ông ấy lại không làm vậy, mà lại thét cái giá là 50 triệu. Ông ta làm như vậy, chứng tỏ trong lòng ông ta chẳng có chỗ cho cô con gái này. Tần Lạc tức giận vì ông ta bạc tình bạc nghĩa với chính con ruột của mình, cũng tức giận vì người phụ nữ đó nhục mạ ông mình, vì vậy nên mới dùng thủ đoạn độc ác đến thế để đối phó với bà ta. Em còn có ông, có bối bối mà. Tần Lạc nắm chặt tay Lâm Hoán Khê nói, và còn có cả anh nữa. Về ăn cơm thôi, không nguội mất, Lâm Hoán Khê cười nói. Đi thôi, Tần Lạc nắm tay nàng dắt đi. Khi đi đến trước mặt Lâm Thanh Nguyên, Tần Lạc liền nói, Lâm ra ra, hy vọng ông không trách cháu. Ông không trách cháu, Lâm Thanh Nguyên âm trầm nói, đúng là chuyện nhà bất hạnh. Nó nên nhận được một sự trừng phạt, còn về phần người đàn bà đó. Lâm Thanh Nguyên cười lớn nói. Cháu đã làm một việc mà từ rất nhiều năm trước ông đã muốn làm. Năm đó cô ta đến đây làm ầm ĩ lên thì ông đã muốn cho nó vài cái bạt tai rồi. Cháu nói xem trên đời này sao lại có một người phụ nữ như vậy chứ?
cháu cũng không hiểu nổi. Tần Lạc cười nói, hắn xả tức giúp cho Lâm Hoán Khê và Tần Tranh nhưng chỉ sợ Lâm Thanh Nguyên buồn mà thôi. Vì dù gì thì người đàn ông đó cũng là con trai của ông, người đàn bà đó lại là con dâu của ông. Nhưng khi thấy ông chẳng có chút gì gọi là quan tâm cả thì hắn nghĩ thầm có lẽ sau khi trải qua sự việc này chắc ông cũng không mong mỏi gì vào cậu con trai đó của mình nữa cũng nên. Không nói đến chuyện ông ta quay về đuổi cha mình ra khỏi nhà, mà chỉ nói cái kiểu uy hiếp con gái để đòi tiền, rồi coi con mình như một món đồ đem ra bán, thì đã đủ biết ông ta không đủ tư cách để làm một người cha rồi. Vì đêm qua Tần Lạc và Lâm Hoán Khê làm một lúc hai trận liền, sau đó còn ôm nàng vào lòng nói chuyện đến giữa đêm nên sáng ra dậy muộn hơn ngày thường rất nhiều. Sau khi duỗi lưng một cái thì cảm thấy thân người đau nhức, yếu ớt hơn bao nhiêu. Điều này khiến cho Tần Lạc có cảm giác khủng hoảng. Hắn chuẩn bị phải khôi phục lại cái thói quen luyện tập buổi sớm đã bị bỏ bê từ lâu. Giai nhân trong vòng tay đã sớm mất tăm mất tích, nhớ lại sự điên cuồng và chủ động của nàng đêm qua, thì Tần Lạc cũng không hề có cảm giác vui mừng gì cả, mà ngược lại, hắn có cảm giác lo lắng. Lâm Hoán Khê ngoài mặt thì không nói gì, nhưng trong lòng thì cảm thấy buồn rầu vô cùng vì thấy cha mình đã hoàn toàn vứt bỏ bản thân. Xem ra mình phải tìm thêm thời gian ở bên nàng mới được. Tần Lạc không muốn để việc này kéo dài quá lâu thì càng trở thành gánh nặng tình cảm cho Lâm Hoán Khê hơn. Hắn nhảy từ trên giường xuống, sau đó bấm số gọi điện cho Lệ Khuynh Thành. Hắn vừa định mở miệng lên tiếng thì từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói đầy quyến rũ, mời gọi, xin chào. Chúng tôi là nơi phục vụ gia nhân cấp quốc tế, xin hỏi tiên sinh cần gì? Cái gì? Tần Lạc ngẩn người ra, gọi nhầm số rồi sao? Chỗ chúng tôi có học sinh, công nhân viên chức, người mẫu, tiếp viên hàng không, minh tinh màn bạc, còn có cả công nhân nữa. Xin hỏi tiên sinh thích loại hình nào vậy? Nếu anh có yêu cầu về bộ ngực to nhỏ của bọn họ, thì có thể cung cấp cho chúng tôi dữ liệu kỹ càng hơn, để chúng tôi có thể sắp xếp cho anh người phù hợp nhất. Tần Lạc đang chuẩn bị ngắt điện thoại. Nếu tiên sinh không hài lòng, thì chúng tôi còn có người mẫu chân dài và bà chủ mỹ viện nữa. Chọn bà chủ mỹ viện xin nhấn phím 1. Chọn người mẫu chân dài thì xin hãy hét vào điện thoại, Trần Tư Tuyền, anh yêu em. Từ đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói hờn dỗi, đồ yêu tinh chết tiệt này, cậu lại đùa giỡn Tần Lạc rồi à? Cậu đùa anh ấy rồi còn kéo mình vào làm gì thế? Tiếp đó, điện thoại lại rơi vào tay Trần Tư Tuyền, Tần Lạc, sao anh lại nghĩ ra là gọi điện đến đây thế? Ha ha, em vẫn chưa về à? Tần Lạc cười hỏi. Sao thế? Em đến Yến Kinh anh đã không đi chơi với em thì thôi, lại còn ngóng em về à? Trần Tư Tuyền giả bộ giận dỗi nói. Ồ, không đâu, Tần Lạc vội vàng giải thích, gần đây anh có chút việc bận nên không đi tìm hai em. Anh cứ nghĩ em đã về rồi cơ. Hứ, đúng là không có lương tâm, khi anh đến Đài Loan thì em tranh đoạt để đi chơi với anh. Vậy mà khi em đến Yến Kinh thì anh lại trốn mất tăm, không thấy bóng dáng đâu cả. Bây giờ anh đang ở đâu? Anh về Yến Kinh rồi, Tần Lạc nói, hay là thế này, bây giờ anh đến đó tìm hai người nhé. Cũng vừa lúc có việc muốn tìm Lệ Tổng Giám Đốc đây. Ái chà, anh khách khí quá, lại còn gọi Lệ Yêu Tinh là Lệ Tổng Giám Đốc nữa. Anh có tin là lát nữa anh đến đây cô ấy sẽ lột sạch áo quần anh ra không? Thôi được rồi, anh mau qua đây, chúng ta trưa nay hẹn gặp đạo diễn Kim Đức Thụy ăn cơm. Vừa đúng lúc có thể tụ họp bàn bạc với nhau một số việc. Trần Tư Tuyền nói, Kim Đức Thụy là đạo diễn kiêm quay phim cho quảng cáo kem dưỡng Kim Dũng. Vì nổi khắp cả nước, không những thế còn trở thành tâm điểm xã hội nữa, cho nên đạo diễn của nó là Kim Đức Thụy cũng ăn theo không kém. Hiện giờ ông ta đã là đạo diễn quảng cáo có giá cao nhất trong nước, thậm chí một số hãng quốc tế cũng tìm đến ông ta để quay quảng cáo nữa. Tần Lạc nghĩ Trần Tư Tuyền mãi không về Đài Loan, còn Lệ Khuynh Thành lại hẹn gặp Kim Đức Thụy vào lúc này thì nhất định là vì đợt quảng cáo tuyên truyền lần hai rồi. Đột nhiên trong lòng hắn có dự cảm không tốt, chẳng lẽ lại bảo mình đảm nhận vai chính trong lần quay tuyên truyền này ư? Chương 692, Linh Quang hiện ra. Khu nhà cao cấp Tử Trúc Uyển của Lệ Khuynh Thành vô cớ bị hỏa hoạn, bây giờ vẫn còn ở trong giai đoạn tu sửa nhưng Lệ Khuynh Thành lại không muốn ở trong khách sạn nên nàng liền dẫn theo bạn mình là Trần Tư Tuyền vào ở trong lầu 3 của Thẩm Mỹ Viện. Thoạt nhìn Lệ Khuynh Thành rất phong lưu, phóng khoáng. Thái độ tàn nhẫn dứt khoát nhưng chỉ cần một vài chi tiết nhỏ nhặt cũng đủ nhận ra nàng là một người phụ nữ rất tình cảm. Ví dụ như chiếc châm cài tóc trên đầu của nàng, ví dụ như vòng cổ của nàng, ví dụ như bộ quần áo nàng đã mặc 2 năm, ví dụ như Thẩm Mỹ Viện Khuynh Thành Quốc tế nơi nàng khởi nghiệp.
Bây giờ nàng là người có địa vị rất cao, có thể hưởng thụ cuộc sống cao cấp nhưng nàng lại hoàn toàn khác hẳn với những khách hàng của thẩm mỹ viện. Tần Lạc rất lo lắng tới sự an nguy của Lệ Khuynh Thành nên hắn đã nhờ Ly cử hai thành viên đội Long Tức tới hỗ trợ bảo vệ nàng. Ly khinh thường nhìn Tần Lạc nói, anh làm như Long Tức là một cái chợ sao? Vì vậy Tần Lạc không dám tiếp tục đề nghị nữa, hắn đã lén tới tìm Cao Thâm hỗ trợ. Cao Thâm biết rõ mối quan hệ của Tần Lạc và Vương Cửu Cửu đã tới một mức độ nào đó nên đã cố gắng tìm hai người là bộ đội đặc chủng xuất ngũ giới thiệu cho Tần Lạc. Bình thường thì chỉ cần hai người xuất thân từ bộ đội đặc chủng này bảo vệ, Lệ Khuynh Thành sẽ an toàn nhưng không hiểu sao Tần Lạc vẫn có cảm giác lo lắng. Trước kia nàng ở một mình ở thẩm mỹ viện nhưng không có ai gì khiến người khác lo lắng nhưng bây giờ nàng là tổng giám đốc của Khuynh Thành quốc tế, là nhân vật có giá trị hàng triệu. Có lẽ là do cô ấy rất đẹp Tần Lạc thầm nghĩ. Hơn nữa tất cả đều biết bà chủ của Khuynh Thành quốc tế là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Nếu như có kẻ nào đó muốn bắt cóc, tống tiền thì không có gì đáng nói nhưng hắn lại muốn xác thì sao bây giờ? Khi đi Vân Điền, Tần Lạc đã thầm có một quyết định. Hắn không cho phép bất kỳ ai ở bên cạnh mình bị làm tổn thương, ngay cả người hắn yêu thương hay những người phụ nữ yêu hắn. Đây chính là nguyên nhân khiến hắn khăng khăng tới Vương gia với Vương Cửu Cửu. Trước tiên Tần Lạc bảo đại đầu lái xe đưa hắn tới thẩm mỹ viện Khuynh Thành quốc tế. Hắn muốn trước khi đi ăn cơm với Kim Đức Thụy phải xử lý xong chuyện của Lâm Hách Huy. Hắn không muốn cho người đàn ông đó lại một lần nữa bước chân vào trong Lâm gia. Nếu một người cha chạy về nhà không phải là để tìm con gái của mình mà vì chính tiền của con gái, trong lòng bạn có thấy dễ chịu không? Tính của đại đầu không hợp với Giê-xu. Dường như Giê-xu nói chuyện rất hiền lành, cách nói chuyện rất hay. Thường xuyên có câu nói khiến người khác kinh ngạc. Những người không quen biết hắn chỉ nghĩ rằng hắn là một nước ngoài đẹp trai, có khiếu hài hước, tuyệt đối không có ai nghĩ tới hắn chính là đại sát thủ Giê-xu lẫy lừng thế giới. Đúng rồi, bây giờ không gọi Giê-xu là Giê-xu nữa mà phải gọi hắn là thầy tu. Đại đầu vẫn có thói quen lạnh lùng như vậy, lời nói lạnh nhạt, khuôn mặt chất phác. Cuộc sống gian khó từ nhỏ cùng với sự hiểu biết về sự vô cùng tàn khốc của xã hội khiến đại đầu đặc biệt hiểu được việc bảo vệ mình và sự cảm kích qua sự trợ giúp của hắn. Thế nhưng chính hắn không thích Giê-xu. Nhưng Giê-xu lại là người có tính tình cố chấp, đại đầu càng không thích hắn, hắn lại càng thích châm chọc đại đầu. Hắn ra vẻ tôi không độ hóa anh, cả tôi và anh đều không phải là con dân của Chúa. Tần Lạc cũng chỉ cười bỏ qua, hắn không bắt buộc đại đầu chấp nhận Giê-xu. Hắn để hai người chậm rãi hòa hợp với nhau. Nói không chừng sau này hai người sẽ trở thành đôi bạn thân thiết có sức mạnh khủng khiếp. Khi xe ngừng lại trước cổng thẩm mỹ viện, đại đầu ở bên ngoài xe theo bổn phận nhưng Giê-xu lại muốn theo Tần Lạc đi lên lầu. Đây là khu vực dành cho phụ nữ, anh không vào được Tần Lạc nói. Ồ, vậy tại sao anh có thể? Giê-xu không hiểu hỏi. Bởi vì tôi muốn gặp bạn của tôi. Hơn nữa bọn họ đều là phụ nữ Tần Lạc thẳng thắn nói. Điều quan trọng là trông anh rất hấp dẫn. Tôi cho rằng anh còn hấp dẫn hơn cả tôi. Giê-xu cười ha hả nói lấy lòng Tần Lạc. Tôi biết anh là người rất giỏi ăn nói. Tần Lạc gật đầu. Nhưng anh vẫn không thể vào trong. Nói xong một mình Tần Lạc đi lên lầu. Tần Lạc là khách quen của thẩm mỹ viện. Ngay khi hắn bước chân vào cửa của thẩm mỹ viện đã có rất nhiều người chào hỏi hắn. Một số khách hàng cũng nhận ra hắn. Có người còn lôi kéo, muốn hắn ký tên, chụp ảnh. Có một số người còn lén hỏi hắn xem có phương thuốc bí mật làm giảm ngực to không. Tần Lạc không để cho nhân viên tiếp tân của thẩm mỹ viện dẫn đi, tự mình hắn đi lên lầu 3. Sau khi Tần Lạc gõ cửa, bên trong phòng vang lên giọng nói vui vẻ của một người phụ nữ, mời vào. Giọng nói của Trần Tư Tuyền không phải là tiếng phổ thông tiêu chuẩn mà là giọng nói rất nặng của đảo Đài Loan nhưng thực sự cũng rất dễ nghe. Tiếp theo đó cánh cửa phòng mở ra, thân hình cao cao của đại mỹ nhân xuất hiện trước mặt Tần Lạc. Một chiếc tê, sất không tay màu đỏ, chiếc áo này trông rất cá tính, giống như làm thành từ hai miếng vải vắt chéo qua nhau, phía trước mở rất sâu, để lộ một khuôn ngực và nhũ cầu rất quyến rũ. Trên cổ nàng đeo một chiếc vòng khiến cho chiếc tê, sất không hề đơn điệu, hơn nữa còn che bớt một phần bộ ngực khiến cho những phần trống không quá khiến người khác chói mắt. Một chiếc váy bỏ màu xanh da trời kiểu cũ, chiếc váy rất ngắn, lộ ra hơn một nửa đùi. Rìa váy có gắn lông khiến người khác có một cảm giác hấp dẫn rất khó tả. Một đôi xăng đan cao gót màu đen khiến cho khi Trần Tư Tuyền đứng trước mặt Tần Lạc còn có vẻ cao hơn cả hắn một ít. Phong cách ăn mặc này của nàng giống như của các ngôi sao Âu Mỹ vậy. Mặc dù bây giờ Trần Tư Tuyền đã chuyển sự nghiệp của mình sang kinh doanh.
Bây giờ nàng gần như không còn quay, chụp quảng cáo cùng với như làm đại diện gì hết, nhưng phong cách trang phục của nàng vẫn chưa giảm chút nào. Đẹp không? Trần Tư Tuyền nhìn thấy Tần Lạc nhìn mình, nàng quay một vòng, yêu kiều hỏi. Rất đẹp, Tần Lạc khen ngợi. Đây chỉ là phong cách tán thưởng cái đẹp thuần túy của đàn ông, không có bất kỳ cái gì gọi là. Trần Tư Tuyền không phải là người ngốc, sao nàng có thể không nhận ra? Trong lòng nàng thoáng có gì đó mất mát, nhưng rồi nàng cười nói, anh vào đi, Lệ Yêu Tinh vừa xuống dưới nói chuyện với khách. Cô ấy sẽ lên ngay, anh tìm cô ấy có chuyện gì? Tôi muốn cô ấy tìm giúp tôi một luật sư để xử lý một chút việc nhà, Tần Lạc nói. Hắn biết Khuynh Thành Quốc tế có một đội ngũ luật sư. Bất kỳ ai trong số đó cũng có thể xử lý được chuyện đó. Anh tìm em có chuyện gì? Lệ Khuynh Thành đẩy cửa bước vào, nàng nhìn Tần Lạc hỏi. Lệ Khuynh Thành mặc một bộ đồ công sở rất đẹp, gợi cảm, lại có một cảm giác lạnh lạnh cùng với niềm nở. Đặc biệt ánh mắt nàng giống như nước hồ vậy, có thể câu hồn đoạt phách bất kỳ người đàn ông nào, không người đàn ông nào có thể thoát khỏi việc bị hãm vào trong đó. Ngay khi Tần Lạc kể lại mọi chuyện, Lệ Khuynh Thành cười mắng hắn, bình thường em có cảm giác anh cũng thông minh nhưng không ngờ anh lại ngốc tới mức đó. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi. Những chuyện như này anh không nên tới tìm em, bởi vì cô ấy tuyệt đối không muốn em ra mặt giúp cô ấy ổn định chuyện nhà, anh cũng không được tìm luật sư của nghiệp đoàn Trung Y vì cô ấy không muốn chuyện nhà của mình bị nhân viên biết. Tốt nhất là anh hãy tìm một luật sư chẳng dính dáng tới ai để làm chuyện này. Lệ Khuynh Thành đi tới trước bàn, ngồi xuống, nàng kéo ngăn kéo bàn ra lục lọi một lát rồi cầm lên một tấm danh thiếp đưa cho Tần Lạc và nói, anh hãy tìm người này. Trước kia em đã hợp tác một lần, năng lực cũng được lắm. Em cũng coi như là bạn với người này nhiều năm, hơn nữa chỉ là chuyện sang tên thôi thì cũng không có vấn đề gì quan trọng lắm. May là có em nhắc nhở anh, Tần Lạc xấu hổ nói, nếu không anh thật sự đã phạm phải sai lầm lớn. Anh biểu lộ tình cảm trắng trợn với cô ấy vậy sao? Anh thật sự khiến những vợ bé như bọn em phải đau lòng. Không phải chỉ là chuyện luật sư thôi sao? Làm gì mà là sai lầm lớn hả? Tần Lạc cười hì hì. Hắn thật sự cũng không biết nên trả lời vấn đề này thế nào. Lệ Khuynh Thành cũng không chờ đợi câu trả lời của Tần Lạc, nàng tới trước quầy rượu, rót ba chén rượu bưng tới nói, sau cuộc họp lần trước, em và Trần Tư Tuyền bắt đầu suy nghĩ về chuyện làm quảng cáo lần thứ hai. Binh mã chưa đi, lương thảo phải đi trước, quảng cáo chính là lương thảo trong chiến tranh, đây vốn là chuyện của bộ phận tuyên truyền nhưng em không muốn giao hoàn toàn cho bọn họ. Em biết gần đây anh cũng rất bận nên không dám làm phiền anh. Đợi điện thoại của anh thật sự rất vất vả, không ngờ hôm nay anh lại tới đây. Lần quảng cáo trước rất thành công hoàn toàn là nhờ vào chủ ý của anh. Lần này anh có ý tưởng nào hay không? Tần Lạc nói, thời gian này anh bận bịu đi lại làm việc bên ngoài, ngay cả thời gian thở còn không có. Bây giờ mới có chút thời gian ngồi nghỉ, sao có thể nghĩ ngay ra được ý tưởng hay chứ? Em biết là anh sẽ nói như vậy, Lệ Khuynh Thành nói. Trước tiên anh cứ gọi điện cho luật sư. Anh hãy bảo anh ta tới đây một chuyến, có một số chuyện phải đích thân căn dặn anh ta. Buổi trưa chúng ta sẽ đi ăn cơm với đạo diễn Kim Đức Thụy. Bây giờ đạo diễn Kim rất bận rộn, anh ta dù bận tối mắt tối mũi mà vẫn dành thời gian đi ăn cơm với chúng ta là cũng nể mặt chúng ta lắm rồi. Anh ta có thể nổi tiếng chính là nhờ công lao của anh. Anh ta luôn muốn trả lại món nợ này. Tần Lạc gọi điện ngay cho người luật sư tên là Trần Kiến Lương ở trong văn phòng của Lệ Khuynh Thành. Hắn mời luật sư tới giúp hắn xử lý chuyện nhà cửa. Ban đầu luật sư đó còn nói hôm nay có chuyện bận nên không thể tới được, nhưng sau khi Tần Lạc nói tên của Lệ Khuynh Thành thì luật sư đó thay đổi thái độ, đồng ý. Dựa vào đó có thể thấy đôi khi mỹ nhân còn có tác dụng hơn so với tiền bạc. Tới khi Tần Lạc gặp luật sư, giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện và yêu cầu của mình thì đã tới buổi trưa. Lúc này đã tới giờ hẹn ăn trưa, Lệ Khuynh Thành đã nhận được điện thoại của Kim Đức Thụy nói anh ta đang trên đường tới khách sạn. Khi ba người tới khách sạn Shangri-La, Kim Đức Thụy cùng trợ lý của mình đã đứng ở cửa khách sạn nghênh đón. Lúc này Kim Đức Thụy đã trở thành một đạo diễn quảng cáo đắt giá nhất trong nước, lần này trông có vẻ gầy gò hơn, nước da đen hơn nhưng tinh thần thì tốt hơn rất nhiều. Đôi mắt của anh ta lấp lánh, rất có thần, giống như là sáng lên vậy. Lệ Khuynh Thành bước tới hai bước nói vẻ khách sáo, đạo diễn Kim khách sáo quá. Tất cả mọi người đều là bạn bè cũ. Sao có thể để anh phải ra đón chúng tôi thế này? Kim Đức Thụy bắt tay Lệ Khuynh Thành nói, nếu như có thể tham gia vào bữa tiệc của Lệ Tổng, ngày nào cũng phải đi bộ tới tôi đều nguyện ý. Đi ra ngoài đứng một lát thì có lý gì đâu. Kim Đức Thụy quay nhìn Tần Lạc và Trần Tư Tuyền,
anh ta cúi người thật sâu nói, Tần tiên sinh, Trần tiểu thư, cuối cùng chúng ta lại gặp mặt nhau. Hai người các vị chính là ân nhân của tôi. Kim Đức Thụy tôi có được ngày hôm nay tất cả đều do hai vị ban tặng. Nếu lần này Lệ Tổng giao cho tôi chuyện đó, tôi nhất định sẽ làm thật tốt. Một suy nghĩ thoáng nảy sinh trong đầu Tần Lạc, hắn mơ hồ như nắm bắt được điều gì đó. Thế nhưng khi hắn cố gắng đuổi theo để tìm ra thì hắn lại có cảm giác là không thể tìm được. Chương 693, hãy ngoan ngoãn đứng yên cho cô ấy đánh. Kim Đức Thụy đã vừa thu được lợi thuận, vừa thu được danh tiếng đối với quảng cáo cả đời vẽ lông mày cho em, nhưng người đạt lợi nhuận lớn nhất chính là Khuynh Thành Quốc tế. Có ai biết năm ngoái công việc kinh doanh của Khuynh Thành Quốc tế thu lời bao nhiêu không? 10 triệu, 20 triệu. Trên bàn tiệc Kim Đức Thụy liên tục ca ngợi tài năng của Tần Lạc, Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền. Chỉ trong vòng chưa tới 2 năm Khuynh Thành Quốc tế đã nhảy vọt lên thành công ty sản xuất hàng mỹ phẩm hàng đầu Trung Quốc. Sự thay đổi này có thể gọi đó là kỳ tích. Nhìn thấy thái độ không vong ân bội nghĩa của Kim Đức Thụy, Lệ Khuynh Thành cũng thoáng yên lòng. Trước đó nàng còn lo lắng Kim Đức Thụy tự cao tự đại đòi giá cao, nhưng bây giờ xem ra anh ta cũng là một người hợp tác đáng tin cậy. Tần tiên sinh, lúc trước ở cửa tôi đã nói rõ, lần quảng cáo này của các vị tôi nhất định sẽ quay. Dù các vị không tìm tôi biết chuyện này cũng sẽ tự mình tới quay cho các vị. Chỉ cần đây là chuyện của các vị, tôi nhất định sẽ nỗ lực làm chuyện này. Ngay khi vừa mới ngồi vào bàn ăn, Kim Đức Thụy đã mời Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền mỗi người một ly ngũ lương dịch. Người trợ lý xinh đẹp của anh ta tới mời rượu còn bị anh ta mắng cho một trận. Hiển nhiên Kim Đức Thụy rất thật lòng biết ơn những người đã giúp mình có danh tiếng. Khi rượu được 3 chén, mặt Kim Đức Thụy càng đỏ, cách nói chuyện của anh ta càng cởi mở hơn. Nếu như các vị có định tiếp tục dùng tôi nhất định cũng phải thương lượng với các vị xem nên làm thế nào để quay tốt lần này. Lần quay trước cả đời vẽ lông mày cho em, Khuynh Thành Quốc tế chỉ là một công ty nhỏ, tôi không chịu nhiều áp lực. Bây giờ Khuynh Thành Quốc tế phát triển tới một quy mô lớn như này, nếu như tôi quay quảng cáo không tốt, việc ảnh hưởng tới danh tiếng của tôi chỉ là chuyện nhỏ, việc ảnh hưởng tới tiêu thụ sản phẩm của các vị mới là chuyện lớn. Các vị có gì cứ đề nghị, chúng ta sẽ cẩn thận cân nhắc. Chúng ta là người một nhà, không cần giữ thể diện cho tôi. Tần tiên sinh, đặc biệt anh phải nghĩ ra kế hay. Ý tưởng cả đời vẽ lông mày cho em của anh rất tuyệt vời. Cho dù là nhân viên chuyên nghiệp cũng không thể nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời như một tay ngang như anh. Tần Lạc không ngờ Kim Đức Thụy là giao một chuyện quan trọng như vậy lên đôi vai mình nên hắn vội vàng từ chối. Kim đạo diễn, lần trước tôi chỉ là mèo mù vớ phải cá rán thôi. Mọi người mới là những nhân tài chuyên nghiệp, hay chuyện này cứ giao cho mọi người xử lý đi. Ôi, những tài năng chuyên nghiệp đã phải chịu sự ước thúc, hạn chế của đủ loại các quy chế. Bọn họ chỉ còn biết ăn cắp, sao chép và tham khảo ý tưởng, không thể có được thành công của bậc tôn sư khai sơn lập phái. Tần tiên sinh không thuộc ngành quảng cáo chuyên nghiệp, thoạt nhìn anh giống như một đại kiếm sĩ cổ điển có phong thái quý phái. Anh có thể mang lại cho ngành quảng cáo truyền hình chúng tôi một nhân tố là Kim Đức Thụy phản đối. Lệ Khuynh Thành cười hì hì nhìn Tần Lạc nói, anh thấy chưa, đạo diễn Kim coi trọng anh như vậy, sao anh còn không chịu gắng sức? Tần Lạc đành phải đồng ý, hắn nói. Được, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm chỉnh, nhưng chủ yếu công việc này vẫn là do các vị. Các vị không nên đặt quá nhiều hy vọng vào tôi. Được, chuyện này tôi đồng ý với anh, nhưng có một việc nhất định anh phải đồng ý với tôi. Kim Đức Thụy nghiêm chỉnh nói, vẻ mặt của anh ta có vẻ rất nghiêm nghị. Chuyện này đối với anh ấy rất quan trọng, nữ trợ lý thầm nghĩ. Cô ta chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị này của Kim Đức Thụy từ trước tới giờ. Chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi, trong lòng hắn thầm có dự cảm xấu. Tôi muốn mời anh cũng Trần Tư Tuyền tiểu thư đảm nhận vai nam nữ diễn viên chính cho lần quảng cáo này. Kim Đức Thụy nói xong nhìn Tần Lạc với vẻ chờ mong, hình như anh ta có vẻ rất sợ Tần Lạc từ chối vậy. Tần Lạc khó xử, Tần Lạc thực sự không cảm thấy mình có khả năng trời phú về diễn xuất, thậm chí hắn còn không biết diễn xuất. Lần quảng cáo trước có thể thu được hiệu quả cao như vậy chủ yếu là nhờ nội dung quảng cáo phù hợp với những nữ khách hàng. Nếu là một người đàn ông đó trong quảng cáo, nhất định cũng sẽ không thua kém hắn. Nếu như có thể được, Tần Lạc thực sự muốn từ chối để dành thời gian đi làm một vài chuyện cho Trung Y. Hơn nữa lần này chính hắn đồng ý, sau này văn nhân Mục Nguyệt tới tìm hắn quay bộ phim Thiếu Niên Y Vương thì sao? Tần Lạc đang suy nghĩ tìm một cái cớ để từ chối thì Trần Tư Tuyền lại nói, tôi rất thích ý tưởng tiếp tục đóng quảng cáo này, nhưng còn việc anh ấy có đồng ý hợp tác với tôi hay không thì tôi không rõ lắm. Trần Tư Tuyền nói vậy đã khiến Tần Lạc rất khó từ chối.
nếu như hắn từ chối thì không phải chứng minh rằng hắn không muốn hợp tác với Trần Tư Tuyền sao? Tần tiên sinh, anh thấy đó Trần Tiểu Thư đã bày tỏ thái độ, anh cũng nên cho ý kiến đi. Tôi thực sự hy vọng anh có thể đồng ý. Chúng ta có thể làm một kiểu quảng cáo phân tập, giống như quảng cáo phân tập của nước Mỹ. Anh xem những quảng cáo phân tập lớn ở nước Mỹ có quảng cáo nào thay đổi nam diễn viên chính không? Nhìn thấy vẻ mặt tha thiết chờ mong của Kim Đức Thụy, Tần Lạc không đành lòng từ chối nên hắn nói, thôi được rồi, tôi sẽ thử xem. Được, vậy chúng ta đã quyết định rồi, Kim Đức Thụy vui mừng nói. Vì Tần tiên sinh tham gia nhóm nên tôi mời mọi người một chén. Việc hợp tác đã thỏa thuận xong, mọi người càng nhiệt tình uống rượu. Tửu lượng của Kim Đức Thụy khá tốt nhưng anh ta cũng không thể đỡ nổi việc xa luân chiến của Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền nên cuối cùng miệng méo sạch. Thư ký của Kim Đức Thụy cũng đã nhận ra tửu lượng của Tần Lạc không tốt nên cô ta cũng dùng một vài thủ đoạn chuẩn bị khiến Tần Lạc say, nhưng ngay khi mới uống xong chén thứ hai thấy ông chủ của mình rơi vào tình thế nguy cấp nên cô ta vội vàng bỏ Tần Lạc đó đi cứu giá. Vì thế trên bàn rượu hôm nay Tần Lạc chính là người uống rượu ít nhất. Khi tiệc rượu tan, Kim Đức Thụy gần như không thể bước đi nổi, nữ thư ký phải gọi tài xế lên đỡ anh ta đi ra ngoài. Hai gương mặt xinh đẹp của Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền đỏ ửng, hai mắt sáng long lanh, giống như hai đôi kim cương khảm vào trong hốc mắt vậy đó. Hai người xinh đẹp quyến rũ còn hơn cả những bông hoa đẹp nhất khiến cho Tần Lạc thực sự được mở rộng tầm mắt. Hai người còn đi được không? Tần Lạc hỏi. Không thể, Lệ Khuynh Thành nũng nịu nói. Tôi cũng chóng mặt quá, Trần Tư Tuyền cũng ôm đầu, dáng vẻ không còn chống đỡ được với hơi men. Vì vậy Tần Lạc liền lấy điện thoại di động ra, hắn định gọi điện thoại. Anh định làm gì vậy? Lệ Khuynh Thành hỏi. Anh định bảo tài xế và vệ sĩ lên đây, bọn họ có thể giúp đỡ bọn em hộ anh, Tần Lạc nói. Anh cút đi, Lệ Khuynh Thành mắng Tần Lạc, em còn nghĩ là anh chuẩn bị đỡ em hay là đỡ cô em chân dài này. Thế mà anh lại tìm người khác tới ăn đậu hũ của bọn em. Đúng vậy, Tần Lạc càng ngày càng giảo hoạt, Trần Tư Tuyền nói. Trêu chọc không thú vị gì cả. Nhưng thật ra để ngắm thì rất thú vị, cậu có muốn thử một chút không? Lệ Khuynh Thành nhìn Trần Tư Tuyền cười tủm tỉm hỏi. Cậu chết đi, cậu đúng là một nữ lưu manh, Trần Tư Tuyền nhặt chiếc đũa đánh lên đầu Lệ Khuynh Thành. Ba người sóng vai nhau đi ra khỏi phòng nhưng đúng lúc đó thì chạm mặt một đám người khác. Đương nhiên người bên kia cũng không ngờ lại gặp Lệ Khuynh Thành và Tần Lạc ở đây nên bước chân không khỏi chậm lại. Thật là trùng hợp, Tần Lạc cười nói. Đúng vậy, Cửu Trọng Mưu cười trả lời nhưng ánh mắt của hắn lại đang tập trung vào gương mặt của Lệ Khuynh Thành. Đẹp không? Lệ Khuynh Thành liếm môi vẻ vô cùng quyến rũ hỏi. Lập tức Tần Lạc hiểu chuyện này không đơn giản, cô nàng này lại có ý đồ xấu. So với người nhà kia của bọn ta thì còn kém hơn nhiều, Cửu Trọng Mưu cười nói. Người nhà kia mà Cửu Trọng Mưu nói tới chính là Cửu Yên Mị. Lệ Khuynh Thành là chị em trên danh nghĩa của Cửu Yên Mị nhưng một người là con chính thức, một người chỉ là con riêng. Bề ngoài Cửu Trọng Mưu nói dung mạo của Lệ Khuynh Thành không bằng Cửu Yên Mị nhưng thực tế hắn ám chỉ xuất thân ti tiện của nàng. Đúng vậy, Lệ Khuynh Thành không tức giận vì câu nói châm chọc của Cửu Trọng Mưu. Thế nhưng tôi may mắn hơn so với cô ta là tôi không có một người ông thần kinh và một người em họ đầu óc có vấn đề. Cô có biết cô đang nói gì không? Gương mặt của Cửu Trọng Mưu trở nên lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm vào Lệ Khuynh Thành nói. Cô ta mắng hắn không quan trọng nhưng cô ta không được mắng ông hắn. Đây không phải là chuyện liên quan tới vinh nhục của một cá nhân mà là chuyện vinh nhục của cả một gia tộc. Đương nhiên là biết, Lệ Khuynh Thành cười yểu điệu nói, nàng hoàn toàn không có cảm giác nguy hiểm đang tới. Thật ra tôi cũng muốn nói là hãy thay tôi chào hỏi lão bất tử đó. Hãy bảo với lão là tuyệt đối không nên chết sớm. Đồ gái điếm thối tha, sao mày có thể nói như vậy? Một người đàn ông ở bên cạnh mắng. Một con hàng tốt như vậy, năm đó đáng nên mang sang Nhật Bản bán làm gái mới phải, một người đàn ông đeo kính nói. Vẻ mặt hắn ta rất âm trầm, lời nói vô cùng tàn nhẫn. Dường như Lệ Khuynh Thành bị điều gì đó kích động, sắc mặt nàng trắng bệch, hai mắt nàng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đeo kính kia. Giọng nói của nàng lạnh như băng giá khiến cho người khác có cảm giác lạnh tới tận xương tủy. Anh là ai? Cửu Trọng Dung, người đàn ông đeo kính nói. Anh ấy là anh họ của tôi. Cô không nhận ra ư? Cửu Trọng Mưu đứng ở bên cạnh giải thích. Lệ Khuynh Thành vẫn không để ý tới Cửu Trọng Mưu, ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Cửu Trọng Dung. Nàng nói, chuyện năm đó chính là do anh đã sai người làm, đúng không? Tôi không biết cô đang nói cái gì. Nếu cô nghĩ vậy thì đúng là như thế, người đàn ông đeo kính cười nhạt nói.
hắn ta không thừa nhận có biết Lệ Khuynh Thành nhưng hắn ta cũng không phủ nhận. Chỉ cần không phải là người ngốc cũng nhận ra ý tứ của hắn ta. Hắn ta chính là người theo như Lệ Khuynh Thành nói hiểu rất rõ chuyện đó. Lệ Khuynh Thành đương nhiên không phải là người ngu, nàng hiểu ý của hắn ta. Lệ Khuynh Thành bước tới gần Cửu Trọng Dung, ánh mắt nàng lạnh lùng, bước chân vững vàng. Tiếng giày cao gót bước chân nền nhà phát ra âm thanh nặng nề nhưng những âm thanh đó lại giống như tiếng trống đang đập trong lòng mỗi người. Cửu Trọng Dung không sợ hãi, hắn ta khẽ nhếch miệng, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Thân hình hắn cao, hai chân thẳng đứng, chân phải lặng lẽ nhích ra ngoài từng bước một. Tư thế đó tiện cho hắn tung ra một cú đá. Hắn đang chờ đợi Lệ Khuynh Thành tới gần. Tần Lạc đã nhìn thấy động tác của Cửu Trọng Dung, hắn bèn lên tiếng uy hiếp, nếu như cô ấy bị kích động bởi lời của anh hãy ngoan ngoãn đứng yên cho cô ấy đánh. Chương 694, chính thức tuyên chiến. Tần Lạc nhận ra rằng người đàn ông đeo kính nhìn văn thư nho nhã vậy thôi nhưng thực ra lại là một người trong ngành. Hắn cố tình nhếch một chân sang một bên để dễ dàng cho việc xuất chiêu. Nếu nói về đánh áp sát tay đôi thì 10 nàng Lệ Khuynh Thành cũng không phải là đối thủ của hắn ta, chính vì vậy mà Tần Lạc mới dặn dò như thế. Tần Lạc cảm thấy câu nói của mình hết sức nghiêm túc, thì lại khiến cho những người xung quanh phải phá lên cười thích thú. Thằng điên này, nó nghĩ nó là thượng đế à? Bị điên à mà đứng cho cô ta đánh chứ? Cửu thiếu gia, anh nên ngoan ngoãn nghe lời đi, nếu không hậu quả tự gánh chịu. Đến cả người đàn ông kính cũng phải đưa tay lên hất hất gọng kính trên mũi của mình, rồi nheo mắt lại nhìn Tần Lạc nói, tôi nghe theo anh, thượng đế tiên sinh. Đợi cô ấy đánh xong mặt bên trái của tôi thì tôi sẽ chủ động giơ mặt bên phải ra. Thế thì tốt, Tần Lạc cười nói. Khoảng cách giữa Lệ Khuynh Thành và người đàn ông đeo kính không xa nhau lắm, rất nhanh, nàng đã bước đến trước mặt hắn ta rồi. Có phải là anh không? Lệ Khuynh Thành hỏi lại lần nữa. Nếu cô đã cho là như thế, thì sao không kiên trì ý kiến của mình đi? Người đàn ông đeo kính nhếch mép cười, một nụ cười châm chọc, lại có phần khinh bỉ, kèm vào đó là một chút thương hại. Lệ Khuynh Thành đột nhiên giơ tay lên định cho người đàn ông đeo kính đó một cái bạt tai. Lúc này, người đàn ông đó cũng động đậy, hắn ta không hề đứng im cho cô ấy đánh như đã hứa với Tần Lạc. Hắn ta giơ tay trái ra nắm lấy cổ tay của Khuynh Lệ Thành, sau đó gập cong chân phải lại. Đây là một chiêu lên gối rất thâm độc trong môn quyền thái, là một phương thức ra đòn thuộc vào hàng có độ sát thương cực lớn. Người đàn ông này không phải là có khuynh hướng bạo lực thì là vì có lòng thù hận sâu sắc với Lệ Khuynh Thành, nếu không thì đã không thay bằng làm sao nghe thuận tai hơn, vừa mới xuất chiêu đã dở cái chiêu có thể khiến người ta phải chết hay tàn phế như vậy. Cốp! Đầu gối hướng thẳng về phía trước nhưng người đàn ông đeo kính không có cảm giác mềm nhũn mà ngược lại. Hắn lại cảm thấy có một khúc xương cứng hơn đụng vào xương của hắn. Đó là Tần Lạc. Tần Lạc dĩ nhiên là không ngốc đến độ tin vào việc câu nói đầy khí phách của mình có thể khiến cho người ta nghĩ là thật chứ. Hắn căn bản không hy vọng gì vào việc người đàn ông đeo kính sẽ nghe theo lời mình nói. Vì vậy mà khi Khuynh Lệ Thành bước tới thì hắn cũng cẩn thận tiến sát theo sau. Khi thấy người đàn ông đeo kính định ra tay với Lệ Khuynh Thành thì hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Người đàn ông đeo kính chỉ kịp giơ tay nắm lấy cổ tay của Lệ Khuynh Thành nhưng lại không kịp dùng đầu gối để thúc vào bụng của nàng. Bởi vì tốc độ của Tần Lạc nhanh hơn hắn ta. Hai người mạnh gặp nhau thì người mạnh hơn sẽ giành thắng lợi. Hiển nhiên, Tần Lạc có phần chiếm ưu thế. Vì khi hắn dùng đầu gối nghênh đón đầu gối của người đàn ông đeo kính, trong khi hắn vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích thì người đàn ông đeo kính phải lùi lại về sau mấy bước. Nhưng... cho dù bị lùi lại về đằng sau thì hắn ta vẫn kéo theo Lệ Khuynh Thành, không chịu buông ra, muốn dùng Lệ Khuynh Thành làm con tin của hắn. Nhưng Tần Lạc làm gì có chuyện sẽ cho hắn ta cơ hội chứ? Hắn bay nhanh lên phía trước, nắm chặt lấy cổ tay của gã đàn ông đeo kính còn chưa đứng vững kia, tay giữ nguyên vào huyệt, phù đột, ở cổ tay hắn ta, sau đó dùng ngón cái ấn xuống, thế là cả cánh tay của hắn ta trở nên tê dại lạ thường. Tần Lạc dùng một tay còn lại kéo Lệ Khuynh Thành ra. Thế là Lệ Khuynh Thành có thể an toàn thoát thân. Nhưng Lệ Khuynh Thành không hề kinh hoàng, cũng không nghĩ đến việc sau khi thoát khỏi hắn ta thì quay người bỏ chạy hay gì cả mà đột nhiên đổi tát thành đấm, nàng cho hắn ta một đấm vào ngực. Bốp! Cú đấm của Lệ Khuynh Thành cũng chẳng có gì gọi là có lực cả. Thậm chí Tần Lạc còn nghi ngờ cú đấm này liệu có đem đến tí lực sát thương nào cho gã đeo kính này không nữa. Vì những người đàn ông mà đã luyện tập qua chút võ công nào đó thì thân thể tương đối cứng cáp. Khả năng chống đỡ không phải là người bình thường nào cũng có thể so sánh được.
nhưng sự việc ngoài dự đoán đã xảy ra, vì Tần Lạc nhận rõ ra được vẻ mặt đau đớn đến tột cùng của gã đàn ông này khi Lệ Khuynh Thành cho hắn ta một cú đấm. Tiếp đó hắn lại tung ra một phát đạp nữa, ép Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành lùi về phía sau, còn thân thể hắn thì lảo đảo ra đằng sau. Hắn dùng tay ôm chặt vào ngực, sau đó nhìn chừng chừng Lệ Khuynh Thành với vẻ mặt đanh ác. Máu! Máu từ kẽ tay của hắn rỏ ra bên ngoài, ngực hắn ta bị thương rồi. Tần Lạc vô cùng kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ lẽ nào Lệ Khuynh Thành lại là một cao thủ, thâm tàng bất lộ, hay sao? Sao vừa mới xuất ra một chưởng thôi mà đã thấy có máu rồi? Mình đâu nhìn thấy nàng dùng sức gì đâu nhỉ? Thế nào, đau không? Lệ Khuynh Thành tủm tỉm cười nói. Nụ cười của nàng tươi rói rói như bông hoa hướng dương được đón ánh nắng mặt trời sau đó nở rộ ra vậy. Nổi bật, chói lóa, nhưng lại kèm theo một điệu bộ vô cùng kiêu hãnh, ngạo nghễ. Đúng là một thủ đoạn hay. Gã đeo kính mắt lạnh lùng nói. Cuối cùng thì hắn ta cũng không thể tiếp tục cười được nữa, tôi thực sự hối hận về quyết định khi đó của mình. Đáng tiếc là anh không còn cơ hội nào nữa. Lệ Khuynh Thành nói, anh chỉ là người đầu tiên. Bất kể người nào trong Cửu Gia Nha các anh đều phải trải qua những gì mà ngày hôm nay anh phải trải qua. Thương tích, máu chảy và không có một kết cục tốt đẹp. Cô đang tuyên chiến với nhà họ Cửu chúng tôi phải không? Cửu Trọng Mưu bước lên trước nói, nhưng lại không dám tiến đến quá gần Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành. Hắn đã từng bị Tần Lạc bắn cho bị thương, anh họ hắn lại vừa bị Lệ Khuynh Thành đả thương. Có trời mới biết được hai kẻ điên này mà liên hợp lại với nhau thì sẽ làm ra được những chuyện điên cuồng như thế nào nữa. Cái mà hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi đó là vì sao mà tính cách như thế này của bọn họ lại có thể sống thoải mái, dễ chịu được ở một nơi hỗn tạp như thế này chứ. Thế thì đã làm sao? Lệ Khuynh Thành khinh thường nói, tôi từ trước đến giờ luôn tuyên chiến với Cửu Gia nhà các anh. Chỉ có điều là các anh tự thấy quá ổn, không muốn nhận mà thôi. Lấy trứng chọi đá, Cửu Trọng Mưu nói. Thắng bại thế nào còn chưa biết đâu, Lệ Khuynh Thành nói với giọng điệu tràn đầy ý chí chiến đấu. Đang trong lúc hai người nhìn nhau đầy căm tức, thì giám đốc của khách sạn dẫn theo mấy bảo vệ bước đến trước mặt hỏi, xin hỏi chỗ này xảy ra chuyện gì vậy? Tôi có thể giúp gì được không? Khi người của khách sạn tham gia vào thì việc này coi như là đã đi vào dĩ vãng. Không có chuyện gì cả, Lệ Khuynh Thành cười nói, chỉ là gặp phải mấy con chó điên nó chặn đường lại mà thôi. Tôi đã dạy dỗ chúng thay cho các anh rồi. Sau đó nàng quay lại nói với Tần Lạc và Trần Tư Tuyền, chúng ta đi thôi. Ừ, chúng ta đi thôi, Tần Lạc gật đầu nói. Hắn quay ra nhìn Cửu Trọng Dung một cái, cười nói, tay trái của anh có lẽ vài ngày này sẽ không được linh hoạt cho lắm đấy. Tốt nhất là không nên làm gì quá sức, đây chính là cái tội cho việc không nghe lời. Khi Tần Lạc nắm vào cổ tay của hắn ta, thì ngón tay cái hơi dùng lực một chút. Vì vậy mà có thể đã làm cho huyệt vị của hắn ta bị thương, trong vòng 3 đến 5 ngày thì tay bên trái sẽ không thể hồi sức lại như cũ được. Gã đeo kính tức đến xanh mặt, nhưng lại không nói lại câu gì. Ánh mắt đầy thù hằn và oán hận phía sau cái gọng kính kia nhìn chằm chằm với theo hình bóng đang khuất dần phía xa của bọn họ. Ba người hùng dũng bước qua mặt bọn họ, để mặc cho đám bạn mèo mả gà đồng của Cửu Trọng Mưu được thả cửa chửi cho sướng miệng. Bọn họ không thèm chấp đám người đó, vì nếu mấy người đấy đúng là đàn ông thực thụ thì sẽ có người đứng ra ngăn cản lại rồi. Cửu Trọng Mưu bước đến trước mặt Cửu Trọng Dung muốn xem vết thương của hắn thế nào nhưng bị Cửu Trọng Dung từ chối. Sao vậy? Cửu Trọng Mưu hỏi, hắn ta không tin Lệ Khuynh Thành là một cao thủ võ lâm. Hắn biết thân thủ của anh họ hắn ít nhất cũng có thể đọ lại được một tên bộ đội đặc chủng. Trên tay cô ta có cái gì đó? Cửu Trọng Dung nói. Cửu Trọng Mưu xem lại một cách tỉ mỉ thì thấy trên vệt tay của Lệ Khuynh Thành có hình một chiếc nhẫn to tướng. Chỉ có điều chiếc nhẫn này nhìn rất bình thường. Chẳng có gì gọi là kỳ cả. Chẳng lẽ chính là cái nhẫn này đã làm thương đến anh họ hắn sao? Có nặng lắm không? Chúng ta đến bệnh viện xem thế nào? Cửu Trọng Mưu nói. Chúng ta về thôi, Cửu Trọng Dung nói. Hắn không muốn để cho đám bạn bên cạnh hắn biết được hắn bị thương nặng, bị một người phụ nữ đánh đã chẳng phải là chuyện hay ho gì. Nhưng bản thân hắn biết rằng chiếc nhẫn đó đúng là không bình thường chút nào. Mọi người về trước đi. Có thời gian thì lại hẹn nhau ra ngoài làm chén trà. Cửu Trọng Mưu giải tán đám bạn của mình, sau đó thấp giọng nói với người anh họ, món nợ này, ngày mai, em sẽ đòi lại cho anh. Chị ấy chỉ có thể nhìn thôi, không thể động đến, cái này có thể thử mùi vị của nó xem sao. Nói ra thì cũng kỳ lạ, phụ nữ nhà họ Cửu người nào người nấy nở nang, đẫy đà, lại là lơi, khêu gợi.
Về thôi, Cửu Trọng Dung lạnh lùng nói. Không biết hắn ấm ức vì câu nói của Cửu Trọng Mưu hay là vì ngực hắn đau quá nữa. Ba người Tần Lạc sau khi bước ra khỏi khách sạn rồi ngồi vào trong xe thì Lệ Khuynh Thành lại không khởi động xe luôn, mà cứ ngồi im ở đó nhìn đám bạn của Cửu Trọng Mưu lần lượt khởi động xe rời đi. Em không sao chứ? Tần Lạc nhìn Lệ Khuynh Thành hỏi. Em không sao, Lệ Khuynh Thành nói, nàng giơ bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của mình ra trước mặt Tần Lạc rồi nói, có muốn xem bảo bối của em không? Tần Lạc đưa tay ra sờ vào chiếc nhẫn trong tay nàng hỏi. Bằng, bằng. Vòng của chiếc nhẫn được làm từ bạch kim, bên trên có khảm một viên kim cương, đầu viên kim cương được giữ bởi một cái đế bằng vàng để tránh cho nó rơi tuột xuống dưới. Nhìn nó không khác gì lắm so với những chiếc nhẫn bình thường khác. Chỉ dùng mắt thường thì Tần Lạc cũng chẳng nhìn ra được cái nhẫn đó nó kỳ diệu thế nào. Lệ Khuynh Thành xoay cho chiếc nhẫn quay sang bên trái một vòng, rồi lại quay sang bên phải một vòng, cái đế bao bọc kim cương bỗng nhiên tách ra xung quanh, viên kim cương đó không những không rơi xuống mà còn nhảy dựng lên như vừa thoát khỏi một sự trói buộc vậy. Đây không phải là kim cương, Lệ Khuynh Thành chỉ vào viên kim cương sáng lấp lánh nói, cái này được làm từ thép, dựa theo góc cạnh của kim cương để chế ra. Bên ngoài được bôi một lớp bột sáng lấp lánh. Khi có dịp, nó sẽ đâm xuyên da thịt của người ta, chỉ có điều nó có phần hơi ngắn. Khi nói đến câu cuối cùng thì giọng điệu Lệ Khuynh Thành nghe tiếc nuối vô cùng. Có thể nhận ra rằng, nếu viên đá nhọn đó mà dài hơn một chút, cộng với địa điểm mà nàng xuất quyền ra thì có thể đâm thẳng vào tim của gã đeo mắt kính. Nàng quả là hận họ đến thấu xương. Có trách em không? Lệ Khuynh Thành quay ra nhìn Tần Lạc hỏi, em lại lợi dụng anh rồi. Nếu anh không ở bên cạnh thì em không xúc động đến thế. Không trách, Tần Lạc lắc đầu đáp, chỉ là hơi đau lòng một chút. Lệ Khuynh Thành ôm trầm vào cổ Tần Lạc, chủ động dâng hiến đôi môi mình cho hắn, sau đó thì hôn như điên như dại lên đôi môi hắn. Trần Tư Tuyền ngồi ở ghế sau xấu hổ quá, quát lên, Lệ yêu tinh. Cậu đúng là đồ lưu manh, trước khi muốn làm những việc này cũng không cho người ta biết một tiếng. Mình có cần phải xuống xe để hai người làm cho xong việc đã không? Chương 695, em tìm được đúng người mình muốn, còn bà ấy thì tìm nhầm người.